không cho kẻ xấu có cơ hội ra tay, Tổng thống Putin khẳng định sẽ đảm bảo an ninh cho tất cả các quốc gia. Các bạn thân mến, hiện nay quan hệ quốc tế đang trải qua những thay đổi căn bản mang tính kiến tạo thực sự. Điều tất yếu là khả năng thống trị của một quốc gia hoặc thậm chí một nhóm quốc gia đã lùi vào quá khứ. Ukraine thì đang thể hiện sự yếu kém và nhu nhược của mình khi chấp nhận làm bàn đạp để phương Tây hiện thực hóa tham vọng chống Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Putin sẽ không để điều đó xảy ra. Chúng ta hãy cùng nghe xem ông ấy nói gì. Chính quyền Nga phải làm mọi cách để ngăn chặn tình hình bất ổn trong nước. Tổng thống Vladimir Putin phát biểu khai mạc cuộc họp ngày 2 tháng 6 với các thành viên thường trực Hội đồng An ninh như sau. Hôm nay, chúng ta sẽ giải quyết những vấn đề này liên quan đến việc đảm bảo an ninh của Nga. Trong trường hợp này là an ninh chính trị trong nước, có tính đến mưu đồ mà những kẻ xấu vẫn đang thực hiện và tăng cường nhằm làm rung chuyển tình hình bên trong Liên bang Nga. Các bạn và tôi phải làm mọi thứ để đảm bảo trong mọi hoàn cảnh, chúng sẽ không được phép thực hiện những hành động này. Khi đề cập đến chiến dịch quân sự đặc biệt, ông chủ Điện Kremlin nói rằng Nga sẽ trở thành bên đảm bảo hòa bình và an ninh cho tất cả các quốc gia. Nga nhất định sẽ chiến thắng, không còn cách nào khác. Và tôi nghĩ rằng Nga cuối cùng sẽ là bên đảm bảo hòa bình và an ninh cho tất cả các dân tộc, cho tất cả các quốc gia trên thế giới. Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, trong chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đang bảo vệ đất đai, con người và các giá trị của mình. Phát biểu khi đến Moldova dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi cộng đồng quốc tế đưa ra những đảm bảo an ninh cụ thể tại Ukraine và nước láng giềng Moldova. Xung đột Nga-Ukraine đã diễn ra hơn một năm và chưa có hồi kết. Hai bên vẫn tiến hành các đòn đáp trả lẫn nhau trong thời gian gần đây. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công khủng bố ở Moscow hôm 30 tháng 5. Tổng thống Vladimir Putin nói Kiev chọn con đường đe dọa công dân Nga bằng cách tấn công các cơ sở dân sự và đó là dấu hiệu rõ ràng của hoạt động khủng bố. Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine chống lại Nga. Nga cho rằng quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp xe tăng cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa hai bên trở nên vô nghĩa. Trong một diễn biến khác có liên quan, cùng ngày, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cam kết sẽ không chiến đấu với Nga hay để Hungary bị kéo vào cuộc xung đột Ukraine, chừng nào chính quyền của ông còn tại vị. Ông Orbán đã giải thích, Budapest coi sự thù địch đang tiếp diễn giữa Moscow và Kiev là một mối đe dọa bên ngoài cận kề. Thủ tướng Orbán nhấn mạnh, chúng tôi không tham chiến, Hungary không tuyên chiến với Nga và sẽ không xảy ra chừng nào chính phủ này còn tồn tại, chắc chắn là không. Nhà lãnh đạo Hungary còn chỉ trích những tuyên bố hiếu chiến liên tục được đưa ra bởi các chính trị gia cánh tả, những người tuyên bố rằng đất nước của họ đã lâm vào cuộc chiến với Nga. Không giống như các quốc gia thành viên khác trong NATO và EU, Hungary có quan điểm trung lập về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Chính quyền Budapest đã từ chối cung cấp bất kỳ viện trợ quân sự nào cho Kiev và thậm chí còn cấm vận chuyển vũ khí sang Ukraine từ các bên thứ ba thông qua lãnh thổ của mình. Hungary cũng phản đối các biện pháp trừng phạt chống Nga của EU, đặc biệt là những biện pháp gây tổn hại đến lợi ích sống còn của chính họ, cụ thể là những hạn chế trong lĩnh vực năng lượng thông thường và hạt nhân. Budapest liên tục lập luận các biện pháp hạn chế này không đáp ứng được mục tiêu đã tuyên bố của họ và đang gây tổn hại cho Liên minh châu Âu nhiều hơn là Nga. Đồng thời, Budapest đã cung cấp viện trợ nhân đạo cho thường dân Ukraine bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng. Hungary cũng nhiều lần kêu gọi giải quyết xung đột thông qua giải pháp ngoại giao. Còn nhớ rằng Tổng thống Vladimir Putin đã từng đưa ra nhận định tại lễ duyệt binh kỷ niệm chiến thắng trên quảng trường đỏ ngày 9 tháng 5 rằng thế giới đang tự tin hướng tới một hệ thống đa cực công bằng hơn dựa trên các nguyên tắc tin cậy và an ninh gắn kết, bình đẳng về khả năng để cho tất cả các quốc gia và các dân tộc được phát triển tự do và độc lập. Chúng ta đang được chứng kiến vị thế đang không ngừng được củng cố của các quốc gia ở Nam Bán Cầu và Đông Bán Cầu được định hướng bởi các ưu tiên quốc gia cơ bản của họ, chứ không phải bởi các lợi ích ích kỷ hẹp hòi của các quốc gia từng là thực dân trước đây. Các liên kết kiểu mới như SCO, BRICS và EAEU đang được tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình dân chủ hóa đời sống quốc tế. Trong tương lai, tất cả những chuyển động này sẽ hướng tới một trật tự thế giới cân bằng, bền vững và bao trùm hơn. Tình hình đã diễn biến tới mức phương Tây tìm cách thay thế trật tự thế giới, lấy Liên Hợp Quốc ra làm trung tâm được hình thành sau Thế chiến thứ hai bằng một kiểu trật tự dựa trên luật lệ. Giới tinh hoa phương Tây tìm cách phổ cập rộng ra toàn thế giới những luật lệ mà chưa ai nhìn thấy hình hài ra sao và hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Mục tiêu của họ rất rõ ràng, đó là phá hủy hệ thống luật pháp quốc tế đương đại,
ngăn chặn sự phát triển của các trung tâm thế giới mới với toan tính tiếp tục giải quyết các vấn đề của họ theo tinh thần của chính sách thực dân và gây thiệt hại đối với các quốc gia khác. Tập thể phương Tây không cần che giấu ý định buộc Nga phải chịu thất bại chiến lược. Họ sử dụng chế độ Kiev làm lực lượng đánh thuê hiện đang được NATO cung cấp nhiều vũ khí. Trong khi đó, phần lớn nguồn vũ khí này của phương Tây đang được phát tán không kiểm soát ra khắp thế giới. Trên thực tế, các quốc gia NATO đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột về phía Kiev. Một chính sách vô trách nhiệm như vậy đang làm gia tăng đáng kể hiểm họa về một cuộc xung đột quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân. Thật đáng tiếc, các thông điệp của người Nga hoặc là bị phớt lờ, hoặc là bị bóp méo một cách trắng trợn nhằm mục đích tuyên truyền. Nhưng kể cả khi hàng chục nước NATO đổ dồn viện trợ vào chiến trường Ukraine, buộc chính quyền Kiev phải đứng lên thay họ chịu trận, thì quân đội Nga cũng có cách đáp trả xứng tầm một cường quốc quân sự. Tiết lộ bất ngờ khi Nga đang chi tiêu ít một cách đáng ngạc nhiên cho cuộc chiến ở nước láng giềng. Theo báo cáo của Economist, chi phí tài chính trực tiếp của chiến tranh, bao gồm chi tiêu cho binh lính và máy móc, ước tính chiếm khoảng 3% GDP của Nga, tương đương khoảng 6-7 tỷ đô mỗi năm. Con số đó xuất phát từ sự so sánh các dự báo chi tiêu quốc phòng và an ninh trước cuộc chiến ở Ukraine với những gì họ thực sự chi tiêu. Theo tiêu chuẩn lịch sử, cuộc chiến hiện tại không thể so sánh được. Chẳng hạn, Liên Xô trong Thế chiến thứ hai đã chi khoảng 61% GDP và Mỹ đồng thời chi khoảng 50% GDP cho cuộc xung đột. Tuy nhiên, 3% cao hơn đáng kể so với 0,4% GDP mà Liên Xô đã chi cho cuộc chiến ở Afghanistan. Một lý do giải thích cho việc chi tiêu tương đối thấp ở Ukraine là do chính trị, vì chính phủ đã nhiều lần gọi cuộc chiến là một chiến dịch quân sự đặc biệt. Điều này có thể ngăn cản việc sử dụng một tỷ lệ cao trong GDP. Ngoài ra, còn có lý do kinh tế. Việc in thêm tiền mặt để tài trợ cho cuộc chiến sẽ đẩy lạm phát lên cao hơn và đè nặng lên người dân Nga. Gánh nặng nợ chiến tranh cho các ngân hàng cũng có thể làm điều tương tự. Và ngược lại, cả hai lựa chọn đều có thể gây hại cho các mục tiêu chính trị của Tổng thống Putin. Thêm vào đó, công nghệ làm nền tảng cho các lực lượng vũ trang ngày nay tiên tiến hơn bao giờ hết. Điều đó có nghĩa là quân đội cần ít người và máy móc hơn cho nỗ lực chiến tranh. Chắc chắn, một cuộc chiến dẫn đến các lệnh trừng phạt trên diện rộng đã định hình lại dòng chảy và thương mại dầu mỏ toàn cầu, đồng thời cắt giảm ưu thế năng lượng của Nga. Các quốc gia phương Tây đã cấm hoặc tẩy chay hàng hóa của Nga. Điều này thúc đẩy Moscow phải tìm kiếm các điểm đến thay thế cho dầu mỏ và hàng hóa khác. Sự mở rộng hợp tác của Nga với châu Phi cũng được thúc đẩy bởi mong muốn thể hiện ảnh hưởng của mình và chống lại ảnh hưởng của các cường quốc toàn cầu khác, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc. Ngày 31 tháng 5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đang có chuyến công du thứ 3 tới các nước châu Phi trong năm nay. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga chưa bao giờ đến thăm khu vực này thường xuyên như vậy trước đây. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đòi hỏi điều đó, vì hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi dự kiến sẽ được tổ chức tại San Petersburg vào tháng 7 này, trong khi tại thành phố Johannesburg của Nam Phi sẽ diễn ra cuộc họp của các nhà lãnh đạo khối BRICS bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi vào tháng 8 tới. Chính sách của Nga đối với châu Phi đã được định hình bởi sự kết hợp của các lợi ích chiến lược, kinh tế và địa chính trị. Nga có quan hệ chiến lược chặt chẽ với một số quốc gia châu Phi có lịch sử từ thời Liên Xô cũ. Điều này bao gồm hợp tác quân sự và thiết lập các căn cứ quân sự thời Liên Xô ở các quốc gia như Angola và Mozambique. Ngày nay, Nga tiếp tục duy trì quan hệ quân sự với một số quốc gia châu Phi thông qua bán vũ khí, huấn luyện quân sự và tập trận chung. Việc Nga trở lại châu Phi đã được thảo luận trong hai thập kỷ. Tuy nhiên, động lực thúc đẩy việc họ mở cửa với lục địa châu Phi thông qua hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi lần thứ nhất vào tháng 10 năm 2019 là một sự kiện đột phá giúp tìm ra điểm khởi đầu cho hoạt động kinh doanh của Moscow và chiến lược kinh tế của Nga trên lục địa, nơi ngày nay chiếm một vị trí hàng đầu về phát triển kinh tế. Nga ngày càng quan tâm đến việc phát triển quan hệ kinh tế với các nước châu Phi, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng và tài nguyên thiên nhiên. Điều này được thể hiện qua việc họ tham gia phát triển các dự án dầu khí ở châu Phi, cũng như các hoạt động của nước này trong lĩnh vực khai thác dầu mỏ. Trong những năm gần đây, Nga cũng mong muốn tăng cường quan hệ thương mại với các nước châu Phi và việc thành lập diễn đàn kinh tế Nga-Châu Phi là một sáng kiến quan trọng trong bối cảnh này. Có thể nói rằng, Moscow và châu Phi cần nhau để đảm bảo an ninh và chủ quyền của mình.
sự mở rộng hợp tác của Nga với châu Phi cũng được thúc đẩy bởi mong muốn thể hiện ảnh hưởng của mình và chống lại ảnh hưởng của các cường quốc toàn cầu khác, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc. Nga đã đặc biệt tích cực trong việc hỗ trợ các nước châu Phi trong nỗ lực tăng cường quyền tự chủ của họ trước các cường quốc phương Tây, chẳng hạn như thông qua hỗ trợ cho Sudan trong cuộc xung đột ở Darfur. Hiện nay, Nga ngày càng tích cực quan hệ ngoại giao với các nước châu Phi với việc mở các đại sứ quán và lãnh sự quán mới trên khắp lục địa. Họ cũng đã tham gia vào các tổ chức khu vực châu Phi như Liên minh châu Phi, nơi họ mong muốn thúc đẩy hợp tác các vấn đề như hòa bình và an ninh. Ngược lại, phương Tây, mà điển hình là Mỹ, thì luôn lên mặt bằng thanh danh của mình trong việc bảo vệ các giá trị dân chủ, bất chấp sự thật rằng lịch sử của toàn bộ các quốc gia này đều đi kèm với sự áp bức và làm tổn hại quyền lợi của các quốc gia khác. Theo một báo cáo mới đây của Cơ quan Phân tích Địa chính trị, Kinh tế, An ninh và Năng lượng GIS có trụ sở tại Thụy Sĩ, châu Phi, khu vực láng giềng phía Nam của châu Âu, ngày càng được chú ý. Một mặt, giới chính trị phương Tây không thúc đẩy hợp tác và tăng trưởng ở các nước châu Phi. Mặt khác, các phương tiện truyền thông thường mô tả châu Phi theo cách tiêu cực. Kết quả là dư luận của khu vực đối với phương Tây cũng bị ảnh hưởng. Không thể phủ nhận, châu Phi là một lục địa có tương lai tươi sáng. Hầu hết các vùng lãnh thổ, ngoại trừ sa mạc và vùng Sahel, có đất đai màu mỡ thích hợp cho nông nghiệp và lâm nghiệp. Lục địa này đã trở thành một trong những nơi diễn ra cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa một Trung Quốc đang nổi dậy mạnh mẽ, một nước Nga quyết đoán hơn. Các quốc gia khác, chẳng hạn như Thổ Nhĩ Kỳ, cũng đang gia tăng dấu ấn của họ trên lục địa châu Phi. Thật không may, các cường quốc thực dân châu Âu truyền thống đã từ bỏ châu Phi hoặc tiếp tục đối xử với khu vực này theo cách gia trưởng. Cả Mỹ và EU đều tìm cách thúc đẩy chính quyền châu Phi hướng tới các giá trị cụ thể, khiến sự hỗ trợ của họ trở thành có điều kiện đối với một số vấn đề nhất định. Trong khi một số nội dung trong số này được khuyến khích nhưng lại không tính đến văn hóa và truyền thống của người châu Phi. Điều này đã khiến người dân châu Phi có một số hành động nhất định của phương Tây ở đây là hiện thân của chủ nghĩa thực dân mới. Mỹ ra sức lôi kéo đồng minh châu Á của Nga vào NATO. Câu trả lời của Ấn Độ đơn giản là không bao giờ. Các bạn thân mến, trong thời gian gần đây, việc Ấn Độ trở thành đối tác của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương theo định dạng NATO cộng đang được các chính trị gia phương Tây liên tục nhắc tới. Hay nói cách khác, họ dùng đủ mọi cách từ lôi kéo, ve vãn cho đến đe dọa chính quyền ông Narendra Modi quay lưng lại với Liên bang Nga. Tuy nhiên, Ấn Độ, như một người đi trên dây đầy khéo léo, đang chọn thế tọa sơn quan hổ đấu, chứ không đời nào ngả theo phương Tây. Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương tiếp tục mở rộng và lôi kéo các đồng minh. Hiện tại, phương Tây đang cố gắng đưa Ấn Độ vào định dạng NATO cộng. Nhưng New Delhi liệu có hưởng ứng ý tưởng này? Hãng thông tấn Nga RIA Novosti mới đây nói rằng, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương không từ bỏ tham vọng của mình. Văn phòng đại diện của khối sẽ được mở tại Nhật Bản. Ấn Độ là quốc gia tiếp theo được đề nghị tham gia vào định dạng NATO cộng. Thủ tướng Narendra Modi sẽ thăm Mỹ vào ngày 22 tháng 6 tới đây. Washington nhấn mạnh chuyến đi sẽ trở thành biểu tượng cho sự hợp tác sâu sắc và hiệu quả giữa hai nước. Trong thời gian gần đây, Washington bắt đầu lôi kéo New Delhi về phía mình như một đối trọng với Bắc Kinh. Mỹ thậm chí đã đề xuất đưa Ấn Độ vào định dạng NATO cộng. Những nước tham gia không yêu cầu tư cách thành viên đầy đủ trong tổ chức, sự hợp tác chỉ giới hạn ở mức tương tác trong các lĩnh vực đã thỏa thuận. Điều này bao gồm các quốc gia chia sẻ dữ liệu tình báo và công nghệ quân sự, nhưng điều khoản phòng thủ chung không áp dụng cho họ. Được biết, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản, Israel đã ký một hiệp ước tương tự. Trước diễn biến trên, các chuyên gia lập luận rằng, nền tảng vector chính sách đối ngoại của Ấn Độ là khái niệm tự chủ chiến lược, học thuyết ngụ ý không chấp nhận xâm phạm lợi ích quốc gia, cũng như việc từ chối làm theo yêu cầu của người khác. Nếu định dạng của thỏa thuận thậm chí ở mức độ ràng buộc nhỏ nhất đối với đất nước, thì chính phủ Ấn Độ thậm chí sẽ không nghĩ đến điều đó. Nếu thỏa thuận là hỗ trợ đơn phương về tiền bạc, công nghệ và những thứ khác, thì Ấn Độ sẽ chấp nhận, nhưng lựa chọn này khó có thể xảy ra. Những đòi hỏi từ phương Tây liên quan đến việc thực hiện một số điều khoản cam kết, chẳng hạn như xung đột với các đối thủ của Mỹ, là điều không thể chấp nhận được đối với New Delhi. Về vấn đề căng thẳng với Bắc Kinh, có thể được mang ra bàn luận trong khuôn khổ NATO cộng. Các chuyên gia cũng cho rằng Ấn Độ không coi cuộc đối đầu với Trung Quốc là một tồn tại quá lớn. Các chính trị gia và người dân Ấn Độ ủng hộ một thế giới đa cực,
Còn Trung Quốc, mặc dù cũng ủng hộ thế giới đa cực, nhưng lại muốn một châu Á đơn cực. Suy cho cùng, không nên lo sợ sự khác biệt giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Họ sẽ tự biết cách cân bằng các mối quan hệ và mục tiêu để không phát triển thành xung đột. Như một ví dụ về sự hợp tác được New Delhi chấp nhận đó là Quad, diễn đàn đối thoại an ninh 4 bên, bao gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ và Australia. Lại nói về việc NATO lôi kéo các đồng minh của Liên bang Nga. Khi xung đột tại Ukraine bắt đầu nổ ra ngày 24 tháng 2, New Delhi nhanh chóng hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine. Nhưng Ấn Độ cũng tránh tham gia vào việc chỉ trích Nga tại Liên Hợp Quốc. Một lập trường mà chính quyền Thủ tướng Narendra Modi cho rằng phù hợp với chính sách đối ngoại và quốc phòng của nước này. Bất chấp việc các nước phương Tây ve vãn kêu gọi nhập phe hay trừng phạt, Ấn Độ lại đang cho thấy những bước đi đầy uyển chuyển. Từng là đồng minh với Liên Xô từ thời chiến tranh lạnh, Ấn Độ chơi quân bài trung lập, muốn duy trì quan hệ tốt với cả Nga và phương Tây. Bởi một lý do rất đơn giản, New Delhi sẽ không phục vụ cho nhu cầu của những người khác. Châu Âu thì lại thúc đẩy mối quan hệ mạnh mẽ hơn với Ấn Độ khi quan hệ giữa khối này với Trung Quốc và Nga đều căng thẳng. EU liên tục tổ chức vòng trao đổi thương mại với Ấn Độ và các cuộc thảo luận dự kiến sẽ sớm được nối lại. Trong khi đó, Mỹ thúc đẩy quan hệ đối tác quốc phòng với Ấn Độ sau khi công nhận New Delhi là một nhân tố trung tâm trong việc duy trì an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. ASEAN cũng mở rộng quan hệ an ninh với Ấn Độ. Nền kinh tế Ấn Độ gần đây đã vượt qua Anh và trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới. Cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến Ấn Độ trở thành tâm điểm chú ý bởi vai trò đặc biệt của nước này khi làm bạn với cả Nga và phương Tây. Lập trường trung lập của quốc gia đông dân thứ hai châu Á làm vừa lòng Điện Kremlin nhưng ngay lập tức thu hút sự chú ý của phương Tây. Nhà Trắng gây áp lực, chỉ trích New Delhi run sợ và có thể tính đến việc trừng phạt Ấn Độ vì gần đây đã mua vũ khí từ Nga. Thế nhưng ngay lập tức sau đó, Hoa Kỳ lại đổi giọng theo kiểu vừa ve vãn, vừa lôi kéo, vừa gây áp lực. Khi mà không thể thuyết phục Ấn Độ gia nhập NATO, phương Tây phải tìm cách đẩy vũ khí Nga ra khỏi thị trường Ấn Độ, nhưng liệu có thành công hay không? Các nước phương Tây đã có sự e dè trong việc chuyển giao công nghệ sản xuất tàu ngầm cho Ấn Độ, do nước này có mối quan hệ tốt với Nga và chính sách sản xuất tại Ấn Độ nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước và tạo việc làm. Theo báo Kommersant của Nga vào ngày 7 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã có chuyến thăm Ấn Độ. Điểm đến chính trong chuyến công du châu Á của ông cùng với các điểm dừng ở Singapore và Indonesia. Tại New Delhi, Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết Berlin sẵn sàng cung cấp tàu ngầm cho Ấn Độ và cùng với các đồng minh sẽ tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc của New Delhi vào vũ khí Nga. Dĩ nhiên, không ai ngăn cản Đức cung cấp tàu ngầm và các loại vũ khí khác cho Ấn Độ ngay cả trước khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra, và nước này đã làm như vậy với các mức độ thành công khác nhau. Đây là một dự án thương mại bình thường trong lĩnh vực hợp tác quân sự và kỹ thuật, mặc dù là một dự án khá lớn. Nhưng những nỗ lực của ông Pistorius với một dự án bán vũ khí của Đức cho Ấn Độ và tuyên bố đó là một cuộc chiến chống lại ảnh hưởng của Nga là khá buồn cười. Ngoài ra, các đối thủ cạnh tranh đến từ Pháp, Tây Ban Nha và Hàn Quốc cũng tham gia vào quá trình đấu thầu. Một trong số họ thậm chí có vị thế mạnh hơn Đức. Bên cạnh đó, Ấn Độ có thái độ tiêu cực đối với các bài giao giảng về cách họ nên quản lý mối quan hệ với Nga. Một số nước phương Tây, chẳng hạn như Mỹ, đã nhìn thấy được vấn đề này. Vì vậy, tuyên bố của ông Pistorius khó có thể giúp các nhà sản xuất Đức giành được gói thầu này. Hợp tác giữa Moscow và New Delhi trong việc đóng tàu chiến và tàu ngầm đã phát triển hơn 30 năm qua, với việc phía Nga cung cấp cho Ấn Độ các công nghệ cơ bản và giúp tổ chức đóng tàu tại các nhà máy đóng tàu của Ấn Độ. Sự hợp tác này cũng liên quan đến việc đào tạo nhân viên ở Nga cho ngành công nghiệp đóng tàu và hải quân của Ấn Độ. Điều đó nói lên rằng, phía Đức có các dịch vụ và quy trình sản xuất khác nhau, có thể sẽ không quen thuộc với các đối tác Ấn Độ. Ngoài ra, Đức không sẵn sàng chia sẻ về công nghệ của họ. Trước đó, theo hãng tin Reuters, dẫn lời ông Pistorius cho biết, tập đoàn ThyssenKrupp AG của Đức có khả năng sẽ đấu thầu dự án cung cấp 6 tàu ngầm cho Hải quân Ấn Độ, trị giá 5,2 tỷ đô. Và thời điểm quốc gia Nam Á này đang tìm cách thúc đẩy sản xuất quốc phòng trong nước nhằm đối phó với sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương. Đây sẽ là một hợp đồng lớn và quan trọng không chỉ đối với ngành công nghiệp Đức mà còn đối với Ấn Độ và quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ-Đức. Về phần mình, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng muốn các công ty quốc phòng Đức và châu Âu
tăng cường nỗ lực cung cấp cho New Delhi các thiết bị quân sự hiện đại như một cách giúp chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi thoát khỏi sự phụ thuộc vào Nga trong lĩnh vực quốc phòng. Tàu ngầm là nhu cầu chính của New Delhi do hạm đội tàu cũ của nước này. Để tuần tra hiệu quả ở Ấn Độ Dương, Hải quân Ấn Độ cần tối thiểu 24 tàu ngầm thông thường, nhưng hiện họ chỉ có 16 chiếc. Trong đội tàu này, ngoài 6 chiếc được đóng mới, số còn lại đều đã trên 30 năm phục vụ và có khả năng sẽ ngừng hoạt động trong những năm tới. Ấn Độ thuộc một phần của nhóm gọi là Bộ Tứ, Quad, bao gồm Nhật Bản, Mỹ và Australia, thúc đẩy các quốc gia này và các đối tác châu Âu chia sẻ công nghệ chế tạo tàu ngầm. Tuy nhiên, nhìn chung, đã có sự e dè trong việc chuyển giao công nghệ do Ấn Độ có mối quan hệ tốt với Nga và chính sách sản xuất tại Ấn Độ của Thủ tướng Modi nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước và tạo việc làm. Trong khi đó, phương Tây không ngần ngại cho thấy bản chất việc cung cấp vũ khí và ủng hộ Ukraine là cuộc chiến ủy nhiệm nhằm vào Nga. Khi nói về cuộc phản công rầm rộ của lực lượng Ukraine trên một số mặt trận trong ngày qua, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tướng Mark Milley nói rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã chuẩn bị rất tốt vì Mỹ và các đồng minh phương Tây đã gửi một lượng đáng kể cung cấp vũ khí và đạn dược cho đất nước như một phần của cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga. Chế độ Kiev hiện có khá nhiều loại vũ khí tấn công khác nhau do phương Tây cung cấp. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, Mỹ, NATO và các đồng minh của họ cũng đã gửi cho Kiev các phương tiện bọc thép, chủ yếu là xe tăng Leopard 1 và Leopard 2. Về hàng không, đã có hàng chục máy bay chiến đấu MiG-29 và máy bay cường kích Su-25 được chuyển giao từ Đông Âu. Tiếp theo trong thực đơn, có vẻ sẽ là nguồn cung cấp máy bay chiến đấu do phương Tây sản xuất, sẽ xuất hiện vào cuối mùa hè, mùa thu năm nay. Trong khi đó, công việc tiếp tục mở rộng phạm vi của tên lửa tầm xa sẽ được chuyển giao cho Ukraine, với các cuộc thảo luận đang được tiến hành về việc cung cấp vũ khí có tầm bắn 500 km trở lên từ Pháp và Đức. Hơn nữa, trong thời gian gần đây, một liên minh quốc tế đã được thành lập để cung cấp cho Ukraine những chiếc F-16. Một số quốc gia đã tình nguyện tổ chức đào tạo phi công Ukraine, nhưng vẫn chưa quyết định quốc gia nào sẽ cung cấp máy bay và khi nào sẽ cung cấp. Tuy nhiên, Nga đã đẩy lùi thành công những nỗ lực của Kiev nhằm đạt được lợi thế với loại vũ khí như vậy. Là ví dụ chỉ ra cách các hệ thống phòng thủ Patriot do Mỹ sản xuất được quảng cáo rầm rộ, cung cấp cho chính quyền Kiev đã bị phá hủy thành công bằng cách sử dụng tên lửa siêu thanh Kinjal của Nga. Nga có kho vũ khí cần thiết để chống lại bất kỳ cuộc phản công nào của Kiev. Pháo binh của họ đã được cài đặt phần mềm, cài đặt trong máy tính bảng, điện thoại, cho phép bắn trúng mục tiêu ở vị trí kín ngay từ đòn tấn công đầu tiên. Ukraine như ngày này hoàn toàn phụ thuộc vào phương Tây, do đó phương Tây quyết định liệu họ có đủ vũ khí cho các mục đích của mình hay không. Đối với các mục tiêu của Ukraine, phương Tây nói chung không quá đặc biệt quan tâm đến chúng. Phương Tây tự tin vào các mục tiêu của riêng mình và hiện muốn thu lại tất cả số vũ khí đã chuyển giao đó bằng một số kết quả cụ thể. Họ tiếp tục thúc đẩy chế độ Kiev leo thang xung đột bằng cách tặng cho vũ khí mới, đồng thời phủ nhận trắng trợn mọi trách nhiệm đối với việc sử dụng vũ khí của mình. Một trường hợp điển hình là việc những kẻ phá hoại Ukraine đã sử dụng sự hỗ trợ quân sự như vậy để xâm nhập vào khu vực Belgorod của Nga hồi cuối tháng 5. Những kẻ phá hoại Ukraine thâm nhập vào khu vực Belgorod đã sử dụng các phương tiện và vũ khí ban đầu do Mỹ, Ba Lan, Cộng hòa Séc và Bỉ cung cấp. Đáp lại, truyền thông Bỉ đưa tin rằng Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng nước này sẽ tìm đến Kiev ngay khi có cơ hội đầu tiên để yêu cầu giải thích về việc một nhóm tình báo và phá hoại Ukraine sử dụng vũ khí do Bỉ sản xuất ở khu vực Belgorod. Các chuyên gia nhận định những chuyện phiếm như vậy không nên được coi trọng, đồng thời nói thêm rằng ai cũng biết vì mục đích gì, ở đâu mà vũ khí do phương Tây cung cấp được sử dụng. Đây hoàn toàn là một hành động tuyên truyền nhằm cho người dân các nước phương Tây thấy rằng Bruxelles có thể kiểm soát chế độ Kiev và thậm chí có thể ngăn chặn việc cung cấp vũ khí. Châu Âu bất ngờ giáng đòn trừng phạt vào Ukraine như đặt thêm vũ khí vào tay Tổng thống Putin. Các bạn thân mến, trong cơn cuồng loạn của các biện pháp trừng phạt, Liên minh châu Âu đã không nương tay, giáng đòn trừng phạt đau đớn vào chính quyền ông Zelensky. Ủy ban châu Âu đã mở rộng lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine tới 5 quốc gia thuộc Liên minh. Chính quyền Kiev lâm vào cảnh lao đao khi làm phật lòng các đồng minh láng giềng. Ủy ban châu Âu đã gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine vào 5 quốc gia EU cho đến giữa tháng 9.
Theo đó, xuất khẩu bị cấm đưa sang Ba Lan, Slovakia, Hungary, Romania và Bulgaria. Thông báo của Liên minh như sau. Ủy ban châu Âu đã ra lệnh cấm nhập khẩu lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hướng dương từ Ukraine cho đến giữa tháng 9 năm 2023. Văn bản có hiệu lực và thay thế các lệnh cấm nhập khẩu đơn phương áp đặt bởi những quốc gia có chung biên giới với Ukraine, bao gồm cả Ba Lan. Lệnh cấm vận nhằm vào các sản phẩm ngũ cốc của Ukraine chỉ liên quan đến nhập khẩu trực tiếp, mặt hàng nói trên vẫn có thể tiếp tục được quá cảnh qua những quốc gia đã liệt kê trong quá trình đi sang các đất nước khác. Chính quyền Ukraine dĩ nhiên phản đối việc châu Âu gia hạn lệnh cấm, nhưng bất chấp được hỗ trợ bởi Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen, quyết định đã được đưa ra và không thể thay đổi. Vấn đề ngũ cốc Ukraine từ lâu đã trở thành biểu tượng cho các thỏa thuận hậu trường, đặc biệt xuất hiện nhiều cáo buộc cho rằng đường đi của nông sản không đúng như cam kết và tới tay đối tượng lẽ ra không được thụ hưởng. Chúng ta biết rằng ngũ cốc giá rẻ của Ukraine tràn ngập thị trường một số quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, khiến nông dân biểu tình vì cạnh tranh không lành mạnh. Chính phủ một số nước ban hành lệnh cấm gây căng thẳng tại liên minh này. Một số quốc gia trong khu vực như Ba Lan, Hungary và Bulgaria đã đề cập giúp trung chuyển ngũ cốc Ukraine tới thị trường thứ ba sau khi tuyến đường bình thường bị chặn trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, nông dân ở các quốc gia trung chuyển này nói rằng mọi việc không diễn ra như kế hoạch, thay vì được chuyển tới các nước thứ ba như châu Phi và Trung Đông. Số ngũ cốc Ukraine lại xuất hiện ồ ạt trên thị trường các nước trung chuyển. Tình trạng này khiến giá ngũ cốc giảm và gây thiệt hại lớn cho nông dân các nước khi họ phải trả chi phí phân bón và năng lượng cao. Nga nhiều lần cảnh báo sẽ chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine, nhưng dưới sức ép từ Thổ Nhĩ Kỳ thì mọi việc vẫn tiếp diễn. Tuy vậy, động thái mới nhất từ Ủy ban châu Âu rõ ràng đang khiến chính quyền Kiev gặp phải rất nhiều khó khăn. Châu Âu vẫn luôn lên tiếng khẳng định họ sẽ sát cánh cùng Ukraine, nhưng cho đến khi cháy nhà mới ra mặt chuột, nếu lợi ích đã bị ảnh hưởng thì chính quyền Kiev cũng sẽ bị gạt sang một bên theo cách đầy cay đắng. Ngược lại thì lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của một số nước châu Âu lại đang đặt thêm vũ khí vào tay ông Putin. Trên Twitter, Bộ Nông nghiệp Ukraine nhấn mạnh, việc tiếp tục áp đặt hạn chế đồng nghĩa với việc đặt thêm vũ khí vào tay ông Putin để chống lại sự đoàn kết ở châu Âu. Những hạn chế hiện nay phải được dỡ bỏ. Hôm 30 tháng 5, Ủy viên Nông nghiệp châu Âu Janusz Wojciechowski đã kêu gọi gia hạn các biện pháp hạn chế này ít nhất cho đến cuối tháng 10 năm 2023. Như vậy, chính quyền Kiev sẽ phải chật vật lo xem xử lý như thế nào với số ngũ cốc không được quá cảnh vào Liên minh châu Âu, mà thậm chí còn làm phật lòng các nhà tài trợ bên kia biên giới. Trong khi đó, vào hôm 6 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hungary Peter Szijjártó nêu ý kiến khi phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Quốc tế rằng cơn cuồng loạn trừng phạt đang đẩy EU vào chân tường. Theo Ngoại trưởng Peter Szijjártó, sự cuồng loạn trừng phạt ở Liên minh châu Âu đang làm suy yếu khả năng cạnh tranh của khối này đối với Mỹ. Washington hứng hậu quả xung đột ở Ukraine ở mức độ thấp hơn nhiều so với châu Âu. Ngoại trưởng Peter Szijjártó cho rằng, châu Âu có thể tự đẩy mình vào chân tường với sự cuồng loạn trừng phạt vốn đã làm suy yếu nghiêm trọng nền kinh tế của các nước thành viên và gây ra mối đe dọa đối với an ninh năng lượng của họ. Các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Nga đã không đạt được mục tiêu và không dẫn đến chấm dứt xung đột ở Ukraine, mà chỉ gây ra những vấn đề nghiêm trọng trong nền kinh tế châu Âu và toàn cầu. EU đang thảo luận về gói trừng phạt thứ 11 lên Nga. Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna cho biết, gói trừng phạt thứ 11 có thể được thống nhất trước cuộc họp cấp bộ trưởng EU tiếp theo vào tháng 6. Mới đây, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Joseph Borrell thừa nhận, không chỉ Hungary mà một số quốc gia khác phản đối gói thứ 11 của liên minh đối với Moscow. EU đã tung ra 10 gói trừng phạt đối với Nga. Trong gói trừng phạt mới nhất hôm 24 tháng 2, EU hạn chế xuất khẩu chặt chẽ hơn đối với hàng hóa sử dụng lưỡng dụng, đó là quân sự và dân sự, cũng như các biện pháp chống lại các thực thể hỗ trợ xung đột, tuyên truyền hoặc vận chuyển máy bay không người lái được Nga sử dụng. Tuy nhiên, thật không may, các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga đang bị mắc kẹt trong tình trạng lấp lửng khi có thêm sự không đồng thuận của Hy Lạp. Cùng với Hungary, giới quan sát bình luận, cặp đôi đang tìm cách trì hoãn thỏa thuận về các biện pháp hạn chế chống Nga bởi cùng một lý do khá nhạy cảm. Sau thời gian chủ yếu chơi một mình trong Liên minh châu Âu khi đơn phương phản đối các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, Budapest hiện đang nhận được sự ủng hộ từ Athens, có chung sự hoài nghi đối với các biện pháp hạn chế mới nhất mà EU muốn sử dụng để ngăn chặn dòng tài chính chảy về Moscow.
EU hiện đang thảo luận về gói trừng phạt thứ 11 nhằm vào Nga kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine hơn một năm trước. Nếu 10 gói trừng phạt trước đây tập trung vào các biện pháp nhằm suy giảm tối đa ngân quỹ của Tổng thống Nga Putin, được cho là để cung cấp tài chính cho chiến dịch quân sự tại Ukraine, Brussels hiện muốn củng cố các biện pháp trừng phạt, tránh các hiện tượng bị lách luật. Vì vậy, trong một bước đi chưa từng có, gói trừng phạt thứ 11 có thể nhắm vào các quốc gia khác, được cho là đang giúp Moscow tránh lệnh cấm vận thương mại từ EU. Nhưng diễn biến mới nhất là Budapest và Athens đã bắt tay nhau để cùng ra điều kiện về một vấn đề gai góc liên quan đến Nga và Ukraine. Trước đó, chính quyền Kiev đã liệt kê một danh sách các công ty tư nhân và họ gọi là nhà tài trợ cho xung đột quân sự, trong đó bao gồm một số công ty của châu Âu. Cặp đôi Hungary, Hy Lạp đặt điều kiện để một số công ty của họ được loại khỏi danh sách trên trước khi họ đồng ý với gói trừng phạt chung của châu Âu nhằm vào Nga. Thông thường, những vấn đề này được cho là không liên quan với nhau, nhưng Hungary và Hy Lạp đã lấy việc đồng thuận với gói trừng phạt thứ 11 làm đòn bẩy chính trị để đưa các công ty của họ ra khỏi danh sách do Ukraine lập ra. Và chính điều này đã làm dấy lên căng thẳng tại cuộc họp các ngoại trưởng EU hồi tuần trước, nơi Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã trực tiếp chỉ trích Hungary. Tại một cuộc họp của các đại sứ EU mới đây, Hy Lạp đã đi đầu, dẫn dắt cuộc thảo luận về đẩy lùi các biện pháp lách luật trừng phạt chống Nga. Họ cho rằng nếu có bằng chứng cụ thể về việc vi phạm các biện pháp trừng phạt, các quốc gia thành viên liên quan cần quan tâm ở cấp độ kỹ thuật để việc này được điều tra đầy đủ và sau đó sẽ có hành động thích đáng. Khi nhắc tới các công ty Hy Lạp, Athens lên tiếng bênh vực và cho rằng trong danh sách đáng xấu hổ mà Ukraine đưa ra, các công ty Hy Lạp đã bị buộc tội là nhà tài trợ cho xung đột quân sự dù họ không vi phạm các biện pháp hạn chế chống lại Nga. Nếu Hungary và Hy Lạp từ chối đồng ý về bất cứ điều gì trước khi các công ty của họ được đưa ra khỏi danh sách, thì gói trừng phạt thứ 11 nhằm vào Nga chưa thể có tiến triển mới. Tại cả hai cuộc họp gần đây nhất, Đức và các thành viên khác một lần nữa cân nhắc việc nêu tên và cáo buộc các quốc gia khác bởi lo ngại sẽ làm tổn hại đến các mối quan hệ ngoại giao hoặc khiến các quốc gia khác bị nghi ngờ đang tạo điều kiện cho các biện pháp trừng phạt vào kho vũ khí của Nga hoặc Trung Quốc. Vẫn chưa rõ khi nào các đặc phái viên EU sẽ tiếp tục thảo luận lại về gói trừng phạt thứ 11. Có thể còn phải mất một thời gian nữa trước khi các nhà ngoại giao đạt được tiến bộ thực chất. Vẫn còn nhiều vấn đề nhạy cảm khiến gói trừng phạt nhằm vào Nga chưa thể có tiến triển. Kể cả một số nhà ngoại giao EU tỏ ra khá nóng ruột, muốn sớm đẩy nhanh quá trình để tránh làm EU phải bối rối, thì họ cũng khó mà có thể tiếp tục nghĩ ra thêm biện pháp trừng phạt nào tiếp theo. Sự cố dòng chảy phương Bắc, CIA chỉ đích danh 6 người Ukraine, Mỹ đã biết chuyện này từ lâu. Ngày 6 tháng 6, hãng tin Washington Post dẫn thông tin rò rỉ trực tuyến cho biết Mỹ có thông tin tình báo về một kế hoạch chi tiết của Ukraine nhằm tấn công tuyến đường ống khí đốt dòng chảy phương Bắc hay còn gọi là Nord Stream khoảng 3 tháng trước khi xảy ra sự cố. Tháng 6 năm 2022, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA thông qua một cơ quan gián điệp châu Âu đã biết được rằng một nhóm gồm 6 người thuộc lực lượng đặc nhiệm Ukraine có ý định cho nổ tung tuyến đường ống khí đốt tự nhiên nối giữa Nga và Đức. Thông tin này được chia sẻ trên nền tảng trò chuyện Discord, được cho là của Jack Teixeira, thành viên lực lượng vệ binh quốc gia không quân bị bắt giữ gần đây liên quan đến vụ rò rỉ các tài liệu nhạy cảm của Mỹ. Washington Post cho biết đã nhận được một bản sao từ một trong những người bạn trực tuyến của Teixeira, báo cáo tình báo dựa trên thông tin thu được từ một cá nhân ở Ukraine, và CIA đã chia sẻ báo cáo này với Đức và các nước châu Âu khác vào tháng 6 năm ngoái. Các chi tiết cụ thể bao gồm số lượng lính đặc nhiệm và phương thức tấn công. Điều đó có nghĩa là trong gần một năm qua, các đồng minh phương Tây có cơ sở để nghi ngờ Kiev đứng sau vụ phá hoại. Giới chức nhiều quốc gia đã xác nhận rằng bản tóm tắt tình báo được đăng trên Discord đã nêu chính xác những gì cơ quan đặc vụ châu Âu chia sẻ với CIA. Chúng ta biết rằng vào tháng 9 năm 2022, một số vụ nổ dưới nước đã làm vỡ tuyến đường ống dòng chảy phương Bắc 1 và 2. Các vụ nổ xảy ra ở các khu kinh tế của Thụy Điển và Đan Mạch. Cả hai nước này đều nói rằng vụ nổ là có chủ ý, nhưng vẫn chưa xác định được ai chịu trách nhiệm. Washington và NATO đã gọi vụ việc này là hành động phá hoại, trong khi Nga đổ lỗi cho phương Tây, nhưng không bên nào cung cấp bằng chứng về thủ phạm thực hiện các cuộc tấn công. Trong bối cảnh này, dầu mỏ Nga lại tìm thấy con đường ngắn hơn đến Trung Quốc. Thưa các bạn,
thị trường dầu mỏ toàn cầu đang trải qua sự thay đổi mang tính cách mạng sâu sắc. Điều này không chỉ được tận dụng bởi các công ty khai thác, làm bão hòa nguồn cung, mà còn bởi các đại diện của ngành. Những người đảm bảo việc phân phối lại sản phẩm, đó là chủ sở hữu của các công ty vận chuyển. Giá cước vận chuyển cho tàu chở dầu đang tăng với tốc độ kỷ lục do thiếu trọng tải. Cách cứu rỗi từ hiện tượng này chỉ là giảm tối đa tuyến đường vận chuyển đường biển. Dầu của Nga đang thích ứng tốt với tình hình. Theo Energy Intelligence, để rút ngắn lộ trình từ Murmansk đến Trung Quốc, dầu thô trước tiên không được chuyển đến chính khách hàng mà tới Myanmar, nơi dầu được đi tiếp bằng đường ống. Trong trường hợp này, tàu biển tiết kiệm được gần một tuần đi lại, điều đó không chỉ ảnh hưởng đến giá cước vận tải mà còn tác động đến mức tiêu thụ nhiên liệu. Đây là chỉ số quan trọng thứ hai ảnh hưởng đến tổng chi phí vận chuyển hàng hóa. Vấn đề là tuyến đường cung cấp dầu của Nga từ Murmansk đến Trung Quốc đã không sử dụng tuyến đường biển phía Bắc là rất dài. Chiều dài của nó gần 12.000 dặm, dài nhất thế giới. Tuy nhiên trước đó chúng phải được sử dụng khi NSR bị ngừng hoạt động trong mùa đông. Khi hàng hóa Nga sử dụng cơ sở hạ tầng của Myanmar, tuyến đường trở nên ngắn hơn gần 2.000 dặm. Hiện tại, hai tàu chở dầu của Nga từ Murmansk đang hướng đến Myanmar. Theo hệ thống nhận dạng tự động, chiếc Burgas của Sovcomflot sẽ vận chuyển 156.000 tấn, tương đương với 1,1 triệu thùng, trong khi tàu Leonid Loza sẽ cập cảng nước này vào tháng 6 và cũng sẽ mang theo lượng dầu lên tới 156.000 tấn. Dầu từ Myanmar sau đó được đưa đến nhà máy lọc dầu của PetroChina ở Kunming thông qua đường ống dầu dài 770 km do công ty mẹ của nó, tức là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc vận hành. Đặc nhiệm Chechnya bắt tay với tập đoàn đánh thuê Wagner tấn công dữ dội mặt trận mới tại thành phố chiến lược miền đông Ukraine. Các bạn thân mến, cuộc xung đột Nga-Ukraine đang có những tin tức mới rất đáng chú ý, trong đó cái tên Chechnya dường như đã lâu không được nghe tới, thì giờ đây họ đang trở lại và làm mưa làm gió trên chiến trường. Chechnya và Wagner đều là những đội quân tinh nhuệ dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Putin. Dĩ nhiên, họ sẽ có nhiều mâu thuẫn, bất đồng và ganh đua nhất định. Tuy nhiên, nếu những kẻ sừng sỏ này hợp sức lại thì sao? Đó sẽ là cơn ác mộng thực sự mà chính quyền ông Zelensky sẽ phải đối mặt. Bộ Quốc phòng Nga ngày 2 tháng 6 cho biết lực lượng đặc nhiệm Chechnya, hay còn gọi là Akhmat, đang tiến hành một cuộc tấn công gần thành phố Marinka thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass ở miền đông Ukraine. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến Nga quyết chiếm Marinka là do thị trấn này có vị trí vô cùng quan trọng, bởi nó là hướng gần nhất tiếp cận phía tây thành phố Donetsk và có tuyến đường cao tốc H-15 quan trọng nối thành phố Donetsk với thành phố Zaporizhia, thủ phủ của tỉnh cùng tên. Ngoài ra, Marinka nằm rất gần Avdiivka, một thị trấn quan trọng khác ở phía tây bắc thành phố Donetsk hơn 20 km, hiện cũng đang nằm trong sự kiểm soát của lực lượng Ukraine, là một điểm tập trung hỏa lực lớn của quân đội Ukraine nhằm vào thành phố Donetsk hiện do quân Nga kiểm soát. Do đó, nếu chiếm được Marinka, Nga sẽ dễ dàng bao vây cô lập và đánh chiếm nốt thị trấn quan trọng Avdiivka, giải tỏa áp lực cho thành phố thủ phủ của tỉnh Donetsk, tiến một bước quan trọng trên con đường giải phóng hoàn toàn tỉnh này và cả vùng Donbass. Tính đến năm 2015, có khoảng 10.000 dân thường sinh sống ở thị trấn này. Nhưng kể từ khi Nga triển khai giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, chiến tranh đã dần thay đổi bộ mặt của thị trấn. Toàn bộ cư dân đã rời khỏi thị trấn sau khi giao tranh trở nên khốc liệt kể từ tháng 11 năm ngoái. Thị trấn này trước chiến tranh vốn rất tươi đẹp, nhưng giờ đây hầu như đã bị phá hủy hoàn toàn do các cuộc pháo kích của Nga sau gần nửa năm giao tranh khốc liệt. Hãng tin Al Arabiya cho biết, cùng với lực lượng Wagner do nhà tài phiệt Yevgeny Prigozhin lãnh đạo, đội quân Akhmat từ Cộng hòa Chechnya thuộc Nga là một trong những lực lượng chính đang thúc đẩy cuộc tấn công của Moscow ở Ukraine. Trước đó, chỉ huy lực lượng Akhmat Abti Aladinov cho biết hôm 1 tháng 6 rằng, lực lượng của ông đã được chuyển đến một khu vực khác để chuẩn bị phản công, nhưng không cho biết quân đội đang ở đâu hoặc họ sẽ đi đâu. Không giống như Prigozhin, người đã nhiều lần chỉ trích giới lãnh đạo quân sự Nga, lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov gần đây đã kiềm chế không lặp lại những lời chỉ trích của mình đối với Bộ Quốc phòng Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở ở Mỹ ngày 1 tháng 6 cũng đưa ra nhận định rằng, Điện Kremlin đang muốn thay thế lính Wagner khét tiếng bằng lực lượng Chechnya tinh nhuệ trên chiến trường. Theo đó, nhà lãnh đạo Ramzan Kadyrov đã được lệnh ra tiền tuyến ở Ukraine. Ông Kadyrov tuyên bố rằng lực lượng của ông đã nhận được lệnh mới cho các hoạt động chiến đấu tích cực để giải phóng một số khu định cư. Nhà lãnh đạo Chechnya cũng nhấn mạnh rằng
lực lượng đặc biệt Akhmat của Chechnya sẽ tập trung vào tiền tuyến ở Donetsk, đặc biệt là xung quanh thành phố Marinka bị phá hủy. Nếu người anh em Prigozhin và những người lính Wagner rút khỏi Bakhmut, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nga sẽ mất lực lượng tác chiến giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, người em Kadyrov và trung đoàn đặc biệt Akhmat sẽ thay thế Wagner tại Bakhmut. Nhà lãnh đạo Chechnya nhấn mạnh, nếu kịch bản này xảy ra, các chiến binh của chúng tôi sẵn sàng thay thế tiếp quản ở các vị trí Bakhmut trong vài giờ. Ngoài ra, ông Kadyrov lấy làm tiếc về những căng thẳng hiện nay giữa quân đội Nga và Wagner sau một thời gian hiệp đồng tác chiến. Bình luận trên được đưa ra sau khi lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin thông báo sẽ rút lực lượng khỏi Bakhmut sau nhiều tháng tham chiến cùng quân đội Nga. Không lâu sau cảnh báo của lãnh đạo Wagner, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có chuyến thăm bất ngờ tới các sở chỉ huy của Nga ở Ukraine. Nghe báo cáo của các chỉ huy chiến trường, thị sát lô thiết bị mới tiếp tế cho lực lượng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, gồm xe tăng, xe bọc thép và một số trang thiết bị đặc biệt khác. Bộ trưởng Shoigu đã chỉ thị cho cấp dưới đảm bảo đáp ứng toàn bộ khí tài cần thiết cho binh sĩ. Tuy nhiên đến nay, Moscow chưa đưa ra bình luận công khai về tuyên bố rút quân của Wagner. Về phía Ukraine, giới chức nước này đánh giá nếu Wagner thực sự rút quân khỏi Bakhmut, đây sẽ là một bước ngoặt lớn trên chiến trường. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy rằng Wagner rời khỏi Bakhmut khi mà thành phố này đã nằm trong túi của quân đội Nga. Còn phía bên kia, dựa trên kinh nghiệm có được trong các chiến dịch của Nga ở Syria, quân đội Chechnya đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Họ đã ở tiền tuyến trong những ngày đầu tiên trong nỗ lực chiếm Kiev và nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, sau đó được triển khai đến Mariupol và tiếp sau đó ở mặt trận Donbass ở Severodonetsk và Lysychansk. Sau cuộc chiến này, vị trí của Kadyrov trong giới tinh hoa của Nga chắc chắn sẽ được củng cố, trong khi các đối thủ truyền thống của ông ta trong các cơ quan tình báo và quân đội có thể bị suy yếu bởi họ đã không thể cung cấp cho Điện Kremlin một cuộc tấn công chớp nhoáng để lật đổ chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky và mang lại chiến thắng như đã hứa. Giống như nhóm Wagner, lực lượng Kadyrov tỏ ra là một hình mẫu thành công bởi có khả năng hoàn thành công việc được yêu cầu mà không ngại đổ máu. Trong bối cảnh này, quân đội Nga tập kích các mục tiêu căn cứ không quân Ukraine bằng loạt tên lửa chính xác tầm xa. Cụ thể, hôm 4 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này tiến hành cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa nhằm vào mục tiêu Ukraine tại các sân bay quân sự. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công đã thành công khi đạt được yêu cầu đề ra. Cuộc tấn công tầm xa theo nhóm, phóng từ trên không có độ chính xác cao nhằm vào mục tiêu Ukraine tại các sân bay quân sự. Mục đích của cuộc tấn công đạt được, các sở chỉ huy và kiểm soát, trạm radar, máy bay Ukraine và kho chứa các cơ sở vũ khí và đạn dược đã bị tấn công. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết thêm, Ukraine đã mất tới 440 quân nhân trong 24 giờ qua ở các hướng Donetsk, Nam Donetsk và Zaporizhia. Một cơ sở lắp ráp máy bay không người lái của Ukraine đã bị tập kích bằng vũ khí chính xác trên mặt đất gần thành phố Dnipro. Ngoài ra, trạm chỉ huy và quan sát của các tiểu đoàn Ukraine đã bị tấn công gần khu định cư Poltavka ở vùng Zaporizhia và Torez ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Có một điều đáng chú ý là dù nhiều nhà phân tích chính trị cũng như giới truyền thông có cách đánh giá rất khác nhau về sự lạc quan và cuộc phản công, thậm chí là bi quan, thì Mỹ và phương Tây vẫn sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí và hỗ trợ tài chính cho Kiev để biến nước này thành công cụ gây áp lực mạnh mẽ và hiệu quả đối với Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Ba Lan, quốc gia thuộc NATO, quay lại cảnh báo các đồng minh của mình rằng ông Putin chưa từng thua trận nào và cũng đừng cười xe tăng Nga thời Xô Viết. Cụ thể, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố trong cuộc trò chuyện với Anna Lauter, giám đốc điều hành của Dow Jones và chủ báo tạp chí phố World của Mỹ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa thua trong cuộc chiến chống Ukraine. Ngày nay, nhiều người nói rằng ông Putin đã thua trong cuộc chiến Ukraine, nhưng thất bại của ông ấy chỉ nằm ở chỗ Phần Lan gia nhập NATO. Dù trong nhiều năm, người Phần Lan đã do dự liệu có nên từ bỏ vị thế trung lập của mình hay không. Trên thực tế, Tổng thống Putin đã không thua bất cứ cuộc chiến nào. Ông Duda cũng nói rằng NATO hiện đang phải đối mặt với tình huống Nga với sức mạnh quân sự ghê gớm đang nghiền nát Ukraine, trong đó có hàng trăm người đang phải chết trên tiền tuyến mỗi ngày. Ông Duda cũng so sánh rằng Nga có 100 triệu dân, trong khi Ukraine chỉ có 40 triệu người. Chỉ riêng sự khác biệt này thôi cũng đủ thấy ai đang có lợi thế ở đây.
Nga là một siêu cường hạt nhân với kho dự trữ vũ khí khổng lồ và có vấn đề gì không nếu chúng ta cười nhạo việc họ đang xuất khẩu xe tăng từ những năm 1960 với mỗi chiếc xe tăng nặng từ 50 đến 60 tấn. Trên thực tế, một khi nó di chuyển, nó sẽ nghiền nát mọi thứ, bất kể nó có hiện đại hay không. Ông lưu ý và cho biết thêm rằng, Nga hay Tổng thống Putin sẽ chỉ thua cuộc chiến khi quân đội Nga bị đẩy ra ngoài biên giới được quốc tế công nhận của Ukraine. Lúc đó chúng tôi sẽ nói rằng họ chẳng thu được gì từ cuộc chiến, rằng kế hoạch chinh phục Ukraine của họ đã thất bại, tham vọng của họ bị trừng phạt và họ đã mất hàng trăm nghìn người. Thất bại của ông Putin còn nằm ở chỗ sẽ có thêm nhiều quốc gia gia nhập NATO, liên minh sẽ mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng hiện nay, chúng ta không thể nói như vậy. Chiến tranh vẫn tiếp diễn, Nga ngày càng huy động nhiều hơn và nền kinh tế của họ đang chuyển sang giai đoạn chuẩn bị cho chiến tranh. Hơn thế nữa, Moscow còn có một con ngựa thành Troy nằm trong lòng NATO mà các chính trị gia thuộc khối này gần như bất lực, không có cách giải quyết. Đồng minh không chính thức của Tổng thống Putin, đó chính là Thổ Nhĩ Kỳ. Nguyên nhân sâu xa, phương Tây không vui khi ông Erdogan tái đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu chỉ thuần túy nhìn vào kết quả cuối cùng của hai vòng bầu cử Tổng thống vừa qua ở Thổ Nhĩ Kỳ, thì đất nước này và mối quan hệ giữa họ với các đồng minh và đối tác bên ngoài, đặc biệt là với Mỹ, EU, NATO và Nga, cũng như liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, cơ bản là không có gì mới. Vẫn là kết cục bầu cử cũ khi Tổng thống đương nhiệm Recep Tayyip Erdogan tái đắc cử. Ông Erdogan cầm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ đã hơn 20 năm nay, khởi đầu là thủ tướng và rồi làm tổng thống hai nhiệm kỳ liền. Nhiệm kỳ tổng thống thứ 3 của ông Erdogan sẽ kéo dài đến năm 2028, mà cứ theo những phát ngôn đầu tiên của người này sau khi tuyên bố tái đắc cử, thì năm 2028 chưa phải là thời điểm ông Erdogan sẵn sàng từ bỏ quyền lực. Nhìn vào sâu xa hơn thì sẽ thấy kết cục cũ nói trên tạo ra thế sự mới ở Thổ Nhĩ Kỳ và trong chính trị thế giới. Thổ Nhĩ Kỳ với vị trí địa lý đặc thù và với tư cách là thành viên NATO, đóng vai trò rất đặc biệt, có thể rất quan trọng và có thể không quá quan trọng, nhưng luôn ở mức độ không đối tác lớn nào ở thế giới bên ngoài có thể bỏ qua. Tuy nhiên, theo nhận xét của giới phân tích, người đứng đầu Nhà Trắng vẫn chưa hiểu rằng Ankara là đồng minh mới của Moscow, có thể là nguyên nhân khiến Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương bị phân rã. Khi mà Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng rời xa phương Tây và tiến gần hơn đến phương Đông, đặc biệt là Liên bang Nga, họ lại càng trở nên mạnh bạo hơn. Thay vì tự bảo vệ mình trước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ đang trở thành đối tác thương mại quan trọng của Moscow, giúp Điện Kremlin tránh các biện pháp trừng phạt của phương Tây được áp đặt sau khi bắt đầu cuộc khủng hoảng Ukraine. Không chỉ dừng lại ở đó, Syria, Iran hay chuyện chính trị an ninh ở vùng Vịnh, Trung Đông và Bắc Phi, vấn đề người tị nạn và di cư hay cuộc chiến hiện tại ở Ukraine, quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ và với Nga, chuyện Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU hay chuyện NATO kết nạp thêm thành viên mới, ở đâu đâu chúng ta cũng đều thấy Thổ Nhĩ Kỳ không vắng mặt trong mọi cuộc chơi chung. Kết quả bầu cử Tổng thống ở Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy vị thế và quyền lực, nền tảng của ông Erdogan ở đây đã bị suy yếu đi rõ rệt và chiều hướng suy yếu này gia tăng, cũng như số người dân ở Thổ Nhĩ Kỳ muốn hướng về phía khác chứ không phải hướng về phía Mỹ, EU, NATO hay là về phương Tây nói chung. Phe phương Tây hẳn là không vui mừng về việc ông Erdogan tái đắc cử. Cũng chính vì thế, chừng nào ông Erdogan còn cầm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ, thì chừng ấy đất nước này vẫn sẽ tiếp tục là đồng minh không thể hoàn toàn tin cậy và đối tác khó quan hệ hợp tác của họ. Những bất đồng quan điểm và xung khắc lợi ích lâu nay giữa phe này với Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gia tăng chứ không suy giảm mức độ nghiêm trọng và sâu sắc. Chiều hướng diễn biến này sẽ gây thêm khó khăn và khó xử cho Mỹ, EU và NATO trong việc thực thi những mưu tính chiến lược cho khu vực Trung Đông, Bắc Phi và vùng Vịnh, đối với Nga và đối với cuộc chiến ở Ukraine. Nga tuy không hẳn rất vui mừng về việc ông Erdogan tiếp tục lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, vì xưa nay, quốc gia này và cá nhân ông Erdogan vẫn thường lúc thế này khi thì thế khác đối với Nga, nhưng không đến mức phải quan ngại nhiều. Điều hẹn có thể chắc chắn được là kết cục bầu cử cũ đã làm cho Thổ Nhĩ Kỳ trở thành tác nhân bất định mới về chính trị và an ninh ở khu vực cũng như trong địa chính trị thế giới. Đức dọa bắt Tổng thống Putin ở Nam Phi, Nga tuyên bố tất cả tên lửa đã sẵn sàng phóng tới Đức. Các bạn thân mến, kịch bản Nam Phi bắt giữ Tổng thống Putin khi ông đến dự hội nghị thượng đỉnh khối BRICS vào tháng 8 tới là rất thấp, bởi Nam Phi không dại gì phá vỡ liên minh hợp tác của chính họ. Tuy nhiên, một số quốc gia đứng đầu NATO thì không nghĩ như thế. Đức là một ví dụ cho những tuyên bố đầy hiếu chiến này. Phía bên kia, câu trả lời của Nga là tên lửa.
bất kỳ nỗ lực nào nhằm bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin đều sẽ dẫn tới lời tuyên chiến với Điện Kremlin. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, kho vũ khí hủy diệt của họ sẽ hướng tới nước Đức đầu tiên. Liên quan tới lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đối với Tổng thống Nga Putin, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nêu rõ Nam Phi là thành viên của ICC, nhưng bà không đề cập đến bất kỳ hậu quả nào. Ngoại trưởng Đức ngày 2 tháng 6 để ngỏ câu hỏi liệu bà có mong đợi Tổng thống Nga Vladimir Putin bị bắt nếu ông ấy tới Nam Phi tham dự hội nghị thượng đỉnh sắp tới của các nước thuộc nhóm BRICS hay không. Phát biểu tại thành phố Wismar ở Đức liên quan tới lệnh bắt giữ, Ngoại trưởng Đức Baerbock nhấn mạnh rằng người nào vi phạm trật tự quốc tế sẽ phải gánh chịu hậu quả và do đó việc họ tham gia các hội nghị quốc tế không còn dễ dàng nữa. Theo nhà ngoại giao Đức, luật pháp quốc tế quy định rõ những tội phạm chiến tranh tiến hành các cuộc chiến xâm lược cuối cùng sẽ phải chịu trách nhiệm. Chúng ta đang thấy gì ở đây? Một nước Đức yếu thế hơn so với quá khứ lại đang muốn gây hấn với Nga thông qua lời nói đầy tính hiếu chiến của các chính trị gia điều hành đất nước. Đã có nhiều câu nói đùa nhưng rất thấm rằng Đức hãy im lặng nếu không muốn bị đổi tên thành Đức. Vào tháng 3 năm nay, ICC đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Sau đó, ngày 20 tháng 3, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã mở một cuộc điều tra hình sự nhằm vào các công tố viên và thẩm phán của ICC, những người đã ra lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thông báo của Ủy ban nêu rõ, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã mở một vụ án hình sự chống lại công tố viên Karim Ahmad Khan của ICC, cùng các thẩm phán Tomoko Akant, Rosario Salvatore Atiala và Sergio Redardo Uras Rodriguez. Theo ủy ban này, hành động của công tố viên ICC có dấu hiệu phạm tội theo luật pháp Nga khi vu khống một người vô tội phải chịu trách nhiệm hình sự, cũng như tìm cách tấn công đại diện của một quốc gia nước ngoài được bảo vệ theo luật pháp quốc tế nhằm gây phức tạp quan hệ quốc tế. Trong suốt giai đoạn đầu của cuộc chiến Ukraine, nước Đức dường như đã thể hiện một thái độ thờ ơ đối với cuộc chiến, trong khi mọi vấn đề từ việc tham gia các biện pháp trừng phạt Nga cho đến việc gửi khí tài cho Ukraine. Dường như Đức chỉ tham gia theo một xu thế chung trong NATO do sức ép từ các đồng minh, nhất là Mỹ. Tuy nhiên, những động thái gần đây cho thấy có lẽ họ vẫn chưa quên bài học lịch sử đầy cay đắng trước Hồng quân Liên Xô. Và thậm chí giờ đây có tiếp tục đối mặt với Liên bang Nga thì khả năng cao là họ vẫn sẽ nhận lại kết cục như vậy. Tên lửa là câu trả lời của người Nga, sự hủy diệt sẽ bay tới nước Đức nếu ông Putin bị bắt. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev tuyên bố, bất kỳ nỗ lực nào nhằm bắt Tổng thống Putin theo lệnh từ Tòa án Hình sự Quốc tế chính là lời tuyên chiến trực tiếp với Nga. Ông ấy nói với truyền thông trong nước rằng ICC, tổ chức mà các quốc gia bao gồm Nga, Trung Quốc và Mỹ không công nhận là một tổ chức phi pháp lý, chưa bao giờ làm được điều gì đáng kể. Rõ ràng tình huống này sẽ không bao giờ thành hiện thực. Tuy nhiên, nếu nó thành hiện thực, tức là người đứng đầu quốc gia hạt nhân đến một lãnh thổ, chẳng hạn như đến Đức và bị bắt, thì đó sẽ là lời tuyên chiến với Nga. Ông Medvedev nói trong trường hợp đó, tất cả tài sản của chúng tôi, tất cả tên lửa của chúng tôi sẽ bay tới tòa nhà Quốc hội Đức Bundestag và văn phòng thủ tướng. Trước đó, Điện Kremlin cũng cho rằng lệnh bắt giữ ông Putin của ICC là vô nghĩa đối với Nga. Vào ngày 18 tháng 3, ông Marco Buschmann, Bộ trưởng Tư pháp Đức khẳng định việc ICC phát lệnh bắt ông Putin là tín hiệu quan trọng thể hiện quyết tâm. Ông Buschmann tuyên bố, Đức tuân thủ lệnh của ICC và có nghĩa vụ bắt Tổng thống Nga bàn giao cho ICC nếu ông Putin đặt chân đến lãnh thổ Đức. Cho tới nay, Đức là quốc gia duy nhất công khai tuyên bố sẽ thực thi lệnh bắt ông Putin do ICC ban bố. Họ dường như không suy nghĩ đến rủi ro hạt nhân đang trực chờ. Là Tổng thống Nga từ năm 2008 đến 2012, ông Medvedev tự nhận là một nhà cải cách thân phương Tây. Tuy nhiên, kể từ sau xung đột Ukraine nổ ra, ông đã trở thành một trong những quan chức Nga công khai chỉ trích mạnh mẽ các nhà lãnh đạo phương Tây và đưa ra một loạt cảnh báo hạt nhân. Việc đưa vũ khí nước ngoài tới Ukraine mỗi ngày sẽ khiến ngày tận thế hạt nhân đến gần hơn. Nhà lãnh đạo 57 tuổi cho rằng, sau sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991, phương Tây coi mình là ông chủ của nước Nga, nhưng Putin đã chấm dứt điều đó. Theo ông Medvedev, phương Tây không thích sự độc lập của Nga và Trung Quốc, đồng thời muốn chia cắt Nga thành nhiều quốc gia yếu hơn, cũng như đánh cắp nguồn tài nguyên thiên nhiên rộng lớn của nước này. Dù vậy, ông Medvedev cũng nhận định quan hệ giữa Nga với phương Tây một ngày nào đó sẽ được cải thiện, mặc dù có lẽ mất nhiều thời gian.
Qua những tin tức này, giới quan sát quốc tế đang coi phán quyết của Tòa án Hình sự Quốc tế bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ là một trò hề chính trị trong thế kỷ 21. Trò hề này đã bị một sự kiện chính trị quốc tế lật tẩy ngay sau khi ICC phát lệnh bắt giữ ông. Đó là ngày 20 tháng 3 năm 2023, đại diện của 40 quốc gia châu Phi tề tựu tại thủ đô Moscow của Nga để tham dự hội nghị Nghị viện Quốc tế với chủ đề Nga châu Phi trong thế giới đa cực và gặp Tổng thống Vladimir Putin. Phát biểu tại hội nghị này, Tổng thống Putin tuyên bố Liên bang Nga quyết định xóa khoản nợ hơn 20 tỷ đô cho các quốc gia châu Phi. Ngoài ra, nhờ sự giúp đỡ của Liên bang Nga, nhiều doanh nghiệp công nghiệp đã được xây dựng tại châu Phi, trong đó có nhiều công trình công nghiệp, cơ sở hạ tầng và cơ sở xã hội quan trọng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng tương tự như nhà máy thủy điện Hòa Bình Liên Xô đã giúp xây dựng ở Việt Nam. Trong đó, Liên bang Nga đang chuyển giao cho châu Phi các công nghệ mới thân thiện với môi trường, chủ yếu trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Nhiều dự án được xây dựng bằng 100% tiền đầu tư của Nga. Tiếp theo sự kiện này, từ ngày 22 tháng 3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm Nga 3 ngày và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai bên đã thông qua tuyên bố chung, trong đó nêu rõ Nga và Trung Quốc sẽ đi đầu trong cuộc đấu tranh nhằm xây dựng một trật tự thế giới đa cực, mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia và bác bỏ trật tự thế giới dựa trên các luật lệ chỉ mang lại lợi ích cho các nước giàu và gây bất ổn trên toàn thế giới. ICC không thể thi hành lệnh bắt ông Putin, không quốc gia nào có khả năng làm điều đó. Nhưng có một điều chắc chắn, trong ngắn hạn, lệnh truy nã của ông Putin sẽ càng đẩy ra xa viễn cảnh đàm phán kết thúc chiến tranh Ukraine. Nó sẽ gây thêm khó khăn cho việc tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột và làm gia tăng nguy cơ một thảm họa nghiêm trọng như vũ khí hạt nhân mà người dân Ukraine sẽ là những nạn nhân đầu tiên. Từ đây, có những sự kiện khác cho thấy dấu hiệu căng thẳng mới trong quan hệ giữa Nga và NATO. Ngày 29 tháng 5 năm 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành đạo luật về việc Nga chính thức rút khỏi Hiệp ước các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu, CFE. Đây là hiệp ước mới nhất bị hủy bỏ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Phát biểu với truyền thông sau khi thông tin trên được công bố, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, việc Nga rút khỏi Hiệp ước CFE là do cơ chế này đã lỗi thời từ lâu và Moscow chỉ đơn giản là đưa nó về đúng với diễn biến trên thực tế. Cũng theo ông Dmitry Peskov, trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí, ổn định chiến lược, hiện có một khoảng trống lớn cần khẩn trương được lấp đầy bằng những hành động mới dựa trên thiện chí của các bên. Trước đó, Tổng thống Putin đã trình lên Duma Quốc gia, tức là Hạ viện Nga, một dự luật bác bỏ Hiệp ước CFE. Trong đó nêu rõ kể từ đầu thập niên 1990, Hiệp ước chịu ảnh hưởng của những thay đổi chính trị, quân sự quy mô lớn, chủ yếu liên quan đến việc mở rộng NATO, phần lớn đã trở nên lỗi thời và không còn phù hợp. Dự luật được Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang Thượng viện Nga lần lượt thông qua. Lý giải về sự việc, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Leonid Slatsky cho rằng Hiệp ước CFE đã đi vào lịch sử, đồng thời nhấn mạnh các nước phương Tây đã trà đạp lên hiệp ước vốn mang đến cơ hội tuyệt vời để phát triển an ninh toàn diện ở châu Âu. Hiệp ước CFE được ký kết tại Paris vào tháng 11 năm 1990 giữa đại diện của 16 quốc gia thành viên NATO, gồm Bỉ, Anh, Đức, Hy Lạp, Đan Mạch, Iceland, Tây Ban Nha, Italy, Canada, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp. Với 6 quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Warsawa, khối Warsawa gồm Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania, Liên Xô và Tiệp Khắc. Hiệp ước được ký kết với kỳ vọng giúp hạn chế hơn nữa gia tăng căng thẳng giữa NATO và khối Warsawa trong bối cảnh quan hệ Moscow-Washington có dấu hiệu ấm lên dưới thời nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev. Nội dung của Hiệp ước CFE là đặt ra cho các bên giới hạn định lượng đối với 5 loại trang bị vũ khí thông thường, bao gồm xe tăng, xe bọc thép, pháo, máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công. Cụ thể, Hiệp ước CFE cho phép thành viên của khối NATO và khối Warsawa duy trì số lượng ngang nhau các hệ thống vũ khí thông thường trong một khu vực địa lý trải dài từ bờ biển Đại Tây Dương ở phía Tây đến dãy núi Ural ở phía Đông. Mỗi khối được phép sở hữu tối đa 40.000 xe tăng, 60.000 xe bọc thép, 40.000 khẩu pháo và 13.600 máy bay chiến đấu, cũng như 4.000 trực thăng tấn công. Vào thời điểm Hiệp ước CFE bắt đầu có hiệu lực, tức là sau 2 năm kể từ ngày ký, Liên Xô và khối Warsaw đã tan rã.
Tuy nhiên, Nga và 7 nước Cộng hòa thuộc Liên Xô, bao gồm Belarus, Ukraine, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Moldova, vẫn tiếp tục kế thừa và phê chuẩn Hiệp ước CFE. Với sự tan rã của khối Warsaw và việc các thành viên tham gia Hiệp ước CFE bán tháo, loại bỏ hàng nghìn thiết bị quân sự trong suốt thập niên 1990 và thập niên 2000, những hạn chế về số lượng trang bị vũ khí đã trở thành một vấn đề gây tranh cãi gay gắt giữa các bên. Năm 2007, Moscow từng đình chỉ việc thực hiện Hiệp ước CFE do NATO không phê chuẩn bản sửa đổi năm 1999 của Hiệp ước. Mà theo Tổng thống Putin, thay vì tiếp tục cắt giảm vũ khí, NATO lại quyết định tăng cường trang bị vũ khí mới ở châu Âu. Năm 2015, Nga tuyên bố ngừng tham gia Hiệp ước CFE vô thời hạn sau khi cáo buộc NATO bỏ qua các điều khoản của Hiệp ước bằng việc tiếp tục mở rộng khối này. Moscow kêu gọi các bên ngồi và đàm phán, song thiện chí đó đã không được đáp lại. Việc Tổng thống Nga ký sắc lệnh hủy bỏ Hiệp ước CFE là một dấu hiệu leo thang căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và NATO, vốn dĩ đã nóng bỏng trong suốt thời gian qua, mà gốc rễ sâu xa có thể nói là xuất phát từ sự thiếu thiện chí của các nước thành viên NATO. Hồi đầu năm nay, Moscow đã đình chỉ tham gia Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới New START, vốn được coi là Hiệp ước vũ khí chiến lược lớn cuối cùng giữa các siêu cường hạt nhân, sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm Trung INF năm 2019 và Hiệp ước Bầu trời mở OST vào năm 2020. Ngày 21 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố Moscow tạm ngừng tham gia Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới New START nhưng không hoàn toàn rút khỏi Hiệp ước này. Vừa qua, Mỹ cũng thực hiện ngừng cung cấp dữ liệu về vũ khí hạt nhân cho Nga theo các điều khoản của Hiệp ước New START. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ cũng sẽ ngừng cung cấp cho Nga thông tin từ xa, dữ liệu được thu thập từ xa về đường bay của tên lửa, về các vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Mỹ. Giờ đây, thế giới chỉ còn nín thở, chờ đợi những hệ lụy mà sự bất đồng sâu sắc ngày càng gia tăng giữa quan hệ Nga-NATO có thể đem lại trên phạm vi toàn cầu. Vấp phải thành đồng Zaporizhia, hàng loạt cuộc phản công của Ukraine bị đẩy lùi. Các bạn thân mến, tổn thất trên chiến trường của Ukraine ngày càng tăng lên. Các nước phương Tây đang nghĩ ra đủ mọi cách để hỗ trợ chính quyền Kiev nhưng không ăn thua. Trong ngày 8 tháng 6, lực lượng Ukraine phát động một cuộc tấn công lớn vào Zaporizhia trong khuôn khổ chiến dịch được gọi là cuộc phản công mùa xuân. Tuy nhiên, kết quả thì sao? Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố Ukraine đã tổn thất nặng nề trong trận chiến kéo dài 2 giờ ở Zaporizhia. Cụ thể, Kiev dàn trận đánh úp Nga lúc 2 giờ sáng, không ngờ gậy ông đập lưng ông, họ lại dính bãi mìn khiến 30 xe tăng bị hủy diệt. Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu chiều ngày 8 tháng 6 cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của quân đội Nga ở hướng Zaporizhia nhưng bất thành. Kết quả là họ đã mất tới 350 quân nhân và 30 xe tăng chỉ trong vòng 2 giờ. Cụ thể như sau, hôm nay, theo hướng Zaporizhia, lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của chúng tôi với lực lượng của Lữ đoàn Cơ giới số 47, lực lượng chủ lực trên hướng Zaporizhia, có quân số lên tới 1.500 người và 150 xe tăng, xe bọc thép. Ukraine chịu tổn thất nghiêm trọng đầu tiên khi vượt qua các bãi mìn. Khi tiếp cận được các bãi mìn, 4 xe tăng đã bị nổ tung. Sau đó, các tổ lái hệ thống tên lửa chống tăng của các đơn vị lực lượng đặc biệt, các đơn vị vũ trang phối hợp đi đầu đã tham gia vào cuộc giao tranh hỏa lực giữa hai bên. Theo hướng Zaporizhia, hành động quyết đoán của quân đội Nga, các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh đẩy lùi hai cuộc tấn công của quân đội Ukraine tại các khu định cư Novodanilovka và Malaya Tomaska ở vùng Zaporizhia trong ngày. Trang tin quân sự Aviapro hôm 8 tháng 6 đăng tải những hình ảnh được cho là một đoàn xe tăng Leopard 2 cùng các xe thiết giáp yểm trợ của quân đội Ukraine bị phục kích tại khu vực Orekhovo ở vùng Zaporizhia. Theo hình ảnh, đoàn xe chiến đấu này đang trên đường tham gia chiến dịch phản công của quân đội Ukraine trong khu vực. Tuy nhiên, vị trí của các phương tiện chiến đấu này đã bị lộ và quân đội Nga đã tiến hành một trận phục kích nhằm vào đoàn xe của Ukraine. Khoảng 10 xe tăng Leopard 2 và xe bọc thép của Ukraine đã bị bắn cháy sau vụ tập kích trên. Lực lượng phòng thủ của họ đã xây dựng hệ thống hầm hào công sự kiên cố, chuẩn bị sẵn sàng cả về nhân lực và hỏa lực. Họ cũng đã luyện tập các phương án phòng thủ để bẻ gãy các đợt tấn công của quân đội Ukraine.
các lực lượng pháo binh, máy bay và lực lượng chống tăng đã tấn công phủ đầu và lữ đoàn cơ giới số 47 của quân đội Ukraine, gây thiệt hại nặng nề cho đơn vị địch ngay những giây phút đầu tiên. Kết quả là lực lượng tấn công của Kiev đã bị chặn lại ở cả bốn hướng và phải rút lui với tổn thất nặng nề. Trong trận chiến kéo dài 2 giờ, quân đội Ukraine đã tổn thất 30 xe tăng chiến đấu chủ lực, 11 xe chiến đấu bộ binh bị bắn cháy và thiệt hại tới 350 quân nhân. Đại tướng Sergei Shoigu cũng nhắc lại, lực lượng dự bị của Ukraine được huấn luyện đặc biệt để thực hiện cuộc đột phá trong mấy ngày qua đã không thể hoàn thành nhiệm vụ của họ. Thậm chí tổn thất của quân đội Ukraine trong ngày 7 tháng 6 còn nặng nề hơn nhiều so với ngày 8 tháng 6. Theo đó, trong ngày 7 tháng 6, Ukraine đã mất tới 945 quân nhân, 33 xe tăng, 28 xe chiến đấu bộ binh, 38 xe chiến đấu bọc thép, 3 pháo tự hành Krav và nhiều loại vũ khí khác. Được biết, cùng với Donetsk thuộc vùng Donbass là hướng tấn công chính phía đông, Zaporizhia cũng là hướng tấn công trọng điểm ở phía nam của quân đội Ukraine trong chiến dịch phản công mùa hè này. Trong một cuộc họp báo ngày 9 tháng 6, người phụ trách báo chí của nhóm JAPA của Nga cũng thông tin chi tiết về một số tổn thất gần đây của lực lượng Kiev. Theo đó, một khẩu lựu pháo đã bị phá hủy bởi máy bay không người lái cảm tử Lancet gần thị trấn Kupiansk. Các cuộc tấn công bằng hệ thống BM-21 Grad 12mm cũng phá hủy 3 xe bọc thép Kozak khi chúng luân chuyển các đơn vị thuộc lữ đoàn 104 của lực lượng Kiev ở gần các làng Kislovka, Novaya Tarasovka. Ngoài ra, các bệ phóng rocket Tornado S 300mm của Nga đã nhắm mục tiêu vào các thiết bị quân sự tại nhà ga đường sắt Balakyevka. Một toa chở đạn và 15 xe tải đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công bằng tên lửa này. Các hệ thống tên lửa Nhật áp TOS-1A 220mm cũng đã tấn công vào khu vực tập trung quân của lực lượng Kiev gần khu Novoselovkoi. Ngoài ra, một máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không tầm ngắn Thor. Đoạn video được công khai trên mạng trực tuyến đã cung cấp thêm các chi tiết về những tổn thất gần đây của Ukraine. Hình ảnh trong video cho thấy hai lựu pháo kéo của lực lượng Kiev, một chiếc D-30-122mm và một chiếc M-777-155mm. Máy bay không người lái Lancet đã được sử dụng để hạ gục D-30, trong khi chiếc M-777 bị phá hủy bằng pháo. Mục đích cuối cùng mà quân đội Ukraine nhắm tới trong chiến dịch phản công này là chọc thủng hệ thống phòng ngự của quân Nga ở Zaporizhia, xuyên phá chiều sâu chiến trường tới 70km để đánh chiếm thành phố trọng yếu Melitopol, làm bàn đạp để cắt đôi tỉnh này. Nếu hoàn thành được mục tiêu, Ukraine sẽ thành công cắt đứt tuyến đường bộ nối từ lãnh thổ Nga chạy dọc duyên hải phía nam Ukraine tới bán đảo Crimea, nối thông đường bộ ra biển Azov, vốn đã bị Nga phong tỏa ngay từ những ngày đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng Ukraine rất khó để đạt được mục đích của mình, bởi để làm được điều đó, quân đội Ukraine phải chọc thủng và bảo vệ thành công con đường máu xuyên qua hơn 100km chiều sâu của tuyến phòng thủ nhiều tầng lớp mà Nga đã dày công xây dựng hàng năm trời. Hơn nữa, quân đội Ukraine ở thế tiến công nên cần huy động được một lượng binh lực khổng lồ với tỷ lệ áp đảo 3-1 thì mới có hy vọng đánh bại được quân Nga đang phòng thủ ở tỉnh này. Trong khi đó, thực tế là quân đội Nga lại là bên nắm ưu thế về quân số và áp đảo về hỏa lực. Cùng lúc đó, Moscow tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa trên biển và trên không, nhằm vào các kho đạn dược, vũ khí và thiết bị quân sự do nước ngoài sản xuất, bao gồm cả máy bay không người lái. Tất cả các mục tiêu được định trước đều bị tấn công. Nội dung lưu ý do các cuộc tấn công đã làm gián đoạn việc cung cấp cho các đơn vị quân đội Ukraine trong khu vực chiến sự. Truyền thông Nga và phương Tây kết luận rằng Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công lớn trong tuần này, cố gắng tận dụng kho vũ khí do Mỹ và các đồng minh cung cấp. 4 ngày tấn công của Ukraine gần Bakhmut và phía tây Zaporizhia, cũng như chiến dịch tấn công mới gần ranh giới của vùng Zaporizhia và Donetsk cho thấy một giai đoạn phản công mới của người Ukraine đã bắt đầu. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine đã đưa ra báo cáo mâu thuẫn về việc liệu chiến dịch đã thực sự bắt đầu hay chưa. Những người ủng hộ nước này bày tỏ hy vọng rằng Kiev có thể giành được những lợi ích đáng kể về lãnh thổ bằng cách sử dụng xe tăng chiến đấu chủ lực do phương Tây sản xuất, điều mà trước đây nước này không có. Quân đội Nga cho biết chính quyền Kiev đang phải trả giá đắt cho việc thăm dò hệ thống phòng thủ của họ ở nhiều khu vực khác nhau trên chiến tuyến. Các quốc gia phương Tây đã cam kết hỗ trợ Kiev miễn là họ gây ra thất bại chiến lược đối với Nga, nhưng báo cáo phương tiện truyền thông chỉ ra rằng quy mô hỗ trợ quân sự tương lai sẽ phụ thuộc vào việc
quân đội Ukraine có thể đạt được thành công trên chiến trường hay không. Politico cho biết Nhà Trắng đang quan tâm theo dõi hành động này vì danh tiếng của Tổng thống Joe Biden đang bị đe dọa trong đó. Một quan chức Mỹ đã mô tả những tổn thất của Ukraine, bao gồm các xe bọc thép chở quân do Mỹ cung cấp là nhiều đáng kể. Khi mà quân đội Nga được trang bị tên lửa chống tăng, lựu đạn và súng cối, họ đã đào sâu chiến hào và tổ chức các tuyến phòng thủ nhiều lớp chặt chẽ ở một số khu vực và thiết lập các bãi mìn gây thiệt hại nặng nề cho binh lính và xe bọc thép Ukraine. Các quan chức Mỹ tiết lộ với CNN rằng phương Tây từ lâu đã dự đoán cuộc phản công sẽ kéo dài, gây tổn thất cho binh sĩ và thiết bị quân sự của Ukraine, bao gồm cả các hệ thống mà họ cung cấp cho nước này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây cũng đã thừa nhận cuộc phản công sẽ khó khăn đối với Ukraine và dự đoán rằng một số lượng lớn binh sĩ sẽ chết khi lực lượng bộ binh của Kiev tiến lên. Như vậy, sau nhiều tuần định hình các hoạt động trước khi phản công, các cuộc tấn công của quân đội Ukraine diễn ra xung quanh Bakhmut ở khu vực Donetsk, phía tây nam Orykhiv, ở phía tây khu vực Zaporizhia và xung quanh Velika Novosibirsk gần biên giới Zaporizhia-Donetsk. Kể từ ngày 4 tháng 6, các đơn vị Ukraine tấn công các vị trí của Nga ở sườn phía nam và phía bắc của Bakhmut và đã tiến xa tới 1.600m. Cùng thời gian, các đơn vị Ukraine khác cũng đã tiến hành các chiến dịch chống lại các vị trí của Nga ở vùng phía tây Zaporizhia do Moscow kiểm soát, bao gồm 15 km về phía tây nam của thành phố Orykhiv. Đặc biệt vào đêm ngày 7, rạng sáng ngày 8 tháng 6, các lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công hạn chế nhưng vẫn có ý nghĩa quan trọng ở phía tây vùng Zaporizhia, nhưng kết quả thảm hại như chúng tôi đã phân tích trong đầu video. Các video được định vị tại vị trí địa lý cho thấy lực lượng Ukraine rất có thể đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga ở khu vực này, nhưng Moscow đã thành công trong việc phản công và cuối cùng đẩy lùi lực lượng Kiev trở lại vị trí ban đầu. Washington Post thì cho biết quân đội Ukraine bao gồm các đơn vị tấn công chuyên biệt, được trang bị vũ khí phương Tây và được huấn luyện về chiến thuật của NATO đã tăng cường các cuộc tấn công vào các vị trí tiền tuyến ở phía đông nam Ukraine và đêm thứ Tư bắt đầu một cú đẩy đáng kể vào các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Theo dòng sự kiện về cuộc phản công của Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những nhận định vào ngày 9 tháng 6 tại một cuộc họp ở Sochi. Theo ông Putin, sự kiện trên được minh chứng rằng việc quân đội Ukraine sử dụng các nguồn dự trữ chiến lược của mình. Trước tiên, về cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine, nhà lãnh đạo Nga cho biết giao tranh dữ dội đã diễn ra trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt trong vòng 5 ngày qua. Tuy nhiên, trong thời gian này, Ukraine đã không hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong bất kỳ lĩnh vực chiến sự nào. Ông Putin cho rằng lý do Kiev không đạt được thành công là do lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng của binh sĩ Nga. Bên cạnh đó là việc tổ chức hợp lý, chỉ huy và kiểm soát quân đội phù hợp cũng như hiệu quả cao của vũ khí Nga. Về vũ khí hiện đại, Tổng thống chỉ ra rằng vũ khí hiện đại của Nga đóng một vai trò đặc biệt trong việc phá vỡ các kế hoạch của đối phương. Ông cũng thừa nhận những vũ khí này hiện đang bị thiếu hụt, nhưng tổ hợp công nghiệp quân sự Nga đang phát triển đủ nhanh để giải quyết vấn đề này. Tôi chắc chắn rằng tất cả các nhiệm vụ mà ngành công nghiệp quốc phòng phải đối mặt sẽ được giải quyết. Ông Putin cũng nói thêm rằng tại thời điểm này, việc sản xuất vũ khí hiện đại đang được tăng cường mạnh mẽ trong nước. Về tổn thất của Ukraine, nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết, trong những ngày gần đây đã có những tổn thất đáng kể trong quân đội Ukraine. Được biết trong các chiến dịch tấn công, tổn thất lên tới mức kinh điển là 3-1, nhưng trong trường hợp này, nó vượt qua đáng kể chỉ số kinh điển này. Ông Putin nhấn mạnh rằng, thảm kịch trên là hậu quả của những sự kiện đã diễn ra trong những năm gần đây và trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Kiev. Nguồn quyền lực chính của họ là cuộc đảo chính năm 2014. Về tiềm năng tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine, ông chủ Điện Kremlin cho rằng tất cả các nỗ lực phản công của Ukraine cho đến nay đều thất bại. Tuy nhiên, khả năng tấn công của quân đội chính quyền Kiev vẫn còn. Ông Putin bày tỏ hy vọng giới lãnh đạo quân sự Liên bang Nga đánh giá một cách tỉnh táo tình hình hiện tại và dựa vào tình hình thực tế khi lên kế hoạch cho các hành động tiếp theo. Liên tục giáng đòn tên lửa, Nga phá hủy trung tâm chỉ huy, nơi có các chuyên gia phương Tây đang huấn luyện cho Ukraine. Các bạn thân mến, lực lượng vũ trang Nga đã giáng đòn tấn công bằng tên lửa nhắm vào các trung tâm ra quyết định của Ukraine. Tên lửa Kyjan đánh trúng trụ sở cơ quan tình báo Ukraine.
hệ thống phòng không Ukraine đã có thể phát hiện ra nó, nhưng không thể đánh chặn. Thông tin này đã được chúng tôi phân tích trong video trước đó, tuy nhiên ngày hôm nay có một điều đáng chú ý. Khi nơi đây là nơi các chuyên gia phương Tây hướng dẫn chuẩn bị những vụ khủng bố trên lãnh thổ Nga. Cụ thể, thông tin được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra vào ngày cuối cùng của tháng 5 như sau. Trong một ngày đêm, lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành những cuộc tấn công sử dụng nhóm vũ khí tầm xa có độ chính xác cao phóng từ trên không đánh vào các điểm đầu não ra quyết định của Ukraine, nơi đối phương lên kế hoạch thực hiện các cuộc khủng bố trên lãnh thổ Liên bang Nga dưới sự hướng dẫn của chuyên gia tình báo phương Tây. Khi cảnh báo trên không vang lên, nhân viên tình báo đã trốn xuống hầm trú ẩn. Tuy nhiên, tên lửa Nga xuyên qua móng của tòa nhà này và phát nổ. Và thời điểm đó có hàng trăm sĩ quan Ukraine ở trong hầm. Đặc biệt, có khoảng 20 quân nhân nước ngoài đến từ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Những người này là sợi dây liên lạc giữa cơ quan đầu não Ukraine và trụ sở ở phương Tây. Trong ngày qua, cuộc không kích của Nga vào sân bay quân sự Starokonstantinov ở vùng Khmelnytsky cũng ầm ĩ không kém. Nó gây ra thiệt hại nghiêm trọng, phá hủy các máy bay chiến đấu và tên lửa Storm Shadow. 5 chiếc Su-24 bị hư hại hoặc bị phá hủy và kho chứa tên lửa Storm Shadow cũng bị hư hại. Vẫn chưa rõ liệu đây có phải là đơn vị duy nhất được trang bị Storm Shadow hay không, nhưng trong mọi trường hợp, tổn thất máy bay và tên lửa là một đòn nặng đối với Ukraine, gây ra nhiều lời bàn tán ầm ĩ. Đây là một cơ sở quan trọng được chuyển đổi theo tiêu chuẩn của NATO. Nơi đây cũng được NATO công nhận vào tháng 9 năm 2021 sau một loạt nâng cấp được thực hiện dưới sự tham gia của các chuyên gia tới từ Hoa Kỳ. Xung đột Nga-Ukraine có vẻ không mang lại hiệu quả mong muốn đối với Washington. Họ tính toán rằng bằng cách đó sẽ phá hủy nền kinh tế châu Âu, đẩy tăng độ phụ thuộc của EU và Hoa Kỳ. Tuy nhiên cuối cùng, Nhà Trắng đã khiến cho cả châu Âu và Nga đều chịu tổn thất. Mục tiêu cuối cùng của Nhà Trắng là khiến cho cả châu Âu và Hoa Kỳ đều chịu tổn thất, như vậy sẽ tạo điều kiện để Washington duy trì quyền bá chủ của mình. Tuy nhiên, người dân Mỹ đã rất mệt mỏi khi nghe những phát ngôn bài Nga và kết quả các cuộc thăm dò cho thấy người Mỹ không ủng hộ cuộc chiến ủy nhiệm do Hoa Kỳ và NATO tiến hành. Tại Washington, đang diễn ra những cuộc biểu tình phản chiến, mọi người chống lại tất cả những khoản kinh phí, chi phí cho ngân sách quốc phòng. Các chuyên gia cho rằng, nền kinh tế Hoa Kỳ đang trong trạng thái rơi tự do, đường xá tại đây xuống cấp, cơ sở hạ tầng xuống cấp, nền kinh tế trong thực trạng tồi tệ, lạm phát tăng vọt 40%. Ở nước này, số lượng người vô gia cư đang tăng vọt đến mức kỷ lục. Trên thực tế, xung đột Nga-Ukraine đã lấy đi rất nhiều năng lượng và nguồn lực của Mỹ. Quân đội Nga hạ 12 tên lửa HIMARS và tiêu diệt tàu chiến Yuri Olefirenko, tàu chiến cuối cùng của Ukraine. Một cuộc tấn công có độ chính xác cao của lực lượng hàng không vũ trụ Nga nhằm vào một cảng quân sự ở cảng Odessa. Tàu chiến cuối cùng của Ukraine là Yuri Olefirenko đã bị đánh chìm. Yuri Olefirenko là tàu đổ bộ hạng trung đóng tại Ba Lan. Vào tháng 5 năm 1971, tàu gia nhập lực lượng Hải quân Liên Xô với tên gọi là SDK-137. Năm 1994, sau khi diễn ra việc phân chia hạm đội Biển Đen, tàu được chuyển giao cho Ukraine và đổi tên thành Kirovograd. Sau khi Crimea sáp nhập vào Nga, có giai đoạn tàu thuộc quyền kiểm soát của hạm đội Nga, nhưng sau đó nó đã được đưa trở lại Ukraine và được neo đậu ở Odessa. Con tàu này là một phần quan trọng của Hải quân Ukraine. Việc nó bị phá hủy đã trở thành một dấu mốc quan trọng trong quá trình chiến sự, ảnh hưởng đến cán cân quyền lực trên biển. Vốn dĩ, Hải quân Ukraine đã sử dụng con tàu này để bắn phá các vùng do Nga kiểm soát. Việc xóa sổ chiến hạm cuối cùng của Ukraine cũng đồng nghĩa với việc tước đi tham vọng của chính quyền Kiev ở Odessa. Theo thông tin tại hiện trường, thì một đám cháy đã bùng phát trên tàu và nhanh chóng lan rộng. Ngọn lửa kích nổ kho đạn bên trong thân tàu. Vụ nổ này đã khiến Yuri Olefirenko sụp đổ. Sau 17 cuộc tấn công được báo cáo vào thủ đô Ukraine vào tháng 5, chủ yếu sử dụng máy bay không người lái, các lực lượng Nga tiếp tục tấn công thủ đô Kiev vào sáng sớm ngày 1 tháng 6 bằng tên lửa phóng từ mặt đất. Ở hướng Kupiansk, lực lượng Zapad của Nga đã gây ra thiệt hại về hỏa lực cho quân và lực lượng vũ trang Ukraine gần Tabajevka, Monchanovo, Novolimsk, Berestovoy ở khu vực Kharkov, Novoselovskoy và Stelmakhovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Lugan.
ba nhóm tấn công và trinh sát Ukraine đã bị vô hiệu hóa gần Timkovka, Sinkovka và Kozharovka. Tại hướng trên, Ukraine mất 70 quân nhân, 2 xe bọc thép và 4 xe bán tải. Ngoài ra, các kho đạn dược của lữ đoàn cơ giới số 60 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy gần Lipsy và Sinelnikovo ở vùng Kharkov. Trên hướng Krasny Liman, không quân và pháo binh của lực lượng Tanks của Nga đã giao chiến với các đơn vị Ukraine gần Makivka, Chevonava, Dribrova, Toskoy, Jampolovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk và khu rừng Serevyansky. Tại hướng này, Ukraine mất 50 quân nhân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành Vodika, 2 khẩu pháo D-20, 1 khẩu pháo D-30 và 1 hệ thống Grad trong ngày. Do hoạt động tích cực của các phân đội tấn công của quân đoàn 1 được hỗ trợ bởi hỏa lực hàng không, pháo binh và hệ thống súng phun lửa hạng nặng của Nga, quân đoàn Kiev bị đánh bật khỏi các vị trí đã chiếm đóng ở một số khu vực gần các khu định cư Krasnogorovka và Yasinovataya. Lữ đoàn súng trường cơ giới số 5 và biệt đội đặc nhiệm Akhmat của Nga đã có các cuộc tấn công thành công theo hướng Marinka. Trên hướng này, Ukraine tổn thất hơn 200 quân, 3 xe chiến đấu bọc thép, 12 xe cơ giới, 1 lựu pháo D-30 và 2 xe Grad trong ngày. Ở các hướng Nam Donetsk và Zaporizhia, không quân và pháo binh của cụm lực lượng Vostok của Nga đã dội hỏa lực vào các đơn vị Ukraine gần Velikaya, Novozhoka, Pavlovka, Vladimirovka ở Donetsk và Malinovka ở vùng Zaporizhia. Tại các hướng trên, 185 quân nhân Ukraine, 2 phương tiện chiến đấu bọc thép và 4 phương tiện cơ giới của họ đã bị hạ gục trong ngày. Sau 10 tháng chiến tranh, các cuộc tấn công trên bộ phần lớn đã dừng lại và tiếng súng hầu như im bặt ở thành phố Bakhmut. Trước sự im lặng đến kỳ lạ này, người ta đang nghi ngờ rằng có phải cơn bão sắp nổi lên. Quân đội Nga đã tạm dừng hoạt động tấn công để luân chuyển nhóm lính đánh thuê của tập đoàn Wagner ra khỏi Bakhmut, trong khi các lực lượng Ukraine cũng đã tạm dừng các hoạt động bên sườn mới chiếm được vùng đất cao xung quanh Bakhmut để thực hiện các nhiệm vụ quân sự khác. Liệu đây có phải là sự bình yên trước cơn bão hay không? Có lẽ thời gian tới, chúng ta sẽ có câu trả lời cho câu hỏi này. Trong khi đó, Nga lại đang tạo ra những vấn đề nghiêm trọng cho NATO ở phía Bắc. NATO lo sợ về cú ra đòn từ hạm đội phương Bắc. Bắc Cực đang ngày càng thu hút nhiều sự chú ý hơn từ các cường quốc trên thế giới, từ đó dẫn tới những căng thẳng gia tăng xung quanh khu vực do cạnh tranh chiến lược và thương mại toàn cầu gây ra. Nga có ảnh hưởng rất lớn tại Bắc Cực và điều này đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng đối với Hoa Kỳ. Trong một thời gian dài, các quốc gia miễn cưỡng thảo luận về Bắc Cực như một khu vực có thể xảy ra chiến tranh, nhưng điều này đang thay đổi nhanh chóng. Cách đây một thời gian, báo chí đã viết về kế hoạch của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken khi ông đến thăm Thụy Điển và Phần Lan. Đồng thời, có một bài phát biểu quan trọng tại Helsinki dành riêng cho Nga và Ukraine. Các chuyên gia tin rằng chuyến đi nói trên sẽ làm bùng phát căng thẳng, vốn đã gia tăng giữa Liên bang Nga và NATO ở Bắc Cực trong thời gian gần đây. Nga là một cường quốc tại Bắc Cực với hệ thống căn cứ hải quân và tên lửa hạt nhân dày đặc. Tại bán đảo Kola, cách không xa Na Uy, một phần đáng kể hạm đội tàu ngầm hạt nhân của Nga đang được triển khai. Moscow đặt cược rất nhiều vào Bắc Cực bởi khu vực này ngày càng trở nên phù hợp hơn cho hoạt động hàng hải và kinh tế, có khả năng mang lại nguồn lợi khổng lồ. Sự hiện diện lực lượng quân sự lớn của Nga ở Bắc Cực đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng đối với NATO. Giới lãnh đạo liên minh lo ngại, hải quân Nga có thể sử dụng tuyến đường biển phương Bắc nhằm khống chế phương Tây. Có những lo ngại về việc hạm đội phương Bắc của Nga có thể đi qua eo biển giữa Greenland, Iceland và Vương quốc Anh, một động thái được NATO gọi là đầy tính đe dọa. Liên bang Nga đã nói rằng họ muốn biến Bắc Cực thành của riêng mình, quân khu thứ 5 ngang hàng với 4 quân khu còn lại. Đây thực sự là một vấn đề lớn khiến các chính trị gia phương Tây khó có thể kê cao gối mà ngủ. Phi công Nga tiết lộ nỗi kinh hoàng trên bầu trời đến từ không quân Nga. Một bài báo gần đây đăng tải trên BBC đã tiết lộ các tiêm kích Ukraine buộc phải bay ở độ cao rất thấp để thoát khỏi tên lửa không đối không được phóng từ tiêm kích Su-35 của Nga. Khi tên lửa được phóng ra, các phi công hiểu họ phải bỏ dở nhiệm vụ và làm bất cứ điều gì để sống sót. Một phi công Ukraine trên tiêm kích MiG-29 được gọi là Sik cho biết họ phải bay thấp đến mức có thể nhìn thấy ngọn cây.
Ukraine đã điều 2 tiêm kích thực hiện một nhiệm vụ tấn công. Theo đó, một tiêm kích tấn công các tài sản quân sự trên mặt đất của đối phương, trong khi tiêm kích còn lại cung cấp sự bảo vệ khỏi các tên lửa không đối không. Gần đây, các phi công Ukraine ngày càng gặp khó khăn trong việc tiến hành các cuộc tấn công bởi các tiêm kích Su-35 của Nga thường xuyên tiến hành các cuộc tuần tra trên không. Một phi công khác của Ukraine lái tiêm kích MiG-29 thì cho biết, đối thủ lớn nhất của chúng tôi là các tiêm kích Su-35 của Nga. Chúng tôi biết các vị trí phòng không Nga và tầm hoạt động của chúng. Điều này khá dễ đoán nên có thể tính toán chúng tôi duy trì được bao lâu trong khu vực của họ. Nhưng trong trường hợp của các chiến đấu cơ, chúng là những phương tiện di động, chúng có bức tranh toàn cảnh trên không và biết khi nào chúng tôi bay tới tiền tuyến. Các cuộc tuần tra trên không của Nga có thể xác định một tiêm kích cất cánh, thậm chí cả khi nó ở xa và nằm trong lãnh thổ Ukraine. Các tên lửa R-37M của Nga có tầm bắn từ 150 đến 200 km, nhưng các tên lửa của Ukraine chỉ có tầm bắn khoảng 50 km. Điều đó tức là chiến đấu cơ của Nga có thể phát hiện ra chiến đấu cơ của Ukraine và bắn hạ chúng thậm chí trước cả khi chúng có thể gây ra mối đe dọa. Nga được cho là đã thay thế các tiêm kích cũ bằng các tiêm kích Su-35 tiên tiến hơn để thiết lập ưu thế trên không theo khu vực, trên tiền tuyến. Bên cạnh việc gây ra khó khăn cho các tiêm kích Ukraine, Su-35 còn tiến hành các hoạt động đánh chặn các chiến đấu cơ của NATO. Rõ ràng, các phi công Ukraine lo ngại tiêm kích Su-35 hơn là MiG-31K, vốn có thể phóng tên lửa siêu thanh Kinjal và bắn hạ tiêm kích Ukraine từ độ cao lớn. Một số người điều khiển hệ thống phòng không Ukraine đã hoàn thành khóa huấn luyện sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3 cũng khẳng định Su-35 là một mục tiêu trong mơ của họ. Vậy vì sao Su-35 gây ra thách thức lớn hơn MiG-31? Không quân Ukraine xuất kích ít hơn không quân Nga 20 lần. Ngoài ra, các máy bay tấn công của Ukraine được trang bị những quả bom đã lỗi thời và tên lửa không dẫn đường đang nhanh chóng cạn kiệt nguồn cung vũ khí. Mặc dù Ukraine tuyên bố đã bắn hạ một số tiêm kích Su-35 của Nga, nhưng con số này không đáng kể. Như Eurasia Times trước đó đưa tin, các tiêm kích tiên tiến của Nga như Su-30SM và Su-35 vẫn rất hiệu quả và có tính sát thương cao khi nhắm vào máy bay chiến đấu của Ukraine. Ngoài ra, các tiêm kích tiên tiến MiG-31 cũng nhận được sự chú ý từ dư luận và được đánh giá cao về khả năng chiến đấu. Russia đưa tin hồi tháng 11 rằng, chiến đấu cơ MiG-31 Falcon đã bắn hạ một số tiêm kích của Ukraine bằng tên lửa không đối không tầm xa Vampel R-37M. Không chỉ vậy, biến thể MiG-31K cũng có thể phóng các tên lửa siêu thanh Kinjal và các mục tiêu bên trong lãnh thổ Ukraine. Trái lại, Su-35 được triển khai cùng với Su-34 Full Black trên chiến trường để phóng các quả bom dẫn đường vào các mục tiêu của Ukraine, trong khi cả Su-35 và MiG-31 đều gây ra thách thức to lớn cho không quân Ukraine, thì dường như các phi công của Kiev thận trọng hơn với Su-35. Run rẩy vì sợ hãi, NATO tá hỏa hỏi tội Ukraine vì tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga. Các bạn thân mến, những cảnh báo và đe dọa mới nhất đang phản ánh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Nga và NATO. Rõ ràng, phương Tây cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine để kéo dài cuộc xung đột, nhưng họ lại lo sợ chính quyền Kiev sẽ giành chiến thắng. Bởi vì Tổng thống Putin đã đe dọa nhiều lần về điều mà họ lo sợ ngay từ đầu cuộc xung đột, đó là sự leo thang hạt nhân và cuộc xung đột này sẽ lan rộng ra châu Âu, nhất là trong bối cảnh chính quyền ông Zelensky liên tục có những cuộc tấn công liều lĩnh. Truyền thông địa phương cho biết, Bỉ lo ngại về các báo cáo cho rằng vũ khí họ gửi tới Kiev đã được sử dụng trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Brussels lo ngại về các báo cáo trên phương tiện truyền thông cho rằng vũ khí mà họ gửi đang được chế độ Kiev sử dụng để tiến hành các cuộc xâm nhập vào Nga. Một số hãng truyền thông của Bỉ đưa tin ngày 4 tháng 6, đồng thời cho biết thêm rằng chính phủ sẽ yêu cầu Ukraine giải thích chính thức về vấn đề này. Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Ludwig Dedonder và Ngoại trưởng Handia Hapit sẽ liên lạc với chính quyền Ukraine và yêu cầu làm rõ. Các tài liệu kèm theo mỗi lần vận chuyển vũ khí từ Bỉ tuyên bố rõ ràng rằng thiết bị quân sự chỉ có thể được phân phối cho các lực lượng vũ trang chính quy và chỉ được sử dụng để bảo vệ lãnh thổ Ukraine, chứ không được tấn công sang lãnh thổ nước khác, kể cả Nga. Do đó, những vũ khí này không được cấp phép cho các nhóm biệt lập có chương trình nghị sự nội bộ của Nga. Truyền thông Bỉ cũng mô tả quân đoàn tự do của Nga và quân đoàn tình nguyện Nga, hai nhóm chiến binh do Kiev hậu thuẫn được cho là sở hữu vũ khí phương Tây, là những nhóm có thành viên tân phát xít trong hàng ngũ của họ. Họ cho rằng quân đoàn tình nguyện Nga, viết tắt là RDK, và quân đoàn tự do Nga,
chịu trách nhiệm về một số cuộc xâm nhập vào lãnh thổ Nga hồi tháng 3 và tháng 5 năm 2023. Các bức ảnh và video do chiến binh công bố từ cuộc đột kích của chúng vào tháng trước, cũng như các hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố sau đó về các cuộc đụng độ với chiến binh, cho rằng các nhóm phá hoại của họ đã sử dụng phương tiện bọc thép của Mỹ và Ba Lan, cũng như súng trường tấn công của Bỉ và Séc. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc đột kích hồi tháng 5 kết thúc với việc lực lượng Nga tiêu diệt hơn 70 phần tử khủng bố Ukraine và phá hủy 4 phương tiện chiến đấu bọc thép, 5 xe bán tải. Theo các nhà chức trách Nga, vụ tấn công đã khiến một thường dân thiệt mạng và 12 người bị thương. Ngày 4 tháng 6, hai nhóm chiến binh đã tìm cách tiến hành một cuộc đột kích xuyên biên giới khác vào vùng Belgorod của Nga. Thống đốc vùng này cho biết, Bộ Quốc phòng sau đó cho rằng các chiến binh đã bị phân tán và đẩy lùi vào lãnh thổ Ukraine. Chúng ta đang thấy gì ở đây? Phương Tây lôi kéo chính quyền ông Zelensky bằng những lời mồi chài chắc nịch. Chỉ cần các bạn chiến đấu chống lại Nga, thì chúng tôi sẽ đảm bảo tương lai cho các bạn bằng cách viện trợ vũ khí và tiền bạc. Thế nhưng trên thực tế, chính NATO mới là bên mang nỗi sợ Nga lớn nhất. Đây chẳng phải là lý do khối quân sự này được thành lập hay sao, thưa quý vị? Trả lời phỏng vấn của tờ Wall Street Journal ngày 3 tháng 6, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố rằng một số nước NATO sợ Nga đến mức không muốn cho Ukraine gia nhập khối liên minh. Ông ấy nói rằng không biết liệu có đáng tham gia hội nghị thượng đỉnh tháng 7 ở Vilnius hay chăng nếu như Kiev không nhận được bất kỳ tín hiệu nào về quy chế của mình. Với câu hỏi liệu Ukraine có được cấp tín hiệu tích cực như vậy hay chăng, ông Zelensky thừa nhận rằng ông không biết. Trước đó một ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết chỉ có tư cách thành viên đầy đủ của NATO mới có thể thực sự bảo vệ Ukraine khi đất nước của ông tiếp tục tìm kiếm sự đảm bảo an ninh từ phương Tây. Ông Zelensky lập luận rằng các cam kết hiện có của thành viên NATO để bảo vệ lẫn nhau sẽ là sự đảm bảo an ninh tốt nhất cho Ukraine. Ông đang đề cập đến điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, quy định rằng một cuộc tấn công chống lại một thành viên của khối quân sự do Mỹ lãnh đạo sẽ được coi là cuộc tấn công chống lại tất cả họ. Đồng thời, nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận rằng nước ông khó có thể gia nhập NATO cho đến khi cuộc xung đột vũ trang với Nga kết thúc. Không phải vì chúng tôi không muốn, mà vì điều đó là không thể, ông nói. Tuyên bố của người đứng đầu chính quyền Kiev được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuần này gợi ý rằng Kiev có thể được cấp một số hình thức đảm bảo an ninh hữu hình mà không cần chính thức trở thành một phần của NATO. Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập Liên minh phương Tây vào tháng 9 năm 2022, viện dẫn chiến dịch quân sự do Moscow phát động ở quốc gia láng giềng vào đầu năm đó. Tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Tư rằng ông Zelensky đã nói với các đối tác phương Tây rằng ông sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva vào tháng 7, trừ khi khối này đưa ra những đảm bảo cụ thể cho Ukraine hoặc lộ trình trở thành thành viên. Nga coi việc NATO tiếp tục mở rộng về phía đông là mối đe dọa đối với an ninh của mình và viện dẫn viện trợ của các quốc gia thành viên cho Ukraine là một trong những lý do khiến nước này tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Moscow gần đây cho biết tính trung lập của Ukraine sẽ là một trong những yếu tố then chốt cho một nền hòa bình lâu dài. Các sự kiện gần đây cho thấy Ukraine đang tiến hành một cuộc chiến tranh ngầm trên lãnh thổ Nga và do đó họ có khả năng phải nhận đòn trả đũa từ Tổng thống Putin. Ngay từ tháng 4 năm 2022, các quan chức Ukraine đã phủ nhận rằng Kiev phải chịu trách nhiệm về vụ cháy kho nhiên liệu gần Belgorod và cho rằng những người ly khai Nga đang tìm cách thành lập một Cộng hòa Nhân dân Belgorod có thể gây ra vụ hỏa hoạn. Cuối tháng đó, các tỉnh biên giới Belgorod, Bryansk, Kursk và Voronezh của Nga đều nâng cao tình trạng báo động khủng bố. Các vụ nổ, hỏa hoạn và mất điện bắt đầu xảy ra ở khu vực biên giới. Gần đây, các tỉnh biên giới giáp Ukraine đã xảy ra các vụ hỏa hoạn gây lo sợ cho người dân địa phương. Sự tàn phá hầu như luôn được truyền thông Nga đưa tin là kết quả của các cuộc pháo kích hoặc không kích xuyên biên giới. Nhưng rõ ràng, cũng có những nhóm phá hoại hoạt động xuyên biên giới. Đã có sự phá hoại trong hệ thống đường sắt của cả Belarus và Nga. Cái gọi là đám cháy bí ẩn đã bùng phát ở Nga kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu. Viện nghiên cứu lực lượng hàng không vũ trụ Nga ở Tver phía tây bắc Moscow đã bị hỏa hoạn vào tháng 4 năm 2022 và một số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn đó. Một đám cháy lớn khác bùng phát vào ngày hôm sau tại một công viên hàng không vũ trụ cũng gần Moscow và tháng sau đó đã xảy ra các vụ cháy và nổ ngay tại chính Moscow. Vào tháng 8, một vụ đánh bom xe ở Moscow đã giết chết Daria Dugin, con gái của nhà triết học Nga Alexander Dugin, một đồng minh quan trọng của ông Putin. Những ngọn lửa bí ẩn tiếp tục cháy kể từ đó.
Trong khi đó, trở lại biên giới, người Ukraine ngày càng liều lĩnh hơn. Hồi tháng 3, các phương tiện truyền thông Nga đưa tin về những kẻ phá hoại ở Bryansk không chỉ cài chất nổ hay phóng hỏa, mà còn tham gia vào các cuộc đấu súng với cơ quan thực thi pháp luật địa phương và Rosgvardiya, lực lượng an ninh nội bộ, và bắt giữ con tin. Cuộc chiến trong bóng tối ngày càng trở nên nóng hơn. Tuy nhiên, điều đáng chú ý ở đây là Ukraine bị các đồng minh phương Tây trói tay, họ không thể hoạt động nghiêm túc trên đất Nga. Gerasimov và Putin có thể yên tâm bỏ qua các cuộc tấn công và đột kích dọc biên giới không gây ra mối đe dọa quân sự. Các cửa sổ bị vỡ ở Moscow thậm chí còn ít quan trọng hơn về mặt quân sự. Tuy nhiên, cuộc chiến trong bóng tối có thể tác động đến chính trị. Giới chuyên gia nhận định rằng áp lực nội bộ đối với ông Putin sẽ tăng lên do các hành động của Ukraine, rằng các tỉnh biên giới sẽ yêu cầu phòng thủ hiệu quả. Tổng thống Putin và tướng Gerasimov có vẻ sẽ ngồi yên và đợi người Ukraine tấn công vào bãi chiến trường đã được chuẩn bị kỹ lưỡng của họ. Tổng thống Zelensky và các tướng của ông, nếu thông minh, sẽ không làm thế, hoặc dù sao thì cũng không vội. Họ sẽ tiếp tục cuộc chiến trong bóng tối của mình, với hy vọng gây áp lực lên Putin và định hình cuộc chiến theo ý muốn của họ. Họ sẽ hy vọng nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn từ phương Tây. Chỉ cần một số vũ khí chủ chốt, đầu tiên trong số đó là tên lửa tầm xa chính xác Atax do Mỹ sản xuất, có thể giúp họ giành chiến thắng trong cuộc chiến, hoặc ít nhất là cuộc chiến giành cầu đất liền, vốn sẽ là một bước tiến lớn theo hướng đó. Ba Lan có Atax và có lẽ chỉ cần sự cho phép của Mỹ để gửi nó. Giới chuyên gia cho rằng một điều có thể buộc ông Zelensky phải ra tay là triển vọng Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào năm 2024. Điều đó có thể có nghĩa là sự ủng hộ của Mỹ sẽ ít hơn hoặc hoàn toàn không có trừ khi Ukraine chấp nhận các điều khoản đã được thống nhất giữa Trump và Putin. Điều này có thể sẽ giống như thất bại trước mắt người Ukraine. Một chiến thắng của ông Trump vào năm 2024 có thể buộc ông Zelensky phải tấn công ngay cả khi bất chấp tỷ lệ cược. Giới chuyên gia cũng cho rằng cuộc chiến của Zelensky là đã được kiểm soát và phần lớn từ Washington. Chính việc Mỹ khăng khăng cho rằng Ukraine không thể sử dụng vũ khí của Mỹ để chống lại Nga đã buộc người Ukraine phải tấn công và bẫy cầu đất liền, và điều này cho phép Nga bỏ qua 1.000 km biên giới của mình, tập trung lực lượng ở đó để gặp họ. Nhiều câu hỏi đặt ra liệu Nga có sử dụng vũ khí hạt nhân hay không? Rõ ràng, các lực lượng thông thường của Mỹ, nếu họ chọn hành động trực tiếp, có thể làm tê liệt nỗ lực chiến tranh của Nga trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng kho vũ khí hạt nhân của ông Putin thực tế đang gieo rắc nỗi sợ hãi vào Nhà Trắng và do đó buộc chính quyền Kiev phải chiến đấu với hai bàn tay bị trói. Nếu Zelensky có thể gửi một cuộc tấn công bọc thép thực sự vào Belgorod, thì ông ta sẽ phải rút quân phòng thủ khỏi cây cầu trên bộ hoặc tràn quân ra ngoài và chiếm một phần lớn phòng tuyến chính của Nga bên trong Ukraine. Nhưng ông ta không thể làm như vậy bởi vì các mối đe dọa hạt nhân của Tổng thống Nga Putin đang có sức ảnh hưởng rất lớn đối với Mỹ. NATO nên lo lắng, không phải ở trong hoặc gần Ukraine. Tổng thống Putin đang tập trung quân đội ở một nơi không ngờ đến. Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 7 tháng 5 cho thấy một cặp Tu-160 và hàng chục máy bay ném bom chiến lược Tu-95 tại căn cứ không quân Olenia. Mỗi chiếc đều có khả năng mang tên lửa hành trình lưỡng dụng, bao gồm vũ khí thông thường hoặc vũ khí hạt nhân. Bán đảo Kola của Nga nằm gần như hoàn toàn trong vòng Bắc Cực và cách Ukraine khoảng 1.300 dặm, tương đương với hơn 3.000 km. Tuy nhiên, trong tháng này, Điện Kremlin đã triển khai 16 máy bay ném bom chiến lược tới khu vực, có thể nhằm mục đích phô trương lực lượng sau khi Phần Lan gia nhập NATO. Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 7 tháng 5 cho thấy một cặp Tu-160 và hàng chục máy bay ném bom chiến lược Tu-95 tại căn cứ không quân Olenia. Mỗi chiếc đều có khả năng mang tên lửa hành trình lưỡng dụng, gồm vũ khí thông thường hoặc vũ khí hạt nhân. Chỉ cách 200 km từ các quốc gia thành viên NATO là Na Uy và Phần Lan. Căn cứ lần đầu tiên được tình báo Mỹ phát hiện vào năm 1957 và được cho là có chiều dài đường băng lên tới 3.350 m. Olenia trước đây phục vụ như một lĩnh vực triển khai tiền phương cho hàng không tầm xa và là một trong 9 cơ sở dàn dựng ở Bắc Cực cho các cuộc tấn công hạt nhân vào Mỹ. Trong những năm gần đây, cơ sở này là nơi sản xuất máy bay cánh quét siêu âm Tupolev Tu-22M, NATO định danh là Blackfire, máy bay ném bom tấn công trên biển và chiến lược tầm xa của Nga. Nga đã nỗ lực hết sức để đảm bảo khả năng phòng thủ của bán đảo Kola, bao gồm cả việc triển khai vào tháng 2 năm 2020 một cặp radar Resonat-N có khả năng phát hiện các mục tiêu siêu âm. Theo báo cáo từ truyền thông nhà nước Nga, các radar Resonat hoạt động ở dải tần mét và sử dụng nguyên lý cộng hưởng sóng,
cho phép phát hiện máy bay sử dụng công nghệ tàng hình, cũng như các mục tiêu siêu thanh bay ở tốc độ lên tới Mach 20. Radar cũng có khả năng phát hiện mục tiêu và phát tín hiệu xác định mục tiêu đối với các mục tiêu khí động học ở khoảng cách 600 km và cự ly 1.200 km đối với các mục tiêu đạn đạo ở độ bay cao lên tới 100 km. Sắc lệnh chấn động, Tổng thống Putin cho phép thâu tóm tài sản của các công ty phương Tây với giá rẻ. Các bạn thân mến, song song với những diễn biến khốc liệt trên chiến trường thì cuộc chiến về kinh tế giữa Nga và phương Tây cũng rất đáng chú ý. Một sắc lệnh mật của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho phép nhà nước và các công ty Nga thâu tóm tài sản của các công ty phương Tây với giá rẻ nếu họ bất phục tùng, chẳng hạn như có ý định rời Nga hoặc dừng trả lương cho người lao động. Như vậy, chỉ vừa mới ra tay, Tổng thống Putin đã khiến cả phương Tây điêu đứng. Ở lại không được mà rời đi cũng không xong. Họ sẽ phải làm gì với hơn 300 tỷ đô tài sản bị đóng băng của Nga ở các ngân hàng phương Tây đây? Tờ Financial Times dẫn các nguồn tin cho biết, sắc lệnh này được ký vào tuần trước, cho phép nhà nước Nga được quyền ưu tiên mua bất cứ tài sản nào tại Nga mà các công ty phương Tây đang giao bán, với giá chiết khấu sâu để có thể bán lại kiếm lời. Sắc lệnh cũng cho phép các công ty tư nhân của Nga mua rẻ tài sản của các công ty phương Tây, với điều kiện họ phải là công ty 100% vốn trong nước hoặc đang trong quá trình loại bỏ tất cả các cổ đông nước ngoài. Theo các tiêu chí trước đây, lần đầu tiên được công bố vào tháng 12 năm ngoái, các công ty phương Tây được yêu cầu giảm giá cho người mua Nga ít nhất 50% giá trị tài sản của họ ở Nga và đóng góp tự nguyện từ 5 đến 10% của giao dịch cho ngân sách Nga. Trong cuộc trò chuyện với Financial Times, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Putin, cho biết Nga luôn hoan nghênh các nhà đầu tư và công ty phương Tây, nhưng ông lưu ý rằng có những công ty phương Tây đang dừng trả lương hoàn toàn cho người lao động ở Nga hoặc quyết định bán tài sản để rời Nga. Nếu một công ty không thực hiện nghĩa vụ của mình, thì tất nhiên công ty đó sẽ bị xếp vào loại công ty bất phục tùng. Người Nga sẽ nói lời tạm biệt với những công ty đó và làm gì với tài sản sau đó là việc của họ. Thậm chí, Điện Kremlin đang thảo luận các biện pháp khắc nghiệt hơn, bao gồm quốc hữu hóa tài sản của các công ty phương Tây. Theo các nguồn tin, nhóm tư vấn kinh tế của Tổng thống Putin muốn sử dụng biện pháp đe dọa quốc hữu hóa như là một phần của cách tiếp cận cây gậy và củ cà rốt để trừng phạt các nước phương Tây đóng băng tài sản của Nga ở nước họ, đồng thời ưu ái cho những nước không trừng phạt Nga. Có lẽ quốc hữu hóa là điều tất yếu, chỉ là vấn đề thời gian, bởi vì chính phủ Nga cần củng cố tiềm lực kinh tế để tiếp tục duy trì cuộc chiến. Một số doanh nhân cho biết họ đã lên kế hoạch bán nhanh tài sản trước khi quá trình quốc hữu hóa ở Nga bắt đầu. Khi ấy, các công ty kinh doanh hàng hóa của phương Tây sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi Điện Kremlin đang muốn tăng đóng góp của doanh thu xuất khẩu cho ngân sách. Ngoài ra, các công ty công nghệ sẽ ít bị ảnh hưởng hơn vì chúng khó điều hành. Những người thân cận của Tổng thống Putin đã tranh luận về việc quốc hữu hóa các công ty phương Tây kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào năm ngoái. Nhưng cho đến nay, Nga chỉ sử dụng quyền lực đó trong trường hợp hiếm hoi. Ví dụ, hồi tháng 4, Moscow đã tiếp quản các công ty con tại đây của công ty năng lượng Fortum của Phần Lan và công ty năng lượng Uniper của Đức để đáp trả việc chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản của Nga ở nước ngoài. Mới đây nhất vào hôm 14 tháng 6, Viện Nghiên cứu và Phát triển Động cơ và Ô tô Trung ương Nga, viết tắt là NAMI, thông báo đã thâu tóm 100% cổ phần ở nhà máy sản xuất hệ thống chống bó phanh và các hệ thống khác cho ô tô ở Nga mà trước đây thuộc sở hữu của tập đoàn công nghệ Robert Bosch của Đức. Mức giá cho giao dịch này không được tiết lộ, nhưng kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra, NAMI thường mua lại tài sản của các công ty phương Tây ở Nga với mức giá tượng trưng. Chẳng hạn, NAMI đã mua 68% cổ phần mà hãng xe Renault của Pháp nắm giữ ở nhà máy sản xuất ô tô Avtovaz của Nga với giá là 1 rúp. Nhưng Renault được quyền chọn mua lại số cổ phần này trong tương lai. Khi quyết định có nên mở rộng quyền hạn quốc hữu hóa như vậy cho hàng nghìn công ty phương Tây khác hay không, Điện Kremlin sẽ theo dõi điều gì xảy ra với khoảng 324 tỷ đô la tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị đóng băng ở phương Tây. Các quan chức kinh tế của Nga đang lo lắng về việc mất đi vai trò quan trọng mà các doanh nghiệp phương Tây vẫn tiếp tục đóng góp trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế đất nước. Trong khi đó, Điện Kremlin sốt sắng tìm kiếm các nguồn thu nhập mới cho ngân sách trong bối cảnh doanh thu từ xuất khẩu năng lượng giảm
và chi tiêu quân sự thì tăng vọt, khiến thâm hụt ngân sách lên tới 42 tỷ đô la từ đầu năm nay. Các nguồn tin cho biết, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina muốn hạn chế tình trạng các công ty phương Tây rời Nga. Ngân hàng Trung ương Nga lo ngại dòng vốn nước ngoài tháo chạy có thể làm suy yếu đồng rúp và hạn chế các lựa chọn cho các nhà đầu tư Nga. Nhưng Bộ trưởng Tài chính Nga Anatoly Siluanov ủng hộ các công ty phương Tây rời Nga nếu như điều này có thể giúp cải thiện nguồn thu cho ngân sách. Các quy tắc theo sắc lệnh mới của Tổng thống Putin cũng yêu cầu chủ sở hữu mới đối với tài sản của các công ty phương Tây phải niêm yết 20% tài sản trên thị trường chứng khoán Nga, một động thái mà bà Nabiullina cho là cần thiết để cung cấp cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ của nước này nhiều phương án hơn để đầu tư. Nhìn chung, giới chức trách Nga không muốn các công ty phương Tây rời đi. Ngược lại, họ muốn việc rời khỏi Nga trở nên phức tạp hơn. Những gì mà họ muốn là khuyến khích các công ty phương Tây cư xử đúng đắn. 37 quốc gia đã áp đặt cấm vận kinh tế đối với Nga, một quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử, kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại quốc gia láng giềng vào tháng 2 năm ngoái. Khi ấy, phương Tây kỳ vọng khiến Nga sốc và sợ hãi, tuy nhiên, Moscow nhanh chóng đổi hướng theo cách rất ngoạn mục. Các biện pháp trừng phạt bao gồm tài chính, năng lượng, công nghệ, du lịch, vận tải, hệ thống điện tử hàng không và hàng hóa nhằm vào một trong 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, áp lực kinh tế đối với Nga không quá lớn như các chiến dịch trừng phạt chống chiến tranh trước đây, chẳng hạn như lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào Iraq. Một năm sau khi áp đặt, cấm vận đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Nga và triển vọng tăng trưởng trong tương lai của nước này. Nhưng chúng lại không gây ra sự sụp đổ của nền kinh tế hay là giúp chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Các biện pháp trừng phạt chống lại Moscow được kỳ vọng, như một quan chức của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ từng nói, như một hình thức gây sốc và sợ hãi về kinh tế. Sau giai đoạn khó khăn tài chính ngắn ngủi, Nga đã định tuyến lại phần lớn hoạt động thương mại của mình sang các nền kinh tế châu Á và vượt qua được tác động từ các lệnh trừng phạt ban đầu. Nhiều ý kiến cho rằng sự thống trị của đồng đô la Mỹ tạo điều kiện thuận lợi cho các biện pháp trừng phạt tài chính của phương Tây. Nhưng chính những kết quả khác nhau của chiến dịch kinh tế chống lại Nga chứng tỏ rằng một xu hướng đối kháng mạnh mẽ hầu như không được chú ý. Đó là sự trỗi dậy của những thế lực thương mại châu Á với tư cách là nhân tố tạo điều kiện cho hoạt động chuyển hướng thương mại của Moscow giúp giảm tác động từ cấm vận của phương Tây. Chiến dịch trừng phạt năm 2022 chống lại Nga đã phơi bày những hậu quả chiến lược của sự thay đổi này. Vào năm 2021, các nền kinh tế châu Á chiếm 39% GDP danh nghĩa toàn cầu, khiến khu vực này trở thành lục địa có quy mô kinh tế lớn nhất thế giới. Châu Á ngày nay chiếm tới 3/4 chỉ số trên, với Trung Quốc và Ấn Độ chiếm một nửa tổng mức tăng trưởng GDP toàn cầu hàng năm. Các nền kinh tế châu Á đã đóng vai trò là điểm đến thay thế cho hàng xuất khẩu của Nga cũng như các nguồn nhập khẩu mới, liên kết thương mại với Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, các quốc gia vùng vịnh và các nước Trung Á đã thúc đẩy kinh tế Nga tăng trưởng. Thương mại song phương giữa Nga và Trung Quốc tăng 29% vào năm 2022 và 39% trong quý đầu năm 2023. Con số này chỉ có thể đạt 237 tỷ đô vào cuối năm 2023. Năm 2022, thương mại của Nga với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tăng 68%, trong khi thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ tăng 87%. Thương mại Nga-Ấn tăng 205% lên 40 tỷ đô. Chuyển hướng xuất khẩu đã là phao cứu sinh cho ngành công nghiệp năng lượng của Nga với doanh thu vốn chiếm một phần lớn trong thu ngân sách của nước này. Vào tháng 1 năm 2022, các nước châu Âu đã nhập khẩu 1,3 triệu thùng dầu mỗi ngày của Nga, trong khi các khách hàng châu Á mua 1,2 triệu thùng. Đến tháng 1 năm 2023, doanh số bán hàng của Nga sang châu Âu đã giảm xuống dưới 100.000 thùng mỗi ngày, thế nhưng xuất khẩu sang châu Á đã tăng lên 2,8 triệu thùng. Nhu cầu của châu Á đã thay thế nhiều hơn cho sự sụt giảm xuất khẩu dầu sang châu Âu. Ấn Độ trở thành khách hàng mua dầu thô vận chuyển bằng đường biển lớn nhất của Nga khi mua hơn 1,4 triệu thùng mỗi ngày kể từ đầu năm 2023. Các nhà nhập khẩu Trung Quốc cũng không kém cạnh, mua từ 800.000 đến 1,2 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2022. Trong một năm, Ấn Độ, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia vùng vịnh đã thay thế hoàn toàn nhu cầu của châu Âu đối với xuất khẩu dầu của Nga. Các nhà xuất khẩu châu Á cũng đã lấp đầy một phần khoảng trống do các nhà cung cấp thiết bị sản xuất tiên tiến và công nghệ cao của phương Tây để lại.
các công ty Trung Quốc hiện chiếm 40% doanh số bán ô tô mới và 70% doanh số điện thoại thông minh ở Nga. Việc phương Tây rút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành công nghiệp ô tô trong nước. Nga đã chuyển sang nhập khẩu ô tô châu Âu và Nhật Bản đã qua sử dụng thông qua các nước thứ ba, trong đó ô tô mới chủ yếu đến từ Trung Quốc. Các đối tác thương mại của Nga trong Liên minh Kinh tế Á-Âu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bỏ qua các hạn chế xuất khẩu công nghệ. Các nền kinh tế Trung Á đang hoạt động tích cực như các đường dẫn nhập khẩu song song và thương mại quá cảnh, trong đó đáng chú ý là nhập khẩu máy móc và các sản phẩm hóa chất. Bằng cách đóng vai trò là nhà cung cấp thay thế cho nền kinh tế Nga, cũng như với tư cách là khách hàng mới quan trọng cho hàng hóa và là người định giá cho xuất khẩu dầu của Nga trên thị trường toàn cầu, các nền kinh tế châu Á đã giúp làm giảm đáng kể tác động của các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Do đó, sức mạnh thương mại của châu Á trong việc giảm thiểu tác động của cấm vận đối với Nga chủ yếu thuộc về Trung Quốc và Ấn Độ, bên cạnh một số nền kinh tế Trung Đông và Trung Á. Những thực tế địa kinh tế này dường như sẽ làm phức tạp thêm việc sử dụng các biện pháp trừng phạt của phương Tây trong tương lai. Không chỉ dừng lại ở đó, Liên minh châu Âu còn mất kiên nhẫn khi Moscow kiếm hàng tỷ đô từ ngân hàng châu Âu. EU vô cùng tức giận trước việc Nga kiếm được hàng tỷ đô từ các công ty và ngân hàng phương Tây. Với việc áp đặt vô số biện pháp trừng phạt kinh tế quy mô lớn trong hơn một năm, tạo ra làn sóng doanh nghiệp nước ngoài rời đi lớn chưa từng có. Nhưng đáng ngạc nhiên khi nhiều công ty và ngân hàng phương Tây, bao gồm cả các công ty châu Âu, vẫn tiếp tục làm việc tại nước này và nộp thuế cho ngân sách Nga. Với những gì diễn ra, các chính trị gia EU vô cùng bất bình trước thực tế này. Liên minh châu Âu đang mất kiên nhẫn với các ngân hàng của khối vẫn đang hoạt động trên lãnh thổ Nga. Một quan chức cấp cao của Ngân hàng Trung ương châu Âu thậm chí đang công khai gây áp lực buộc các tổ chức tín dụng như vậy phải rời đi. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu ngân hàng phương Tây tiếp tục kinh doanh ở Nga, đồng thời giới truyền thông biết rằng chỉ có một số ít ngân hàng rời đi sau khi bắt đầu cuộc xung đột tại Ukraine. Không chỉ vậy, các quan chức EU rất không hài lòng sau khi có thông tin cho rằng hơn 100 công ty lớn nhất của phương Tây đã nộp gần 288 tỷ rúp tiền thuế doanh nghiệp vào ngân sách Nga trong năm 2022. Quốc gia ICC tuyên bố phản lại tổ chức việc bắt giữ Putin vì sợ tuyên chiến với Nga. Các bạn thân mến, người Nga đã nói rằng, tôi rất muốn chứng kiến khoảnh khắc một quốc gia bắt giữ Tổng thống Putin theo phán quyết của Tòa án Hình sự Quốc tế, vì chỉ vài phút sau đó, tên lửa sẽ bay tới thủ đô của họ. Bắt nguyên thủ một cường quốc hạt nhân chưa bao giờ là quyết định sáng suốt, và Nam Phi, thành viên của ICC, thừa hiểu điều này. Cái họ cần quan tâm bây giờ là làm sao để hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra suôn sẻ vào cuối tháng 8, từ đó khối sẽ được mở rộng và nhiều dư địa phát triển hơn. Quan chức Nam Phi khẳng định, nước này sẽ không bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thượng đỉnh BRICS theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, vì không muốn tuyên chiến với Moscow. Bà Kubuzo Isefni, Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Nam Phi nói khi đề cập đến tuyên bố của ông Dmitry Medvedev rằng Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga đã chỉ ra rằng bất kỳ quốc gia nào bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin đều sẽ là tuyên chiến. Tôi không nghĩ đất nước chúng tôi muốn tuyên chiến với Nga. Vào thời điểm đó, ông Medvedev nói rằng nếu Tổng thống Putin bị bắt bởi một quốc gia nào thì Nga sẽ coi đó là lời tuyên chiến. Khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz công khai tuyên bố sẽ thực thi lệnh bắt ông Putin, ông Medvedev cảnh báo Moscow sẽ dùng mọi phương tiện sẵn có để nhắm vào Quốc hội, văn phòng Thủ tướng Đức nếu xảy ra tình huống như vậy. Chúng ta biết rằng Tòa án Hình sự Quốc tế ICC ngày 17 tháng 3 đã ban hành chát bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ủy viên Tổng thống về quyền trẻ em tại Nga Lova Belova, với cáo buộc có liên quan đến việc trục xuất bất hợp pháp trẻ em Ukraine từ các khu vực của Ukraine sang Nga. Theo lý thuyết, ICC yêu cầu 123 thành viên, trong đó có Nam Phi, cần bắt giữ Tổng thống Nga và giao nộp ông đến Den Haag để xét xử nếu ông đặt chân đến lãnh thổ của các nước này. Nam Phi đã ký kết quy chế Rome vào năm 2002, nên có nghĩa vụ thi hành các lệnh bắt giữ của ICC dưới tư cách là một thành viên. Trong khi đó, Nga kịch liệt phản đối quyết định của ICC đối với nhà lãnh đạo Putin. Moscow tuyên bố không là thành viên của ICC và không công nhận quyền thực thi pháp lý của tòa án này, cũng như coi tất cả các tuyên bố chính thức của cơ quan trên là không có giá trị và không có hiệu lực về mặt pháp lý. Nam Phi sẽ là nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS năm 2023.
Trong đó, các nhà lãnh đạo của các nền kinh tế mới nổi lớn nhất thế giới, bao gồm Nga, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc sẽ gặp nhau và thảo luận. Nếu Tổng thống Putin trực tiếp dự hội nghị thượng đỉnh BRICS, lệnh bắt từ ICC sẽ đặt Nam Phi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan về ngoại giao, vì họ vừa là thành viên của cơ quan này, vừa có mối quan hệ đối tác thân thiết với Nga từ thời Liên Xô. Gần đây, Bộ Ngoại giao Nam Phi đã thông báo cấp quyền miễn trừ ngoại giao cho tất cả các lãnh đạo tham dự thượng đỉnh BRICS vào tháng 8. Động thái này đồng nghĩa rằng Tổng thống Nga Putin có thể tới Johannesburg mà không lo ngại bị bắt giữ. Hiện chưa rõ ông Putin có tham dự trực tiếp thượng đỉnh BRICS hay không. Ngày 30 tháng 5, khi được hỏi về vấn đề này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga rất coi trọng việc phát triển khối BRICS và Nga sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh này ở cấp độ phù hợp. Nói như vậy để thấy, ICC chưa bao giờ là cơ quan của công lý. Chính xác hơn, tòa án này luôn thiên vị và chọn lọc trong các quyết định của mình về việc sẽ truy tố ai. Được thành lập và hỗ trợ chủ yếu bởi các cường quốc phương Tây ngoại trừ Mỹ trong thời kỳ chủ nghĩa can thiệp nhân đạo dâng cao, ICC có xu hướng phản ánh lợi ích của các nhà tài trợ. Và cũng không mấy ngạc nhiên khi rất nhiều quốc gia lớn từ Nga, Mỹ đến Trung Quốc, Ấn Độ và giờ là Nam Phi từ lâu đã từ chối công nhận thẩm quyền của ICC, phủ nhận các giả định kiêu ngạo của họ về quyền truy tố đối với công dân của mọi quốc gia là mối đe dọa đối với chủ quyền và luật pháp của quốc gia họ. Nhưng ngay cả khi, vào một thời điểm nào đó trong tương lai, Tổng thống Nga Putin có thể đặt chân đến một trong số 123 quốc gia hiện đã công nhận quyền hạn của ICC, thì không lệnh bắt giữ nào được tin là có thể diễn ra trên thực tế. Thời điểm ấy sắp đến, mối quan tâm của giới quan sát địa chính trị đang ngả về Nam Phi với hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi. Đây cũng là vấn đề khiến phương Tây phải đau đầu suy tính. BRICS mở rộng và thông điệp với phương Tây. Chúng ta biết rằng Ả Rập Xê Út đang đàm phán về việc gia nhập Ngân hàng Phát triển mới, gọi tắt là NDB, một bước đệm để quốc gia này chính thức gia nhập khối các nền kinh tế mới nổi BRICS, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Và nếu điều này trở thành hiện thực, sẽ củng cố một xu hướng địa chính trị mới, đồng thời nhắc nhở Hoa Kỳ về ảnh hưởng đang giảm dần của họ. Ả Rập Xê Út đang đàm phán để gia nhập Ngân hàng BRICS với tư cách là thành viên thứ 9. Ngân hàng NDB được các quốc gia BRICS thành lập trên cơ sở thỏa thuận liên chính phủ, được ký kết tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 6 ở Fortaleza vào tháng 7 năm 2014. Mục tiêu của ngân hàng là tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng, dự án phát triển bền vững ở các quốc gia thành viên BRICS và các nước đang phát triển. Năm 2021, NDB đã kết nạp Bangladesh, Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Uruguay làm thành viên mới. Tất cả các nước trên, ngoại trừ Uruguay, đã chính thức trở thành thành viên của NDB sau khi gửi đơn gia nhập của họ. Việc mở rộng tư cách thành viên cho Riyadh sẽ báo hiệu sự quan tâm của NDB trong việc thách thức vai trò vốn từ trước đến nay là độc quyền của phương Tây đối với các tổ chức tài chính toàn cầu, đồng thời đưa BRICS trở thành đối trọng với câu lạc bộ các nước giàu, chẳng hạn như G7, trở thành một cấu trúc quyền lực mới, đặc biệt là ở Nam Bán Cầu. Sức mạnh tài chính của Ả Rập Xê Út sẽ mang lại cho ngân hàng của BRICS vai trò nổi bật hơn trong tài trợ đa phương, phù hợp với kế hoạch của nhóm nhằm tạo ra các cấu trúc tài chính thay thế không bị chi phối bởi Washington. Các nhà phê bình thường chỉ ra rằng hai cấu trúc tài chính lớn nhất hiện nay là Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới World Bank. Cho đến nay vẫn thiếu tính đại diện cho các nước Nam bán cầu trong quá trình ra quyết định, đồng thời gần như bị chi phối bởi các mục tiêu chính sách đối ngoại của phương Tây. Trong bối cảnh đó, việc Ả Rập Xê Út gia nhập BRICS sẽ gửi đi một thông điệp rằng các thành viên hiện tại và tương lai của họ có thể sẽ tìm kiếm các cấu trúc thay thế về quản trị và tài chính toàn cầu. Phương Tây dường như đã lưu tâm đến sức mạnh ngày càng đáng kể của các quốc gia Nam bán cầu. Bằng chứng là Nhật Bản, trong vai trò chủ tịch G7 năm nay, đã mời Ấn Độ, Brazil, Liên minh châu Phi, Việt Nam, Indonesia và Hàn Quốc tới dự hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào tháng 5 vừa qua. Giống như các thành viên của BRICS hiện tại, Ả Rập Xê Út trung lập trong mọi cuộc xung đột Nga-Ukraine. Đây chính là chất keo gắn kết bền vững nhất. Một yếu tố đằng sau thái độ này là các quốc gia BRICS phần lớn đồng thuận với nguyên tắc được hình thành sau Thế chiến thứ hai về sự tôn nghiêm của biên giới và chủ quyền quốc gia. Các quốc gia thành viên BRICS cũng khác biệt rõ rệt so với các đối tác phương Tây G7 khi họ đề cao nguyên tắc không can thiệp vào vấn đề nội bộ của nhau,
vì tất cả các nước thành viên BRICS đều hoạt động dưới các loại chế độ rất khác nhau và không bình luận về chính trị trong nước lẫn nhau. Về mặt chính trị, có thể nói đây là chất keo giữ BRICS gắn kết được với nhau. Ả Rập Xê Út gia nhập BRICS sẽ củng cố xu hướng địa chính trị này, đồng thời nhắc nhở Washington về ảnh hưởng đang giảm dần của họ. Bất chấp chuyến đi của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Ả Rập Xê Út vào năm ngoái để thuyết phục vương quốc này tăng sản lượng dầu, bù đắp giá năng lượng toàn cầu tăng cao, Ả Rập Xê Út đã làm điều ngược lại. Quyết định đó được Riyadh biện minh bằng những mục tiêu kinh tế, nhưng chắc chắn đã mang lại lợi ích cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời được coi là một cách để ngăn Riyadh không bị đặt trong vòng ảnh hưởng của các chính sách mà Mỹ áp dụng với Nga và Trung Quốc. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm nay, Bộ trưởng Tài chính Ả Rập Xê Út Mohammed Al-Jadan cho biết các khoản tài trợ ở nước ngoài của Ả Rập Xê Út giờ đây sẽ đi kèm với các ràng buộc. Nó sẽ gắn liền với yêu cầu về cải cách kinh tế ở các nước tiếp nhận. Do đó, tư cách thành viên BRICS của Ả Rập Xê Út sẽ mang lại cho vương quốc này một chỗ ngồi trên bàn khi nhóm này tìm cách định hình lại cán cân quyền lực tài chính toàn cầu. Ở trong nước và thời điểm vương quốc đang có kế hoạch đa dạng hóa nền kinh tế, mở rộng thuế và giảm khu vực công hào phóng, tư cách thành viên BRICS sẽ cung cấp một nền tảng để mang lại một cách tiếp cận mới đối với nguồn tài trợ bên ngoài có trách nhiệm và thận trọng. Trung Quốc có thể đã và sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tiến trình gia nhập BRICS của Ả Rập Xê Út. Vào tháng 3 vừa qua, Ả Rập Xê Út đã tham gia Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO với tư cách là đối tác đối thoại và đang tích cực đàm phán với Trung Quốc để thực hiện các giao dịch liên quan đến dầu mỏ bằng đồng nhân dân tệ. Các quốc gia BRICS cũng muốn thúc đẩy các sáng kiến phi đô la hóa như một hình thức bảo hiểm rủi ro trong bối cảnh Mỹ vũ khí hóa hệ thống tài chính thống trị toàn cầu bằng đô la. Sau khi nhậm chức Chủ tịch NDB vào tháng 3, Dilma Rousseff, cựu Tổng thống Brazil đã nhấn mạnh, chiến lược tương lai của ngân hàng là tài trợ cho các dự án của nhóm bằng đồng nội tệ để nuôi dưỡng thị trường trong nước và bảo vệ người vay khỏi những biến động tỷ giá hối đoái khiến tiền của họ dễ bị bốc hơi. Ngay cả khi thế giới theo dõi những diễn biến này với sự quan tâm hay lo lắng, thì phương Tây nên hiểu khả năng mở rộng BRICS như một thông điệp rằng họ không thể tiếp tục ủng hộ một trật tự địa chính trị quốc tế hoặc hệ thống tài chính toàn cầu, trong khi phương Tây vẫn tìm cách duy trì sự độc quyền trong các tổ chức này. Quả thực, Mỹ đã tính toán sai lầm khi dùng đô la để tấn công Nga bởi thái độ của nhiều quốc gia trên thế giới đối với đồng đô la Mỹ đã thay đổi đáng kể theo chiều hướng tồi tệ hơn. Brazil và Trung Quốc gần đây đã tạo được thỏa thuận sẽ loại bỏ đồng đô la trong các giao dịch thương mại song phương. Hồi tháng 4, Ấn Độ và Malaysia cũng nhất trí tăng cường sử dụng đồng rúp giữa hai nước. Ngay cả một đồng minh lâu năm của Mỹ là Pháp cũng bắt đầu tiến hành các hoạt động thanh toán bằng đồng nhân dân tệ. Như vậy, một phần cộng đồng thế giới đang quay lưng với đồng tiền quốc gia của Hoa Kỳ. Ý kiến này được chia sẻ bởi các nhà phân tích tài chính phương Tây Michael Zarisco và Russ Carson trong một bài viết đăng trên ấn phẩm của Today. Các chuyên gia tiền tệ cảnh giác với việc trở nên giống như Cassandra, nhân vật trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, được ban tặng khả năng nhìn thấy tương lai nhưng không ai tin tưởng, khi đã nhiều lần dự đoán về sự sụp đổ sắp xảy ra của đồng đô la. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới giải thích sự cần thiết của phi đô la hóa bằng cách nói rằng Hoa Kỳ đã biến tiền tệ của mình thành vũ khí. Điều này thường được nói đến nhiều nhất ở Nga, quốc gia mà Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt và đóng băng dự trữ ngoại hối của đất nước. Kết quả là Mỹ đang phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan, ngày càng phụ thuộc vào đồng đô la trong các cuộc chiến địa chính trị. Washington không chỉ có nguy cơ làm suy yếu sự thống trị của đồng tiền chung trên thị trường thế giới, mà cuối cùng họ sẽ mất khả năng gây ảnh hưởng đến địa chính trị toàn cầu. Các quốc gia đã phải chịu đựng trong nhiều thập kỷ sự thống trị của đồng bạc xanh. Việc sử dụng vô số biện pháp trừng phạt mạnh mẽ và mở rộng hơn trong những năm gần đây đã làm trầm trọng thêm sự khó chịu này. Nhiều quan chức Hoa Kỳ phủ nhận mối nguy hiểm đối với đồng đô la. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, tiếng chống phi đô la hóa ngày càng vang lên mạnh mẽ hơn. Tín hiệu rõ ràng nhất là từ khối kinh tế BRICS đứng đầu là Nga và Trung Quốc. Như vậy phải thừa nhận rằng Mỹ đã tính toán sai khi dùng đồng đô la làm vũ khí tấn công Moscow. Suy cho cùng, Washington đã đưa ra một quyết định thiếu sáng suốt khi sử dụng đồng đô la như một vũ khí và điều này có thể sẽ gây ra những hậu quả lâu dài. Sự dối trá của Mỹ phải trả giá đắt, châu Âu sẽ bị Nga nhấn chìm trong nền hòa bình lạnh. Các bạn thân mến, cán cân hạt nhân giữa Nga và Mỹ đang ngang ngửa nhau.
nhưng các chính trị gia đương nhiệm của Washington lại kích hoạt một cuộc chiến tranh hạt nhân giữa các cường quốc, trong khi vẫn cáo buộc Nga đặt vũ khí hạt nhân ở Belarus là hành vi gây ra thảm họa cho trái đất, thì Hoa Kỳ lại cất giấu vô số vũ khí hủy diệt hàng loạt ở châu Âu và coi lục địa già như bãi thử vũ khí hạt nhân của riêng mình. Điều này khiến Liên bang Nga tức giận. An ninh và ổn định toàn cầu đang đặt trước nguy cơ cực kỳ bất ổn. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm công bố một báo cáo quan trọng rằng các quốc gia đang đầu tư nhiều hơn vào kho vũ khí hạt nhân khi quan hệ địa chính trị xấu đi. Có 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, bao gồm Hoa Kỳ, Nga, Vương quốc Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Triều Tiên và Israel. Họ tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân và triển khai một số vũ khí hạt nhân mới. Trong bối cảnh mối quan hệ quốc tế đang xấu đi, ước tính toàn cầu hiện có khoảng 12.512 đầu đạn hạt nhân, trong đó 9.576 đầu đạn nằm trong kho dự trữ quân sự sẵn sàng sử dụng, tăng 86 đầu đạn so với một năm trước. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, sự gia tăng này chấm dứt thời kỳ số lượng vũ khí hạt nhân trên thế giới giảm dần sau chiến tranh lạnh kết thúc. Viện nghiên cứu này lưu ý, Trung Quốc hiện nắm giữ 60 đầu đạn hạt nhân mới, theo sau là Nga với 12 đầu đạn mới, Pakistan và Triều Tiên cũng thêm 5 đầu đạn, Ấn Độ thêm 4 đầu đạn. Nghiên cứu cũng chỉ ra, Nga và Mỹ cùng nhau vẫn chiếm gần 90% tổng số vũ khí hạt nhân trên toàn cầu. Ngoài vũ khí hạt nhân có thể sử dụng được, mỗi cường quốc còn nắm giữ hơn 1.000 đầu đạn trước đây đã ngừng phục vụ trong quân đội và đang dần bị loại bỏ. Có một điều rất nghịch lý rằng, mặc dù liên tục lên án Nga triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus, nhưng Mỹ lại đặt vô số vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của các đồng minh châu Âu trong nhiều thập kỷ. Sự dối trá và tiêu chuẩn kép này đang đẩy cả lục địa già và nguy cơ leo thang căng thẳng với Liên bang Nga. Kể cả không có chiến tranh, thì châu Âu vẫn sẽ bị Nga nhấn chìm trong cái gọi là nền hòa bình lạnh. Việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân đến Belarus trong bối cảnh các thỏa thuận kiểm soát vũ khí toàn cầu đang lần lượt sụp đổ là câu trả lời cho sự hiện diện ngày một tăng của khối quân sự NATO gần biên giới Nga, nhưng được cho là có tác động hạn chế đến thế cân bằng chiến lược ở châu Âu. Cái lý của Nga và Belarus. Tháng 5 năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và người đồng cấp Belarus Viktor Kremlin đã ký văn kiện về việc triển khai vũ khí hạt nhân của Nga trên lãnh thổ Belarus theo thỏa thuận mà Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đạt được trước đó. Tổng thống Putin khẳng định, động thái của Moscow không vi phạm các cam kết về không phổ biến vũ khí hạt nhân và quyết định này tương tự như những gì Mỹ đã thực hiện. Từ lâu, họ đã triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ đồng minh. Chúng tôi sẽ làm điều tương tự mà không vi phạm các nghĩa vụ quốc tế về việc không phổ biến vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu nhấn mạnh, Moscow và Minsk buộc phải đưa ra quyết định nêu trên nhằm đối phó trước sự leo thang cực kỳ nghiêm trọng của các mối đe dọa ở biên giới phía Tây của cả hai quốc gia, cũng như việc Anh chuyển đạn chứa uranium nghèo cho Ukraine. Ông Shoigu nêu rõ, các biện pháp mà hai nước đưa ra tuân thủ tất cả các nghĩa vụ pháp lý quốc tế hiện có. Từ Minsk, Tổng thống Belarus Lukashenko ngày 26 tháng 5 xác nhận việc triển khai vũ khí theo thỏa thuận với Nga đã bắt đầu. Ông Lukashenko từng bày tỏ quan ngại phương Tây âm mưu xâm chiếm Belarus và tin việc Moscow bố trí vũ khí hạt nhân sẽ giúp Minsk bảo vệ đất nước. Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Belarus Alexander Volfovich hôm 25 tháng 8 đánh giá, vũ khí hạt nhân là một trong những công cụ răn đe chiến lược về mặt quân sự và phương Tây khiến Belarus không còn lựa chọn nào khác. Ông Volfovich thông tin, vũ khí hạt nhân đã được rút khỏi lãnh thổ Belarus sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, khi Mỹ đưa ra các đảm bảo an ninh và không áp lệnh trừng phạt. Giờ đây, mọi thứ đã bị xóa bỏ, mọi lời hứa từng được đưa ra đều đã biến mất mãi mãi. Ông Volfovich nói, nhắc đến bản ghi nhớ Budapest cùng các thỏa thuận mà Belarus cũng như Ukraine và Kazakhstan đạt được với Mỹ, Anh và Nga khi họ quyết định từ bỏ vũ khí hạt nhân thừa hưởng từ Liên Xô vào đầu những năm 1990. Liên Xô có khoảng 35.000 đến 45.000 đầu đạn hạt nhân ngay trước khi sụp đổ. Trong số này, 3.200 đầu đạn được triển khai tại Ukraine, Kazakhstan và Belarus. Một thống kê của sáng kiến về mối nguy hạt nhân tiết lộ, có đến 81 xe phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa RT-2PM Topol đồn trú ở Belarus trước khi Liên Xô tan rã, nhưng chúng đều được bàn giao sang Nga trước năm 1996.
Ở nửa phía Tây châu Âu, sự sụp đổ của Liên Xô không khiến Mỹ rút vũ khí hạt nhân về nước. Bất chấp lời kêu gọi của Nga, Mỹ và đồng minh NATO rất kín tiếng về số lượng chính xác vũ khí hạt nhân được lưu trữ trong các kho châu Âu. Trung tâm Kiểm soát và Không phổ biến vũ khí ước tính khoảng 100 quả bom hạt nhân của Mỹ cất giữ tại 6 căn cứ NATO trên lãnh thổ 5 quốc gia thành viên là Bỉ, Đức, Italy, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ từ giữa thập niên 1950. Hầu hết vũ khí hạt nhân Mỹ ở châu Âu là bom trọng lực B-61 triển khai từ oanh tạc cơ. Cuối năm ngoái, Mỹ đã tăng tốc kế hoạch đưa bom B-61-12 nâng cấp đến châu Âu để thay thế những quả bom cũ. Các thỏa thuận quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân cấm chuyển giao vũ khí cho nước ngoài, nhưng không cấm triển khai chúng trên lãnh thổ quốc gia khác nếu quốc gia sở hữu những vũ khí đó, duy trì quyền kiểm soát toàn diện. Mỹ đang dùng logic này để giải thích lý do họ đưa vũ khí hạt nhân tới châu Âu. Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, vũ khí hạt nhân Mỹ ở châu Âu được cất giữ trong các hầm ngầm thuộc hệ thống an ninh và lưu trữ vũ khí, và chỉ Mỹ mới có thể sử dụng mã bảo mật để đưa chúng vào tình trạng tác chiến trên những chiếc máy bay được chỉ định của NATO. Với cách tiếp cận tương tự, Moscow khẳng định họ kiểm soát toàn diện vũ khí hạt nhân được triển khai trên lãnh thổ Belarus. Thế trận hạt nhân châu Âu khó bị đảo lộn. Ngoài Mỹ, còn ít nhất hai quốc gia NATO khác ở châu Âu là Anh và Pháp cũng sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong đó, kho vũ khí hạt nhân của Pháp lớn thứ hai NATO với khoảng 290 đầu đạn. Hầu hết chúng được triển khai trên tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Le Triomphant hoặc gắn trên tên lửa hành trình phóng từ máy bay. Còn Anh đang sở hữu 225 đầu đạn hạt nhân, có thể khai hỏa từ 4 tàu ngầm Vanguard. Những năm qua, không ít chính trị gia phương Tây đặt dấu hỏi về sự cần thiết của vũ khí hạt nhân Mỹ ở châu Âu và kêu gọi Washington rút chúng về nước. Tuy nhiên, Mỹ vẫn giữ chúng lại như một biểu tượng vững chắc về cam kết bảo vệ đồng minh. Ngoài ra, giới quan sát tin rằng sự xuất hiện của vũ khí hạt nhân Mỹ ở châu Âu còn trở thành con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán với Nga trong tương lai. Nga đến nay chưa công bố chi tiết số lượng và chủng loại vũ khí hạt nhân dự kiến đưa sang Belarus, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hồi tháng 4 năm 2023 thông tin, một số cường kích Belarus đã được bổ sung khả năng tấn công mục tiêu bằng vũ khí hạt nhân và tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, có thể mang đầu đạn hạt nhân cũng được chuyển giao cho quân đội Belarus. Không quân Belarus đang vận hành gần 70 cường kích tấn công mặt đất Su-25. Loại chiến đấu cơ này có thể mang bom nặng 500 kg, phù hợp với những mẫu bom hạt nhân trọng lực từng được Liên Xô phát triển. Trong các loại vũ khí nêu trên, tên lửa Iskander-M đạt tầm bắn khoảng 500 km. Moscow được cho là đã bố trí các tổ hợp vũ khí loại này ở vùng Kaliningrad bên bờ biển Baltic, cách Belarus chỉ chừng 500 km từ vài năm qua. Còn bom hạt nhân trọng lực có tầm hoạt động hạn chế do phụ thuộc vào phương tiện phóng. Như vậy, cũng giống như vũ khí hạt nhân của Mỹ ở châu Âu, Nga sẽ không triển khai các loại tên lửa có tầm bắn xa, sức công phá đặc biệt lớn tới Belarus, vốn có thể lập tức kích hoạt căng thẳng và một cuộc chạy đua vũ trang mới ở châu Âu. Việc Nga đưa vũ khí hạt nhân sang Belarus nên được xem là một cử chỉ chính trị. Tổng thống Putin đang chứng minh cho phương Tây thấy rằng chiến lược đối ngoại của ông là nghiêm túc và Moscow sẵn sàng đáp trả khi cần thiết. Học thuyết hạt nhân của Nga quy định, Moscow chỉ cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả nếu xuất hiện mối đe dọa đối với sự tồn vong của đất nước. Việc Nga đưa vũ khí hạt nhân tới Belarus còn buộc phương Tây cân nhắc hơn về việc ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột đang xảy ra. Các chuyên gia cho rằng sự hiện diện của các loại vũ khí mới cũng khiến Kiev bố trí lại các hệ thống phòng không vốn hứng chịu nhiều thiệt hại hơn sau một năm xung đột. Nhìn từ quan điểm phòng thủ và răn đe của phương Tây, sự xuất hiện của các vị trí vũ khí hạt nhân mới gần biên giới NATO cũng đặt ra yêu cầu khối quân sự phải định hướng lại các hệ thống phòng thủ, đồng thời cải thiện khả năng phát hiện và đánh chặn tại các khu vực gần biên giới Belarus để tránh mọi nguy cơ tiềm ẩn. Dù lên án, nhưng Mỹ và NATO đến nay chưa cho thấy họ sẽ phản ứng gay gắt với quyết định của Nga. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrian Watson hồi tháng 3 năm 2023 đánh giá, phương Tây chưa thấy bất cứ lý do nào để điều chỉnh tư thế hạt nhân chiến lược của chính mình, cũng như bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân. Người phát ngôn của NATO Oana Lukescu sau đó phát biểu, khối quân sự không nhận thấy bất kỳ thay đổi nào trong tư thế hạt nhân của Nga mà buộc chúng tôi phải điều chỉnh chính mình. Dự kiến việc triển khai vũ khí hạt nhân Nga ở Belarus sẽ hoàn tất ngày 1 tháng 7 tới.
ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius của Litva. Đó sẽ là dịp để khối quân sự thảo luận và đưa ra cách ứng phó. Trong khi đó, thì Trung Quốc, cường quốc hạt nhân lớn thứ 3 thế giới, được cho là đã tăng số lượng đầu đạn từ 350 vào tháng 1 năm 2022 lên 410 vào tháng 1 năm 2023. Kho vũ khí này dự kiến sẽ tiếp tục phát triển, nhưng các chuyên gia dự đoán rằng chúng sẽ không vượt khỏi kho vũ khí của Mỹ và Nga. Bắc Kinh chưa từng công bố quy mô kho vũ khí hạt nhân của nước này và nhiều đánh giá của họ dựa trên dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Mỹ. Hồi năm 2021, hình ảnh vệ tinh tiết lộ rằng Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng hàng trăm hầm chứa tên lửa mới trên lãnh thổ phía Bắc. Những cường quốc hạt nhân lớn tiếp theo của thế giới là Pháp và Vương quốc Anh lần lượt sở hữu 290 và 225 đầu đạn. Trong đó, kho vũ khí đang hoạt động của Anh dự kiến sẽ gia tăng hơn nữa. Sau thông báo vào 2 năm trước rằng London đã tăng giới hạn từ 225 lên 260 đầu đạn. Trong số 225 đầu đạn của Anh, 120 đầu đạn sẵn sàng hoạt động để trang bị cho tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Trident 2D5, khoảng 40 đầu đạn trang bị trên tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên, chính phủ Anh không tiết lộ công khai số lượng vũ khí hạt nhân, đầu đạn hoặc tên lửa đã triển khai trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu gia tăng. Chính sách mới của Anh chỉ là một dấu hiệu cho thấy sự đổ vỡ trong hợp tác về tương lai của vũ khí hạt nhân. Mới đây, Mỹ đã đóng băng đối thoại ổn định chiến lược song phương với Nga sau xung đột ở Ukraine. Điện Kremlin cũng tuyên bố đình chỉ tham gia vào hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn sót lại với Mỹ. Chúng ta đang trôi vào một trong những thời kỳ nguy hiểm nhất trong lịch sử nhân loại. Điều cấp thiết là các chính phủ trên thế giới phải tìm cách hợp tác để làm dịu căng thẳng địa chính trị, làm chậm các cuộc chạy đua vũ trang và đối phó với những hậu quả ngày càng tồi tệ của các vấn nạn môi trường và nạn đói đang gia tăng trên thế giới. Trong bối cảnh đó, Phó Tránh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Ihor Joka nói rằng hơn 10 nước trong số 31 thành viên NATO không muốn Ukraine gia nhập liên minh. Ông Ihor Joka tiết lộ thông tin vài giờ sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Canada Justin Trudeau ký văn bản ở Kiev ủng hộ Ukraine trở thành một phần của NATO. Tháng 9 năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo Ukraine nộp đơn xin gia nhập NATO cấp tốc. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow đang theo dõi chặt chẽ tình hình và chỉ ra rằng tham vọng gia nhập NATO của Kiev là một trong những lý do khiến Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở quốc gia láng giềng. Thế giới nín thở chờ đợi chuyến đi Nam Phi của Tổng thống Putin đến hẳn nước thành viên ICC xem ai dám bắt. Các bạn thân mến, đằng sau một lệnh bắt giữ vô nghĩa là hậu quả khiến phương Tây cũng phải run sợ, chỉ dám nói chứ không dám làm. Bởi vậy nên họ mới gây áp lực, đùn đẩy trách nhiệm bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin cho Nam Phi, quốc gia chủ nhà trong hội nghị thượng đỉnh khối BRICS sắp tới. Ông Putin có thể đường hoàng đi tới Nam Phi nhóm họp nếu ông ấy muốn. Chưa nói đến việc Nam Phi có phải đồng minh của Nga hay không, thì việc bắt giữ nguyên thủ một quốc gia là điều gần như không thể thực hiện được. Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15 diễn ra tại Nam Phi vào tháng 8. Khi ấy, Nam Phi ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan từ khi ICC đưa ra trát bắt giữ Tổng thống Nga. Về mặt lý thuyết, quyết định từ ICC yêu cầu 123 nước thành viên, trong đó có Nam Phi, bắt Tổng thống Putin và chuyển đến The Hague của Hà Lan để xét xử nếu ông đặt chân đến lãnh thổ của họ. Bởi vậy, Ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS họp ở Nam Phi thảo luận về nhiều vấn đề. Song những câu hỏi về lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Putin của Tòa án Hình sự Quốc tế đã làm lu mờ các cuộc đàm phán. Hãng tin Reuters cho biết, ngày 1 tháng 6, Ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS đã khẳng định tham vọng cạnh tranh với các cường quốc phương Tây tại hội nghị ở Nam Phi. Nhưng những câu hỏi về lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin đã làm lu mờ các cuộc đàm phán. Vào tháng 3, Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đã ban bố lệnh bắt ông Putin với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Với tư cách thành viên của ICC, về mặt lý thuyết, Nam Phi sẽ được yêu cầu bắt giữ ông Putin khi ông ấy đến nước này dự hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 8. Khi tham dự vòng đàm phán đầu tiên với các đại diện từ Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, Ngoại trưởng Nam Phi Nadeli Pandor đã bị dồn dập với hàng loạt câu hỏi về ông Putin. Bà Pandor cho biết, Nam Phi đang cân nhắc các lựa chọn hợp lý nếu Tổng thống Putin đến. Tại cuộc họp báo sau đó, các bộ trưởng đã bỏ qua một loạt câu hỏi về vấn đề trên, tập trung vào nỗ lực xây dựng ảnh hưởng của nhóm BRICS trong một thế giới đa cực. Vị quan chức này tiết lộ thêm rằng,
các bộ trưởng đã thảo luận về tiềm năng sử dụng các loại tiền tệ thay thế cho tiền đang sử dụng trong giao dịch quốc tế. Theo bà, mục đích là để đảm bảo rằng chúng ta không trở thành nạn nhân của các lệnh trừng phạt, tác động lên các nước không trực tiếp liên quan đến lệnh trừng phạt đó. Các bộ trưởng cũng thảo luận về các kế hoạch kết nạp thành viên mới vào nhóm. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Chiêu Húc nói rằng Bắc Kinh rất vui về triển vọng có thêm nhiều quốc gia tham gia BRICS vì điều đó sẽ làm tăng ảnh hưởng của khối và giúp khối có nhiều quyền lực hơn để phục vụ lợi ích của các nước đang phát triển. Khối BRICS có tính bao trùm, hoàn toàn trái ngược với các mối quan hệ ít ỏi của một số quốc gia. Vì vậy, việc mở rộng BRICS sẽ có lợi cho các nước trong khối. Ngoại trưởng Iran, ông Hossein Amir Abdollahian và người đồng cấp Ả Rập Xê Út, hoàng tử Faisal bin Farhan Al-Sat đều tham gia hội nghị. Hội nghị sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán trong ngày 2 tháng 6. Chúng ta đang thấy điều gì ở đây? Xuất phát từ sự độc lập và bình đẳng của các quốc gia có chủ quyền, không quốc gia nào được phép ngồi trước tòa án đối với quốc gia khác. Tuy nhiên, điều này chỉ đề cập đến hành động có chủ quyền của nhà nước mà không đề cập đến các hoạt động theo luật tư nhân. Những bất đồng giữa các quốc gia có thể được giải quyết trước các tòa án quốc tế, ví dụ tòa án công lý quốc tế. Quyền miễn trừ của nhà nước được đặc trưng bởi quyền bất khả xâm phạm của người đứng đầu nhà nước của một số quốc gia ở nước ngoài. Nguyên thủ quốc gia không bị tạm giữ, bắt giữ, truy tố hoặc áp dụng các biện pháp cưỡng chế khác của nước sở tại. Điều tương tự cũng áp dụng đối với những người đứng đầu chính phủ đương nhiệm và các bộ trưởng của chính phủ, cũng như người thân và đoàn tùy tùng chính thức đi cùng của họ trong các chuyến thăm với tư cách chính thức. Trong khi quyền miễn trừ đối với các hành vi thực hiện trong khi thi hành công vụ vẫn tiếp tục sau khi kết thúc nhiệm kỳ, thì quyền miễn trừ liên quan đến các hành vi cá nhân sẽ kết thúc vào cuối nhiệm kỳ. Vì vậy, về phương diện pháp lý, lệnh bắt của ICC là vi phạm luật pháp quốc tế và phi lý. Nhưng điều quan trọng nhất, Liên bang Nga không phải là một bên của ICC. Ngoài ra, lời cáo buộc đưa ra cũng sai trái về phương diện vụ việc, bởi vì việc sơ tán trẻ em ra khỏi vùng chiến sự của Nga lại được ICC coi là hành động bắt cóc. Các quan chức Nam Phi đang cân nhắc lệnh bắt của Tòa án Hình sự Quốc tế đối với ông Putin trước thềm diễn ra hội nghị thượng đỉnh BRICS. Ông Jane Danko, Vụ trưởng Vụ Hợp tác và Quan hệ Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Nam Phi cho biết, thông qua các cuộc bàn bạc đầu tiên, hiện Nam Phi vẫn chưa đưa ra được quyết định cụ thể về lệnh bắt giữ của ICC. Ông Danko còn lưu ý rằng, trong thời gian tới, các cơ quan và bộ trưởng liên quan vấn đề này sẽ cố gắng thảo luận cùng nhau và đưa ra các lựa chọn phù hợp. Một quan chức chính phủ giấu tên nói với Reuters rằng, hiện có một lựa chọn đang thu hút sự chú ý của các quan chức Nam Phi, đó là nhờ Trung Quốc đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần này. Cựu Tổng thống Nam Phi, ông Thabo Mbeki nhấn mạnh, là một thành viên của ICC, về mặt lý thuyết, Nam Phi phải tuân theo lệnh bắt ông Putin, nhưng trên thực tế lại chỉ ra rằng chúng tôi không thể làm điều đó. Mới đây, Bộ Ngoại giao Nam Phi cho biết, nước này đã ra quyết định về việc miễn trừ ngoại giao đối với tất cả các quan chức tham dự hội nghị của nhóm BRICS, trong đó có ông Putin. Theo đó, lệnh miễn trừ này sẽ cho phép các nhà ngoại giao được tự do đi lại và không bị chi phối bởi hình sự tố tụng hay truy tố địa phương từ nước chủ nhà. Phát ngôn viên Điện Kremlin hồi cuối tháng 3 nhấn mạnh rằng, Nga hoàn toàn không công nhận thẩm quyền của ICC. Bộ Nội vụ Nga cũng vừa đưa công tố viên Karim Khan của ICC vào danh sách truy nã để đáp trả vụ tòa án này ban lệnh bắt Tổng thống Nga. Vậy tại sao chúng tôi lại gọi lệnh bắt giữ này là trò hề chính trị trong thế kỷ 21? Chúng ta biết rằng vào ngày 16 tháng 3 năm 2023, Tòa án Hình sự Quốc tế, gọi tắt là ICC, có trụ sở tại La Hay, Hà Lan, thông báo lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin với cáo buộc ông phải chịu trách nhiệm gây ra tội ác chiến tranh kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt cách đây hơn một năm, trong đó có cáo buộc đưa hơn 16.000 trẻ em Ukraine sang Nga. Thật là trớ trêu, đúng vào 55 năm trước, vào ngày 16 tháng 3 năm 1968, đại đội Charlie của đội quân Mỹ đã hủy diệt hoàn toàn làng Sơn Mỹ thuộc tỉnh Quảng Ngãi ở miền Nam Việt Nam sau khi sát hại hàng loạt thường dân. Trong vụ thảm sát này, quân đội Mỹ đã giết hại dã man hơn 500 thường dân, trong đó có 173 trẻ em và 182 phụ nữ, bao gồm cả 17 phụ nữ có thai. Theo kết quả điều tra của các phóng viên nhà báo độc lập Mỹ, trong đó có nhà báo nổi tiếng thế giới là Seymour Hersh, hành động tội ác này của quân đội Mỹ mới được công bố vào tháng 11 năm 1969, cùng với nhiều hình ảnh do một trong những binh sĩ Mỹ có tên là Ronan Hebel thuộc đại đội Charlie ghi lại. Từ phía Nga, phản ứng trước lệnh này của ICC, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng Nga không công nhận tòa án này cũng như là hệ thống luật pháp của tổ chức đó.
Ông chỉ ra rằng trong nhiều năm qua, các cơ quan tư pháp quốc tế, kể cả những cơ quan mà Nga không công nhận, cũng như các thành viên khác của cộng đồng quốc tế đều không quan tâm đến việc chính quyền tân phát xít của Ukraine do Mỹ và các nước phương Tây dựng lên sau cuộc đảo chính ở Kiev năm 2014 đã tiến hành pháo kích, phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự và giết hại gần 14.000 dân thường ở vùng Donbass, trong đó có rất nhiều trẻ em. Ngoài ra, kể từ năm 2014 đến nay, Nga đã trình Liên Hợp Quốc 3.000 trang tài liệu mô tả chi tiết tội ác của chính quyền Kiev đối với người dân ở miền đông Ukraine. Nhưng các cơ quan chức năng của Liên Hợp Quốc đều im lặng, còn ICC cũng nhắm mắt làm ngơ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng các quyết định của ICC không có ý nghĩa đối với Nga, không có bất kỳ giá trị pháp lý nào bởi Nga không phải là một bên tham gia quy chế Rome về tòa án hình sự quốc tế và vì thế không có nghĩa vụ theo quy chế đó. Nga không hợp tác với cơ quan này và bất kỳ yêu cầu bắt giữ nào của ICC đều vô hiệu đối với họ. Mặc dù Mỹ cũng không phải thành viên của ICC, nhưng khi mà Tòa án Hình sự Quốc tế xâm phạm đến lợi ích quốc gia của Mỹ, thì Washington ngay lập tức ngăn chặn và trừng phạt họ. Tuy nhiên khi cần, họ lại sẵn sàng sử dụng ICC làm công cụ để thực hiện mục đích chính trị. Có 3 sự kiện điển hình chứng tỏ Mỹ đã thao túng ICC ra sao. Sự kiện thứ nhất là sau khi kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược Nam Tư đầu năm 1999, dưới sức ép của Mỹ, ICC ra tuyên bố cáo buộc Tổng thống Nam Tư Milosevic phạm tội ác chống lại loài người. Đồng thời, Mỹ treo giải thưởng trị giá 5 triệu đô la cho ai cung cấp thông tin để bắt giữ và dẫn độ ông Milosevic tới ICC. Năm 2000, sau khi bị thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Nam Tư diễn ra theo kịch bản cách mạng màu do Mỹ đạo diễn, ông Milosevic bị một số phần tử trong chính quyền mới của quốc gia này do Mỹ dựng lên bắt giữ và chuyển cho ICC. Sự kiện thứ hai là vào ngày 19 tháng 3 năm 2011, núp dưới chiêu bài bảo vệ nhân quyền, Mỹ đứng đầu NATO đã phát động cuộc chiến tranh xâm lược Libya. Do sự thao túng của Mỹ, ngày 27 tháng 6 năm 2011, ICC đưa ra phán quyết mà không có bất cứ bằng chứng nào làm cơ sở để truy tố Tổng thống Libya Muammar Gaddafi vi phạm tội ác chống loài người. Thế nhưng thực thi phán quyết này của Tòa án Hình sự Quốc tế, ông Muammar Gaddafi đã bị các lực lượng bạo loạn Mỹ và phương Tây ủng hộ sát hại dã man theo cách thức thời Trung Cổ. Vì sao Tòa án Hình sự Quốc tế phát lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thời điểm này? Mục tiêu thứ nhất là Washington và Bruxelles đã cạn kiệt mọi khả năng trừng phạt và hành động thù địch chống Nga. Họ đã thất bại trong toan tính làm tê liệt sự ủng hộ của người dân Nga dành cho Tổng thống Vladimir Putin, cũng như thất bại trong toan tính sử dụng hơn 14.000 biện pháp cấm vận để hủy diệt nền kinh tế Nga. Washington và Bruxelles hiểu rằng Vladimir Putin đồng nghĩa với nước Nga. Do đó, bắt giữ được ông Putin cũng đồng nghĩa với việc làm tan rã nước Nga. Sức mạnh của ông Putin trước hết là sự ủng hộ của người dân và sự đoàn kết xã hội Nga xung quanh ông. Với phán quyết của ICC, Mỹ đứng đầu phương Tây muốn chia rẽ Tổng thống Putin với người dân Nga. Tuy nhiên, toan tính này sẽ hoàn toàn thất bại vì phán quyết của ICC hoàn toàn vô giá trị. Còn người Nga coi bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Tổng thống của họ là hành vi xâm lược nước Nga bởi ông là người nắm giữ quyền của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga. Mục tiêu thứ hai là nhằm làm giảm sự ủng hộ của thế giới ngoài phương Tây dành cho nước Nga. Theo lệnh của ICC, Tổng thống Nga Putin sẽ không được đến 123 quốc gia tham gia tổ chức này. Cuộc chiến tranh ủy nhiệm do Mỹ và phương Tây tiến hành ở Ukraine chứng tỏ thế giới ngoài phương Tây không chỉ thận trọng xa lánh phương Tây trong chính sách chống Nga mà còn âm thầm tìm cách thoát khỏi sự phụ thuộc vào Mỹ trong nhiều lĩnh vực quan trọng. Mục tiêu thứ ba là kéo dư luận quốc tế ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội mà phương Tây đang lâm vào. Cuộc khủng hoảng này được thể hiện ở sự sụp đổ của 3 ngân hàng Mỹ, gồm ngân hàng Thung lũng Silicon, ngân hàng Silvergate và ngân hàng Signature. Mục tiêu thứ tư là kéo dư luận Mỹ và nhiều nước châu Âu khỏi các cuộc biểu tình đang lan tỏa ngày càng rộng khắp, phản đối chính phủ của họ viện trợ vũ khí và tài chính cho chính quyền tham nhũng ở Ukraine, trong khi không khắc phục được vấn đề nạn giá cả và lạm phát leo thang. Đội quân thất nghiệp thì ngày một đông đảo. Vì thế, giới quan sát quốc tế coi phán quyết của Tòa án Hình sự Quốc tế bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ là trò hề chính trị trong thế kỷ 21. Tổn thất gấp 10 lần, ông Putin mỉm cười trước tin dữ ập đến với chính quyền Zelensky. Các bạn thân mến, chính quyền Kiev tiếp tục phơi bày bộ mặt yếu ớt của mình khi quân đội của họ tổn hại thảm khốc trong các cuộc phản công. Kể cả được phương Tây hậu thuẫn về vũ khí, thì những tổn thất của họ cũng cao gấp 10 lần so với quân đội Nga. Điều này đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin, một chính trị gia lão làng, xác nhận.
Thêm vào đó, xung đột ở Ukraine còn là cơ hội kinh doanh lớn đối với các công ty sản xuất quốc phòng, bởi nhu cầu vũ khí ở Mỹ và châu Âu đang gia tăng thần tốc trong một năm qua. Điều này đã dẫn đến một nghịch lý, đó là người Nga càng chiếm được ưu thế trên chiến trường, thì phương Tây càng vui. Cụ thể, những thông tin này chúng tôi sẽ phân tích ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13 tháng 6 có cuộc gặp gỡ với các phóng viên chiến trường và chia sẻ quan điểm về tình hình chiến sự ở Ukraine, cũng như cung cấp thông tin về kế hoạch sắp tới của Moscow. Trong lần xuất hiện công khai mới nhất trước truyền thông, chúng ta cần chú ý đến hai điểm chính trong tuyên bố của người đứng đầu Liên bang Nga, đó là tổn thất của đối phương và vấn đề huy động thêm tân binh. Thứ nhất, thiệt hại thảm khốc của Ukraine. Theo RIA Novosti, Tổng thống Nga Putin cho biết, các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt mà Moscow tiến hành ở Ukraine đang thay đổi theo tình hình hiện tại, nhưng về cơ bản vẫn sẽ giữ nguyên. Trong đó, quân đội Kiev hiện hoàn toàn phụ thuộc vào vũ khí, thiết bị và đạn dược của phương Tây, không thể sản xuất bất cứ thứ gì tại địa phương. Không có thay đổi cơ bản nào diễn ra hiện nay về các mục tiêu mà chúng tôi đặt ra cho mình khi bắt đầu hoạt động quân sự, ông Putin nói. Ông nhấn mạnh rằng chiến dịch quân sự của Nga là phản ứng đối với việc Ukraine và NATO vượt qua các làn rạch đỏ, và nước này có một số kế hoạch hành động tùy thuộc vào tình hình sau cuộc phản công của Ukraine. Ông cũng cho rằng chìa khóa để giải quyết vấn đề Ukraine là nằm về phía phương Tây. Nếu phương Tây thực sự muốn chấm dứt cuộc xung đột hiện nay thông qua cuộc đàm phán, họ chỉ cần đưa ra một quyết định, đó là ngừng cung cấp vũ khí và thiết bị. Thế là xong. Tổng thống Putin cho biết, chiến dịch phản công quy mô lớn của Ukraine đã diễn ra từ ngày 4 tháng 6, trong đó Kiev đang sử dụng lực lượng dự bị được chuẩn bị đặc biệt cho trận chiến này và tấn công theo 4 hướng. Tuy nhiên, chính quyền Kiev vẫn không đạt được bất cứ thành công nào, họ bị tổn thất nặng nề. Theo người đứng đầu Điện Kremlin, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất ít nhất 160 xe tăng và 360 xe bọc thép. Số khí tài bị Nga phá hủy là 54 xe tăng kể từ khi Kiev bắt đầu cuộc phản công mới, chiếm từ 25-30% tổng số lượng phương tiện chiến đấu mà phương Tây chuyển giao cho Kiev. Ông nêu rõ rằng Nga cũng tổn thất quân sự, nhưng phía Ukraine thiệt hại gấp 10 lần. Rõ ràng, trong giới chính khách quốc tế, Tổng thống Vladimir Putin là một ẩn số. Ông ấy là một chính trị gia lão làng mà không một cường quốc nào, kể cả Mỹ, dám xem nhẹ. Mỗi khi ông chủ Điện Kremlin đưa ra tuyên bố, phương Tây đều phải phân tích xem có thể tìm ra sơ hở gì không. Nhưng dĩ nhiên, bao nhiêu năm trôi qua, họ vẫn không thành công trong việc thu thập bất cứ thông tin gì. Đề cập đến các vụ tấn công vào các khu vực biên giới, Tổng thống Putin cho rằng Nga có thể đã chuẩn bị phòng thủ tốt hơn bằng cách nâng cao hiệu quả của tác chiến, phản pháo và giới chức sẽ có cách giải quyết vấn đề này. Người đứng đầu Điện Kremlin đưa ra cáo buộc Ukraine cố tình dùng hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp để phá hủy đập Kharkovka trên sông Dnipro thuộc khu vực Nga kiểm soát ở tỉnh Kherson. Vụ vỡ đập khiến nước trong hồ chứa tràn xuống hạ lưu và làm nhiều khu dân cư bị nhấn chìm trong lũ lụt. Việc bảo vệ người dân Donbass đã có tiến bộ, mặc dù Ukraine vẫn tiếp tục bắn phá họ. Nếu các cuộc tấn công và xâm nhập bằng máy bay không người lái của Kiev diễn ra, Moscow có thể cân nhắc thiết lập một vùng đệm trên lãnh thổ Ukraine để ngăn chặn chúng. Thứ hai, không cần huy động thêm tân binh. Moscow hiện tại không cần thiết phải khởi động một cuộc động viên quân sự mới hay phải áp đặt thiết quân luật vì đã có một lượng tình nguyện viên ổn định. Ông tiết lộ rằng hơn 150.000 người đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga kể từ tháng 1 năm nay. Hồi năm ngoái, Moscow đã tổng động viên một phần các lực lượng dự bị lên tới 300.000 người. Thêm vào đó, Moscow đang xem xét rút khỏi sáng kiến ngũ cốc biển đen vì cho rằng Ukraine sử dụng tuyến đường biển để phóng các máy bay không người lái. Ông cho rằng phương Tây đã lừa dối Nga khi vẫn không thực hiện việc tự do hóa cung cấp ngũ cốc của nước này ra thị trường thế giới, nhưng chưa kết nối thanh toán giữa ngân hàng Rosselcobank với SWIFT. Tổng thống Putin nói thêm rằng, chúng tôi đang tham gia vào thỏa thuận ngũ cốc vì lợi ích của các quốc gia thân thiện ở châu Phi và châu Mỹ Latin và sẵn sàng cung cấp miễn phí các sản phẩm nông nghiệp cho các nước nghèo nhất. Vấn đề này sẽ được chúng tôi thảo luận với các nhà lãnh đạo của các quốc gia châu Phi. Khi mà chính quyền Kiev nhất định phải thực hiện bằng được các cuộc phản công để lấy lại danh dự, thì phương Tây cũng thể hiện ra rằng mình rất sẵn lòng hỗ trợ vũ khí.
Tuy nhiên, có một thực tế rằng Ukraine thua trận trước Nga sẽ khiến các công ty vũ khí phương Tây nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn, tạo thêm hàng vạn việc làm. Nghịch lý Nga càng thắng, phương Tây sẽ càng vui. Vừa qua, các đồng minh đã cam kết cung cấp hàng trăm xe tăng chiến đấu chủ lực phương Tây cho quân đội Ukraine, như xe tăng Leopard 2 của Đức, Challenger 2 của Anh, M1 Abrams của Mỹ hay AMX-10 của Pháp. Trong đó, số lượng xe tăng Đức lên tới hơn 100 chiếc. Hồi tháng 3, Bộ Quốc phòng Đức xác nhận 18 xe tăng Leopard 2 loại A6 được chính phủ nước này hứa hẹn trước đó đã chuyển đến Ukraine. Các đồng minh khác như Hà Lan, Bồ Đào Nha, Canada, Đan Mạch, Ba Lan, Na Uy và Tây Ban Nha cũng đang thu gom những chiếc xe cũ để tân trang lại và gửi cho chính quyền Kiev. Bên cạnh đó, doanh nghiệp Đức Rheinmetall đã thành lập liên doanh với công ty nhà nước Ukrobofrom của Ukraine để sửa chữa và sản xuất xe tăng Panther, phiên bản nâng cấp cao nhất của Leopard 2 để cung cấp cho quân đội Ukraine và cả những khách hàng khác. Hôm 11 tháng 6, ông Armin Papperger, người đứng đầu doanh nghiệp quốc phòng Đức Rheinmetall, nói trong một cuộc phỏng vấn với RND rằng vũ khí của Đức đã chứng tỏ bản thân rất tốt trong cuộc xung đột ở Ukraine khi nhận được phản hồi của binh sĩ nước này, ví dụ như xe tăng Leopard 2, xe chiến đấu bộ binh Puma và pháo tự hành PZH-2000. Chính phủ Đức hồi đầu tháng 5 đã sẵn sàng đặt mua 18 xe tăng Leopard 2 phiên bản mới nhất để thay thế những chiếc đã gửi cho Ukraine, với khả năng mua thêm 105 xe tăng trị giá khoảng 2,9 tỷ euro. Trước đó, Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức Bundestag đã thông qua đơn đặt hàng ban đầu cho 18 xe tăng trị giá khoảng 525 triệu euro vào cuối tháng 5. Ngoài ra, Ủy ban Ngân sách của Bundestag hôm qua đã thông qua việc mua 50 chiếc xe chiến đấu bộ binh Puma. Những thông tin về các hợp đồng mua vũ khí mới của quân đội Đức là những tín hiệu tích cực khiến triển vọng phát triển của các công ty quốc phòng Đức trở nên tươi sáng hơn, đặc biệt là đối với Rheinmetall. Trong năm 2022, giá cổ phiếu của công ty Rheinmetall của Đức, cái nôi sản xuất thiết bị quân sự cho Ukraine và nhiều nước trên thế giới, đã tăng gấp 3 lần và giới chuyên gia dự đoán triển vọng sẽ tiếp tục tăng từ 20 đến 30% mỗi năm. Sự tăng trưởng phần lớn là do cuộc xung đột ở Ukraine, khi các nước châu Âu đang thu gom các vũ khí cũ của Đức, vừa để không phải tốn tiền tiêu hủy vũ khí cũ mà lại được tiếng hết lòng với đồng minh Kiev. Sau khi họ đã cấp hết số vũ khí cũ cho Ukraine, đương nhiên là phải mua sắm thêm các lô vũ khí mới để thay thế, và các công ty sản xuất vũ khí, đạn dược Mỹ, châu Âu sẽ nhận thêm nhiều hợp đồng lớn. Ngoài ra, sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra, một số nước châu Âu mới nhận ra rằng quân đội nước mình chưa sẵn sàng cho một cuộc xung đột quân sự, do đó mới vội vã mua sắm thêm các loại vũ khí, đạn dược, nên nhu cầu về các sản phẩm của Rheinmetall ngày càng tăng. Người đứng đầu công ty quốc phòng lớn nhất của Đức cho rằng, nhu cầu gia tăng đối với các sản phẩm quân sự trong bối cảnh xung đột ở Ukraine có thể dẫn đến sự gia tăng giá trị thị trường của Rheinmetall. Trước đó, tờ The Wall Street Journal của Mỹ cũng nhận định rằng, cuộc xung đột ở Ukraine là cơ hội kinh doanh lớn đối với các công ty sản xuất quốc phòng, bởi nhu cầu vũ khí ở Mỹ và châu Âu đang gia tăng thần tốc trong một năm qua. Do đó, các công ty quốc phòng Mỹ và châu Âu đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân công do làn sóng đặt hàng tăng cao, nên phải tích cực tuyển mộ thêm nhiều vị trí việc làm mới. Sự cạnh tranh giữa các nhà thầu quốc phòng để giành được công nhân trong lĩnh vực mà lâu nay không được quan tâm tuyển chọn, đào tạo đang trở nên hết sức khốc liệt. Do đó, một nghịch lý nhưng lại mang tính logic cao là Nga càng giành nhiều chiến thắng trên chiến trường thì các nước phương Tây càng vui hơn, bởi Ukraine càng đòi hỏi phải cung cấp nhiều vũ khí hơn và càng nhiều đơn đặt hàng sẽ được trao cho các công ty quốc phòng. Như vậy, ngoài giá trị lợi nhuận mang lại trực tiếp cho các nhà sản xuất vũ khí, thì cuộc chiến lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai còn đóng góp lớn cho sự phục hồi kinh tế Mỹ và các nước châu Âu, từ việc tăng thêm hàng vạn việc làm cho người lao động các nước phương Tây. Chiến thắng đầu tiên, doanh nghiệp phương Tây kiếm bộn tiền, ngày ngày nuôi ngân quỹ Moscow. Theo báo cáo của Novaya Gazeta Europe, trang web tin tức độc lập hàng đầu của Nga, các công ty phương Tây lớn nhất vẫn đang hoạt động khá tốt ở Nga và đã ghi nhận tổng lợi nhuận ròng là 1,1 nghìn tỷ rúp, tương đương với 13,3 tỷ đô vào năm 2022. Mức tăng đáng kể này thể hiện rõ ràng qua con số tăng trưởng so với năm trước là 54%.
Những phát hiện này dựa trên báo cáo tài chính của các pháp nhân đã đăng ký tại Nga thuộc sở hữu hoàn toàn hoặc một phần của các thực thể phương Tây. Về thuế thu nhập doanh nghiệp, các công ty phương Tây đã đóng góp tổng cộng là 288 tỷ rúp, tương đương với 3,5 tỷ đô, vào thu ngân sách của Nga năm ngoái, chiếm 1% tổng thu. Các công ty của Pháp, Anh và Mỹ là những người nộp thuế lớn nhất, với số tiền đóng góp lần lượt là 55 tỷ, 47 tỷ và 40 tỷ rúp. Về tình hình làm ăn kinh doanh của các doanh nghiệp phương Tây tại Nga, các nhà nghiên cứu Ukraine ước tính có hơn 1.300 công ty phương Tây hiện đang hoạt động ở Nga. Ngân hàng Raiffeisen, một trong những ngân hàng lớn của phương Tây vẫn còn hiện diện ở Nga, đã tăng gần gấp 4 lần lợi nhuận ròng lên 141 tỷ rúp, tương đương với 1,7 tỷ đô. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, dưới tầng tầng lớp lớp lệnh trừng phạt từ phương Tây, nhiều công ty toàn cầu hoạt động cả trong và ngoài nước Nga vẫn tiếp tục kinh doanh như bình thường. Một số doanh nghiệp quốc tế tuyên bố rằng họ không thể tạm dừng hoạt động tại Nga vì khách hàng cần họ. Họ lập luận rằng việc đình chỉ công việc làm ăn sẽ khiến người dân thường không thể mua được những nhu yếu phẩm cơ bản như thực phẩm. Một số doanh nghiệp cũng không tỏ ra lo ngại bởi cảnh báo sẽ bị Moscow quốc hữu hóa. Bất kể lý do của họ là gì, các công ty con của hơn 1.400 công ty thuộc EU và G7 vẫn hoạt động ở Nga vào mùa thu năm ngoái. Khi Moscow khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt, Đại học Yale của Mỹ bắt đầu lập danh sách các công ty và tập đoàn đang hoạt động tại Nga. Tài liệu này trực tiếp theo dõi công ty nào đã cắt giảm hoạt động kinh doanh tại Nga và những doanh nghiệp nào vẫn tiếp tục hoạt động ở đó. Sẽ không có gì ngạc nhiên khi nhiều công ty trong danh sách của Yale thuộc về Trung Quốc, nhưng trong danh sách cũng không hiếm các tên tuổi đến từ mọi quốc gia là Mỹ hay châu Âu. Với đầy đủ các ngành cung cấp hàng hóa và dịch vụ, từ các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, năng lượng và công nghệ thông tin đến công nghiệp, vật liệu và điện tích. Giới quan sát nhận định, hoạt động liên tục của các doanh nghiệp này có nghĩa là hàng tỷ rúp vẫn đang giúp kích thích nền kinh tế Nga và làm suy yếu hiệu quả của các biện pháp trừng phạt quốc tế. Theo một công cụ do New York Times phát triển, xuất khẩu của Nga sang một số nước châu Âu đã tăng đáng kể vào năm 2022. Chẳng hạn, xuất khẩu của Nga sang Tây Ban Nha tăng 112%, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Nga từ Bỉ tăng 130%, và xuất khẩu của Nga sang Hà Lan tăng 74%. Theo ước tính, tổng giá trị thương mại hiện tại của Nga với các quốc gia châu Âu khác nhau vẫn lên tới hàng tỷ đô. Tổng thống Zelensky bị Tòa án Ukraine điều tra tội phản quốc. Các bạn thân mến, chính quyền Kiev dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Volodymyr Zelensky một lần nữa chứng minh sự kém cỏi của họ. Tòa án ở Ukraine đã ra lệnh cho Cục Điều tra Nhà nước Ukraine mở một vụ án hình sự liên quan đến khả năng phản quốc của Volodymyr Zelensky và các thành viên trong nhóm của ông. Điều này đã được nghị sĩ Quốc hội Ukraine Jarl Leros cho biết trên kênh Telegram của mình vào hồi cuối tháng 5. Ông ấy viết như sau: đã ra lệnh mở một vụ án hình sự theo điều khoản phản quốc chống lại Zelensky và đồng bọn. Hãy để tôi nhắc bạn rằng, cơ quan điều tra nhà nước đã từ chối điều tra tội phản quốc của Zelensky khi ông bổ nhiệm các đặc vụ FSB, tức là Tổng cục An ninh Liên bang Nga, và các vị trí chủ chốt trong SBU, tức là Cục An ninh và Tình báo mật của Ukraine. Nhưng tòa án đã ra lệnh đưa thông tin vào sổ đăng ký thống nhất về điều tra trước khi xét xử và bắt đầu điều tra trước khi xét xử. Ông ấy trích dẫn một bức ảnh chụp bản sao phán quyết của tòa án quận Pechersk của Kiev. Theo đó, tòa án buộc Cục Điều tra Nhà nước tiến hành một cuộc điều tra trước khi xét xử theo yêu cầu của Leros. Trong thông điệp của mình trên kênh Telegram, Thứ trưởng làm rõ rằng tòa án đã ra lệnh khởi tố vụ án hình sự chống lại Zelensky và đồng bọn theo Điều 111 Bộ Luật Hình sự Ukraine, tức là tội phản quốc. Theo ông, Zelensky, tránh văn phòng Andrei Yermak, phó tránh văn phòng Roman Masovets, cựu giám đốc SBU Bakhanov và cựu phó thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Ruslan Devchenko phải bị thẩm vấn vì họ là những nghi phạm chính trong vụ việc bổ nhiệm các đặc vụ của FSB vào SBU. Những cuộc hẹn này là nguyên do khiến hàng chục nghìn người Ukraine thiệt mạng. Nghị sĩ yêu cầu những kẻ phản bội phải chịu trách nhiệm về những tội ác nghiêm trọng đối với người dân Ukraine. Tôi sẽ không cho phép những kẻ phản bội trốn tránh trách nhiệm về những tội ác nghiêm trọng đối với người dân, ông Leros nói thêm. Vào tháng 7 năm 2022, Zelensky đã ký các sắc lệnh về việc cách chức cựu lãnh đạo SBU Ivan Bakhanov và Tổng công tố Ukraine Irina Venediktova vì nhiều tình tiết phản quốc từ phía nhân viên của hai bộ.
Cục điều tra nhà nước Ukraine báo cáo rằng gần 1.500 vụ án về các tội phạm chống lại an ninh quốc gia đã được khởi xướng tại Ukraine trong thời gian diễn ra chiến dịch đặc biệt của Nga. Những nỗ lực chính của Cục tập trung vào việc vạch trần và đưa ra trước công lý những kẻ phản bội, cộng tác viên, những kẻ phá hoại, điều tra tội ác chiến tranh của Nga, tìm kiếm tài sản của Nga để chuyển giao quyền sở hữu nhà nước, xác định kho vũ khí đạn dược của kẻ thù. Theo dịch vụ, kể từ tháng 2 năm 2022, đã khởi xướng 1.487 vụ việc ở Ukraine với các dấu hiệu phạm tội chống lại nền tảng an ninh quốc gia của đất nước. Trong đó có 1.177 trường hợp về tội phản quốc, 226 trường hợp về tội hợp tác với kẻ địch. Số lượng lớn nhất các thủ tục tố tụng hình sự được tiến hành chống lại cư dân của các vùng lãnh thổ mới của Liên bang Nga, Donetsk và Lugansk, cũng như các vùng Kherson và Zaporizhia. Có một điều mà nhiều người đã cảnh báo từ lâu rằng, phương Tây đang lao và sâu xé Ukraine như loài kèn kèn xé nhỏ con mồi. Nếu họ cảm thấy chế độ hiện tại đã hết giá trị lợi dụng, hoàn toàn có khả năng chính quyền ông Zelensky sẽ bị thay thế. Vậy liệu Tổng thống Zelensky có bị phản bội hay không? Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby mới đây cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine cần phải có mọi thứ cần thiết để phản công thành công. Ông này chắc chắn rằng vào mùa hè, tình hình quân sự sẽ thay đổi theo hướng có lợi cho Kiev. Còn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh rằng, ngay cả khi chiến dịch thất bại, các đồng minh của Ukraine sẽ không ngừng giúp đỡ. Cuộc phản công này đã được nói đến từ mùa thu năm ngoái. Ukraine được sự trợ giúp của phương Tây với niềm tin sẽ chiếm Crimea vào mùa hè này. Tuy nhiên, tình hình lực lượng vũ trang chỉ trở nên tồi tệ hơn. Quân đội Nga đã giải phóng Bakhmut. Dù vậy, Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine tuyên bố rằng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ phản công vào ngày mai hoặc trong tuần sau. Và theo cố vấn của người đứng đầu văn phòng Tổng thống Mikhail Podolyak, cuộc phản công đã bắt đầu, nhưng vì mặt trận kéo dài 1.500 km nên không phải ai cũng nhận thấy điều này. Đó là ý kiến của các nhà chức trách, còn truyền thông phương Tây không lạc quan như vậy. Theo tờ Washington Post, tướng Anh Richard Barron chỉ ra sự yếu kém của lực lượng phòng không, không thể đẩy lùi các tên lửa của Nga trong cuộc phản công. Theo tình báo Mỹ, Kiev cùng lắm sẽ tiến vài km và gây ra mối đe dọa cho người Nga khi di chuyển qua cây cầu đất liền tới Crimea. Thật không thực tế nếu mơ ước nhiều hơn khi mà Ukraine có vấn đề kinh niên với việc huấn luyện binh lính và cung cấp đạn dược. Tờ Die Welt của Đức lưu ý rằng, để chiến dịch thành công, Kiev cần có nhiều máy bay chiến đấu nhưng sẽ không có gì vào mùa hè. Nga vượt trội đối phương trên bầu trời tới 5-6 lần và Zelensky không nên lặp lại bài học đáng buồn của Adolf Hitler tại vòng cung Kursk trong Thế chiến thứ hai, khi nỗ lực khắc phục hậu quả thảm họa ở Stalingrad lại biến thành một thất bại nặng nề mới đối với Đức Quốc xã. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cũng cảnh báo rằng ông Putin chưa thua một cuộc chiến nào và quân đội Nga có thể tiếp tục nghiền nát Ukraine. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Quân đội Hoa Kỳ tướng Mark Milley nói rõ thêm rằng vài chục chiếc F-16 sẽ không thay đổi cục diện chiến sự vì đây hoàn toàn không phải là vũ khí thần kỳ. Ngay cả quân đội Ukraine cũng chia sẻ những đánh giá của phương Tây, như Thiếu tướng Sergei Krivonos tin rằng nếu không có không quân đủ mạnh, cuộc phản công sẽ bị tàn phá bởi tiềm năng phòng không của Nga mạnh và đang được bổ sung tốt. Theo Trung tâm Điều tra Dư luận Xã hội, gần 64% người được hỏi cho biết Ukraine phản đối việc chấm dứt chiến sự. Khoảng 67% muốn khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Tương tự, tỷ lệ này là số người không tin vào khả năng hòa giải với Moscow. Đối với các cuộc đàm phán, chỉ 2-3% tin vào giải pháp này. Như nhà phân tích chính trị Vadim Karasev đã giải thích trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông Ukraine, phái hòa bình không muốn kết bạn với Nga mà muốn giải quyết xung đột bằng các hoạt động quân sự. Mỹ và EU thì có vẻ như đang chuẩn bị cửa sau cho các tình huống khi cho biết họ đã làm tất cả, đã chuyển giao mọi thứ cần thiết để Kiev chiến đấu. Và bây giờ, việc tổ chức cũng như kết quả cuộc phản công chỉ còn phụ thuộc vào chính quân đội Ukraine nữa thôi. Nếu ekip của ông Zelensky thất bại, thì người Ukraine phải chịu trách nhiệm về mọi thứ, khi mà thế giới đã thuyết phục họ hành động khác đi, nhưng họ đã không làm theo. Có một điều đáng lưu ý là dù nhiều nhà phân tích chính trị cũng như giới truyền thông có cách đánh giá rất khác nhau về sự lạc quan và cuộc phản công, thậm chí là bi quan, thì Mỹ và phương Tây vẫn sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí và hỗ trợ tài chính cho Ukraine để biến nước này thành công cụ gây áp lực mạnh mẽ và hiệu quả đối với Nga. Và ông Zelensky cùng các chính trị gia Kiev khác đã trở thành con tin trong các chiến dịch thông tin của chính họ,
khi những điều họ nói không tương ứng với tình hình quân sự diễn ra trên chiến trường. Vì điều này, mức độ tín nhiệm của họ chắc chắn sẽ giảm và họ đang cố gắng hết sức để cứu vãn. Từ đây, người ta đang nói về một Ukraine và tấn bi kịch của đất nước bất hạnh và cô độc. Khi sư tử bỏ đi, thì đàn linh cẩu bắt đầu cắn xé xác con mồi, kể cả con mồi bất hạnh đó cũng là linh cẩu. Chắc hẳn nhiều người trong số chúng ta còn nhớ việc xếp hàng ở Liên Xô. Họ bán gì trong đó? Không quan trọng. Điều chính yếu là phải xếp hàng. Còn mua gì thì tính sau. Ngày nay, xung quanh Ukraine ta cũng thấy cảnh tương tự. Ba Lan, Hungary, Romania đang tỏ ra khá hào hứng xếp hàng. Vậy họ muốn mua gì? Người Romania giờ đây đang trở nên tích cực hơn Ba Lan và Hungary. Chính họ đã nâng vấn đề yêu sách lãnh thổ lên một tầm cao mới. Quốc hội Romania đã thông qua luật về quan hệ với Ukraine và nhất trí sáp nhập một số vùng lãnh thổ hiện là một phần của quốc gia láng giềng. Người khởi xướng là đương kim thượng nghị sĩ Dana Shoseka. Đây không phải là phản ánh về chủ đề, không phải là một cuộc trò chuyện vòng quanh, mà là một tài liệu rất cụ thể. Rất vui, chính quyền Kiev bằng cách nào đó đã không phản ứng quá gay gắt trước quyết định của thượng nghị sĩ Romania. Mái nhà sẽ được tháo rời. Từ khóa trong vấn đề này là thế cũng được. Vì Zankis không cần một quốc gia thua cuộc, nên thật tốt khi có thể nhận được một số lợi ích như một sự khuyến mại. Hãy cho khách hàng của bạn một miếng, dù là bé thôi. Châu Âu đã chứng kiến điều này sau Hiệp định Munich, khi Hitler cho phép Ba Lan chiếm vùng Siagin của Tiệp Khắc. Hoa Kỳ có cảm thấy gì không? Họ tất nhiên là chả cảm thấy gì, đặc biệt là giá trị địa chính trị của một số quốc gia đồng minh NATO, dù có bị đe dọa hay không. Trở về thực tại, họ đang tích cực nói về phương án B tại Ukraine. Điều chính yếu là làm sao để Nga không giành chiến thắng một cách áp đảo. Nó có nghĩa là gì? Rất vô nghĩa. Có thể những người Đông Âu xung quanh Ukraine, trong sâu thẳm tâm hồn họ, khao khát sự thất bại nhanh chóng của Ukraine để kiếm những miếng béo bở hơn cho mình. Điều này hoàn toàn không có nghĩa là họ không muốn nước Nga thua cuộc. Họ muốn như vậy, họ đã phát cuồng về ý tưởng này. Nhưng đồng thời, họ vẫn hiểu rằng càng đi xa hơn thì kịch bản mà họ mong muốn sẽ trở nên phi thực tế. Điều này có nghĩa là ở một giai đoạn nào đó, sau khi gây ra nhiều thiệt hại cho Nga, thì Ukraine với tư cách là một thực thể đã hết thời nên bị loại bỏ. Và theo một số dấu hiệu, sự thiếu kiên nhẫn như thế này đã bộc lộ theo đúng quy luật của tự nhiên. Khi sư tử bỏ đi, thì đàn linh cẩu bắt đầu cắn xé xác con mồi, kể cả con mồi bất hạnh đó cũng là một con linh cẩu. Nếu đây không phải là những dấu hiệu đầu hàng, thì ít nhất nó cũng giống như những hợp âm đầu tiên của một bản nhạc diễu hành tang lễ cho số phận bất hạnh của một đất nước, vốn có cơ hội trở thành độc lập, tự chủ và phát triển chả kém gì ai, nhưng họ lại phung phí một cách hết sức nhạt nhòa. Vậy còn có cơ hội nào khác không? Ngày 28 tháng 5, nghị sĩ Fedor Venislavsky, thành viên của Ủy ban An ninh Quốc phòng và Tình báo Quốc gia Ukraine nhận định, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO khó có thể chấp nhận kết nạp Ukraine cho đến khi xung đột Nga-Ukraine kết thúc. Mức độ đánh giá của các chuyên gia quân sự quốc tế về các lực lượng vũ trang Ukraine hiện nay rất cao, chỉ còn lại vấn đề quân sự chính trị, họ cần phải trở nên thực tế hơn. Quan chức này nói thêm nhiều thông tin chi tiết về khả năng Ukraine gia nhập NATO trong tương lai sẽ được đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới vào ngày 11 và 12 tháng 7 ở thủ đô Vilnius của Lithuania. Phát biểu trước báo giới vào ngày 3 tháng 4 năm nay, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố lập trường của liên minh quân sự này không thay đổi và rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên của liên minh. Bước đầu tiên hướng tới tư cách thành viên của Ukraine trong NATO là đảm bảo rằng Ukraine thắng thế. Tôi không thể đưa ra ngày chính xác, nhưng điều tôi có thể nói là các đồng minh đang hết sức tập trung vào việc đảm bảo Ukraine sẽ chiến thắng, ông Stoltenberg nói. Gần đây, những thảo luận về cuộc đối đầu giữa phương Tây, dẫn đầu là Mỹ với Nga đang chiếm phần lớn trong không gian truyền thông, làm lu mờ cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong cuộc đối đầu với Nga, một số lượng lớn các biện pháp trừng phạt đã được áp đặt để phá hủy nền kinh tế Moscow. Tuy nhiên, trong khi gây ra thiệt hại nhỏ cho Nga, thì chúng đã giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế phương Tây, đặc biệt là nền kinh tế của châu Âu. Liên minh châu Âu thực sự đã tự nguyện từ bỏ năng lượng và các nguồn tài nguyên khác của Nga, dẫn đến giảm sản xuất, dòng vốn chạy sang Mỹ, lạm phát cao và mức sống người dân các nước châu Âu giảm đáng kể. Trên thực tế, để giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với Nga, người Mỹ đã hy sinh đồng minh quan trọng nhất của mình là châu Âu. Vỡ đập, nhà máy thủy điện Kharkovka bị phá hủy, thảm họa tồi tệ ập đến với chính quyền Zelensky.
Các bạn thân mến, vụ vỡ đập thủy điện khổng lồ trên sông Dnipro đang làm lu mờ bức tranh về cuộc phản công của chính quyền Kiev. Người ta thậm chí còn so sánh vụ vỡ đập này có thể là thảm họa tồi tệ nhất kể từ sự cố Chernobyl năm 1986. Sáng ngày 6 tháng 6, đập thủy điện Kharkovka trên sông Dnipro thuộc khu vực Nga kiểm soát ở tỉnh Kherson đã bị xé toạc một phần sau vụ nổ. Nga và Ukraine đều cho rằng đây là cuộc tấn công có chủ ý và quy trách nhiệm lẫn nhau. Dĩ nhiên, phía cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận rõ ràng, nhưng để suy đoán được bên nào thực hiện vụ tấn công thì chúng ta cần phải xem đâu mới là bên được hưởng lợi nhiều nhất từ sự việc này. Và chúng tôi sẽ phân tích trong phần nội dung chính ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Ít nhất 150 tấn dầu máy đã tràn ra sông Dnipro do nhà máy thủy điện Novakharkovka bị phá hủy và có nguy cơ rò rỉ hơn 300 tấn, chưa kể đến 80 khu định cư dân cư đang nằm trong vùng nước lũ. Ước tính thiệt hại về môi trường có thể lên tới 50 triệu euro. Ngay sau đó, lệnh sơ tán dân thường khỏi các khu vực có nguy cơ và cung cấp nước uống cho các khu định cư phụ thuộc vào hồ chứa nước Kharkovka đã được đưa ra. Khoảng 42.000 người có nguy cơ bị lũ lụt đe dọa. Tại thành phố Kherson, cách con đập khoảng 60 km về phía hạ lưu, mực nước dâng cao 3,5 m, buộc người dân phải lội nước ngập đến đầu gối để sơ tán. Các nhân viên tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đang kiểm soát tình hình và có các công cụ trong trường hợp có bất kỳ diễn biến nào. Tuy nhiên, mực nước của hồ chứa Kharkovka đang hạ thấp nhanh chóng, gây ra mối đe dọa tiềm tàng cho nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu này. Vụ nổ làm hư hỏng nặng con đập Novakharkovka do buồng máy phát nổ từ bên trong. Nhà máy thủy điện Kharkovka đã bị phá hủy hoàn toàn và không thể được khôi phục. Một nửa nhịp đập Novakharkovka cũng bị phá hủy. Theo hãng thông tấn Nga TASS, hãng tin này cho biết các phần còn lại của con đập đang tiếp tục sụt lún và hư hại. Chúng ta hãy cùng nghe xem các bên nói gì. Phía Ukraine đơn phương cáo buộc, vào đêm ngày 6 tháng 6, các lực lượng Nga đã cho nổ tung nhà máy điện Kharkovka. Họ dự kiến hồ chứa sẽ hoạt động trong vòng 4 ngày tới. Mực nước của hồ chứa Kharkovka giảm xuống đe dọa sự an toàn của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Tuy nhiên, phía Nga ngay lập tức có phản ứng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tin rằng hành động phá hoại nhà máy thủy điện Kharkovka có liên quan đến cuộc tấn công bất thành của lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như ý định của chính quyền Ukraine nhằm cắt Crimea khỏi nguồn cung cấp nước. Bây giờ chúng tôi có thể tuyên bố chắc chắn rằng đó là một hành động phá hoại có chủ ý do phía Ukraine thực hiện. Hành động phá hoại này có khả năng dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng cho hàng chục nghìn cư dân địa phương, chưa nói đến những hậu quả về môi trường vẫn chưa được giải quyết. Theo ông Peskov, vụ phá hoại tại nhà máy thủy điện Kharkovka có liên quan đến cuộc tấn công không thành công của lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, Kiev hiện không đạt được mục tiêu của họ. Họ đang bế tắc trong các cuộc tấn công của chính mình. Hành động của phía chính quyền Kiev cũng có thể được giải thích là do ý định cắt bán đảo Crimea khỏi nguồn cung cấp nước ngọt. Ông Peskov kết luận, mực nước trong hồ chứa đang suy giảm cùng với dòng nước chảy đến kênh Bắc Crimea. Thị trưởng Novakharkovka Volodymyr Letiv cho biết con đập bị phá hủy do nhiều cuộc tấn công mà lực lượng Ukraine đã tiến hành trong một thời gian dài. Volodymyr Sando, quyền người đứng đầu khu vực Kherson, cũng cho biết lực lượng vũ trang Ukraine hồi cuối năm 2022 đã tấn công các cửa dẫn nước của thủy điện Kharkovka để gây ngập lụt lãnh thổ của khu vực. Cả chính quyền Nga và Ukraine đều đưa xe lửa và xe buýt để giúp người dân sơ tán. Theo thống kê chính thức, có khoảng 22.000 người sống trong những khu vực có nguy cơ bị lũ lụt do Nga kiểm soát, trong khi 16.000 người sống ở khu vực quan trọng nhất trong lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Không bên nào báo cáo bất kỳ trường hợp tử vong hoặc thương tích nào. Vụ vỡ đập đã tạo thêm một khía cạnh mới đáng kinh ngạc cho cuộc chiến của Nga ở nước láng giềng, hiện đã bước sang tháng thứ 16. Các chuyên gia trước đây cho biết con đập đang trong tình trạng hư hỏng, điều này cũng có thể dẫn đến vỡ. Để nhận định bên nào mới là chủ mưu phá hoại con đập, thì trước tiên chúng ta cần phải biết ai sẽ được hưởng lợi khi đập Kharkovka xảy ra thảm họa. Cũng khó để xác định rõ bên nào được hưởng lợi từ thiệt hại của con đập, vì cả vùng đất do Nga kiểm soát và Ukraine nắm giữ đều gặp rủi ro. Thiệt hại cũng có thể cản trở cuộc phản công của Ukraine ở phía Nam và khiến chính phủ nước này mất tập trung, trong khi Nga phụ thuộc vào con đập để cung cấp nước cho bán đảo Crimea. Mặc dù các quan chức Kiev tuyên bố Nga đã cho nổ con đập để cản trở cuộc phản công, nhưng các nhà quan sát lưu ý rằng
việc vượt qua Dnipro rộng lớn sẽ là một thách thức cực kỳ lớn đối với quân đội Ukraine. Các khu vực khác của chiến tuyến có nhiều khả năng là con đường tấn công. Dĩ nhiên, các cơ quan chức năng chưa có kết luận rõ ràng, nhưng chúng ta có thể thấy một số điều như sau. Thứ nhất, việc đập Nova Kharkovka bị vỡ sẽ ảnh hưởng đến tuyến phòng thủ đầu tiên của quân đội Nga ở vùng Kherson. Khi mực nước giảm, nó sẽ cho phép quân đội Ukraine đổ bộ lên bờ bên kia sông. Mặt khác, chính quyền Kiev có ý định đánh lạc hướng quân đội Nga khỏi Belgorod và cố gắng giành được càng nhiều các chiến tích trong cuộc phản công lần này thì càng tốt. Mục đích thứ hai có thể là cắt nguồn nước dẫn đến bán đảo Crimea. Ngoài ra, các khu vực bị ngập do nước sông Dnipro dâng lên cũng lâm vào tình cảnh mất điện và mất nước. Trên lý thuyết thì đây là cơ hội tốt cho Ukraine thực hiện kế hoạch phản công ấp ủ bấy lâu nay của mình. Tuy nhiên, nó sẽ gây ra những thảm họa cực kỳ tồi tệ về sinh thái và môi trường. Hãng tin The Guardian của Anh cho biết, trong bối cảnh mực nước lũ tiếp tục dâng lên, các quan chức và nhà phân tích bắt đầu tính toán thiệt hại về con người và môi trường đối với Ukraine, một trong những quốc gia nông nghiệp màu mỡ nhất thế giới. Họ cho biết, hàng nghìn người dân và một số loài động vật hoang dã quý hiếm đang gặp nguy hiểm. Các nhà khoa học nói rằng, ngay trong năm tới, các cánh đồng nông nghiệp ở phía nam Ukraine có thể trở thành sa mạc. Khi đập thủy điện bị phá hủy, thì hồ chứa nước sẽ khô cạn. Kết quả là từ 30 đến 94% hệ thống thủy lợi của các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát tại Dnipropetrovsk, Kherson và Zaporizhia sẽ bị thiếu nước trầm trọng. Bộ trưởng Môi trường Ukraine Ruslan Shchilets nói trong một cuộc họp báo, ít nhất 150 tấn dầu máy từ con đập đã rò rỉ vào Dnipro và thiệt hại về môi trường ước tính khoảng 50 triệu euro, tức là 53,8 triệu đô. Lũ lụt đã nhấn chìm các ngôi làng và thị trấn xung quanh thành phố Kherson. Hồ chứa rộng lớn của con đập cũng cung cấp nước làm mát cho nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Zaporizhia, hiện đang do Nga kiểm soát. Tuy nhiên, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc cho biết, các nguồn thay thế có thể cung cấp nước cho cơ sở này trong nhiều tháng nếu cần. Tuy nhiên, đối với môi trường và ngành công nghiệp của Ukraine, một trong những quốc gia xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới, thiệt hại có thể rất nghiêm trọng và nó sẽ khiến chuỗi cung ứng toàn cầu thêm căng thẳng sau việc các cảng biển của Ukraine bị phong tỏa vào năm ngoái. Thực tế, giá lúa mì trên sàn giao dịch quốc tế đã tăng hơn 3% trong phiên ngày 6 tháng 6. Tác động lũ lụt gây ra sẽ kéo dài không chỉ trong vài tuần, vài tháng mà trong một thời gian dài. Thách thức nằm ở việc đây là một con đập rất lớn, một trong những hồ chứa nước lớn nhất thế giới. Dựa trên kinh nghiệm về các sự cố tương tự trên toàn thế giới, một khu vực rất rộng lớn sẽ bị ảnh hưởng và vật liệu nguy hiểm sẽ lan rộng khắp khu vực, gây ảnh hưởng đến năng suất ngành nông nghiệp. Bùn do nước lũ để lại có thể sẽ mất nhiều năm để dọn sạch. Vụ vỡ đập sẽ khiến các hóa chất công nghiệp và chất bôi trơn vào đất cũng như mạch nước ngầm gây tổn hại đến hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Các loài động vật hoang dã quý hiếm ở hạ nguồn đang gặp nguy hiểm. Khu bảo tồn sinh quyển Biển Đen của Ukraine và hai công viên quốc gia cũng có khả năng bị thiệt hại nặng nề. Điều này sẽ tác động trực tiếp đến các nước láng giềng như Romania, Georgia, Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria, cũng như gây hại cho toàn bộ khu vực. Chính phủ đã tuyên bố đây sẽ là thảm họa môi trường lớn nhất ở châu Âu trong 10 năm qua và nó có thể là thảm họa tồi tệ nhất ở Ukraine kể từ vụ Chernobyl năm 1986. Hiện nay, phía Moscow đang nỗ lực điều tra vụ việc này và nếu họ chứng minh được đúng là do Ukraine thực hiện, thì chính quyền Kiev chắc chắn sẽ hứng chịu cuộc thịnh nộ cực kỳ khủng khiếp từ phía Nga. Giới phân tích cho rằng, cuộc phản công của Ukraine sẽ do các lữ đoàn từng huấn luyện tại Mỹ, châu Âu được trang bị vũ khí do phương Tây dẫn đầu. NATO đã dành nhiều tháng đào tạo cho các binh sĩ Ukraine nhằm tạo ra những đơn vị tinh nhuệ, thành thạo các chiến thuật tác chiến. Tuy nhiên, ván bài tất tay này của phương Tây liệu có mang lại kết quả tốt hay không? Khi các đơn vị khác của Ukraine đang chiến đấu chống lại quân đội Nga ở phía đông và phía nam đất nước, thì lữ đoàn cơ giới số 47 đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến tại một căn cứ quân sự của NATO ở Đức. Họ được huấn luyện qua máy tính mô phỏng các tình huống có thể gặp trên thực tế. Phó chỉ huy lữ đoàn, thiếu tá Ivan Salamaha cho biết, họ lên kế hoạch tấn công, sau đó chương trình máy tính sẽ cho họ thấy kết quả. Chẳng hạn như Nga có thể phản ứng như thế nào, nơi họ có thể đạt được bước tiến lớn và nơi họ sẽ hứng chịu tổn thất nghiêm trọng. Sau khi kết thúc khóa huấn luyện, Lữ đoàn 47 và các đơn vị tấn công khác trang bị vũ khí phương Tây, bao gồm cả xe chiến đấu bộ binh Bradley, đã chuyển đến một địa điểm bí mật gần tiền tuyến hơn.
họ đang chờ lệnh tấn công nhằm giành lại những vùng lãnh thổ đã mất và xoay chuyển cuộc xung đột theo cách có lợi cho Ukraine. Anh đã cung cấp khóa đào tạo cơ bản cho hàng nghìn tân binh Ukraine kể từ mùa hè năm 2022. Nhưng gần đây, toàn bộ các đơn vị của Ukraine đã được cử đến Đức và những quốc gia khác để học cách phối hợp với nhau, cũng như gia tăng khả năng tương tác giữa các đơn vị khác nhau. Nhiều nhà phân tích cho rằng, phương Tây cần phải chú trọng huấn luyện các binh sĩ Ukraine kỹ năng tác chiến tổng hợp và dàn xếp đội hình. Trong đó, xe tăng, pháo binh cùng nhiều phương tiện chiến đấu và vũ khí khác cần được xếp lớp một cách hợp lý để tối đa hóa hỏa lực. Họ chỉ ra rằng Kiev vẫn thiếu các yếu tố quan trọng để có thể thành công, chẳng hạn như máy bay chiến đấu hiện đại. Ukraine dự kiến sẽ nhận được những chiếc F-16 do Mỹ sản xuất sau khi Washington bật đèn xanh cho các đồng minh thực hiện động thái này. Nhưng nhiều khả năng chúng sẽ không thể đến vào thời điểm Kiev tiến hành phản công. Ukraine đang chạy đua với thời gian. Phương Tây tài trợ phương tiện và vũ khí với hy vọng chính quyền Kiev có thể sử dụng chúng trong chiến thuật tác chiến vũ trang kết hợp. Theo đó, quân đội Ukraine sẽ phối hợp đồng bộ với máy bay, xe thiết giáp và bộ binh để chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga. Nếu Ukraine thực hiện chiến thuật đúng cách, họ có thể đẩy Nga vào thế bị động. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, chiến thuật này rất khó thực hiện, đòi hỏi quân đội phải được đào tạo chuyên sâu và ngay cả những đội quân tốt nhất đôi khi cũng có thể phối hợp thiếu ăn ý. Trong nhiều tháng qua, Ukraine và các đối tác luôn cho rằng thiết giáp của phương Tây, chẳng hạn như xe tăng Leopard của Đức và xe Stryker do Mỹ sản xuất, vượt trội hơn nhiều so với thiết bị của Nga. Và điều này sẽ xoay chuyển cục diện cuộc chiến theo hướng có lợi cho chính quyền Kiev. Tuy nhiên, các lực lượng Nga đã thiết lập được tuyến phòng thủ kiên cố dài gần 1.000 km ở miền đông Ukraine và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tránh tình huống bị bất ngờ. Ukraine đang chạy đua với thời gian vì lực lượng Nga càng ở lại lãnh thổ phía đông lâu thì xung đột lại càng bế tắc và việc giành lại khu vực này càng khó khăn. Tuy nhiên, những bước đột phá nhỏ khó có thể thuyết phục Mỹ và châu Âu ở thời điểm sự ủng hộ của người dân Mỹ đối với nỗ lực viện trợ cho Ukraine đang giảm dần và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 sắp đến.